Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 226, thí chủ, chỗ các người bán trẻ con à. Mặt trời ngã về tây, sắc trời cũng tối dần. Một thôn nhỏ ở ngoại ô khu Giang Nam. Tào Đức Liên đang ngồi ở trước cửa nhà cũ nát của mình, im lặng hút thuốc. Cứ rít hết điếu này đến điếu khác, cuối cùng, dường như hắn đã hạ quyết tâm gì đó. Hắn quay lại phòng, mở cánh cửa tủ âm tường ra, để lộ ra các loại tượng thần tượng Phật đủ màu. Lão Tào ta làm xong phi vụ này thì sẽ rửa tay gác kiếm, không làm thêm nữa, nên xin các ngài nhất định phải phù hộ ta, để lần sau chót này được thuận lợi. Nếu mà sau này ta đổi đời, thì nhất định sẽ đi đặt bọc vàng cho các ngài hết, Tào Đức Liên thắp nhang, còn đặt mấy quả trái cây lên xem như đồ cúng. Sau đó, hắn cẩn thận đóng cửa tủ lại, sau đó thở một hơi thật dài. Lần cuối cùng, hôm nay nhất định là lần cuối cùng. Làm xong vụ này thì sẽ rửa tay, không làm nữa, đi đến một nơi khác, thay tên đổi họ sống cho đàng hoàng, Tào Đức Liên thầm nghĩ như thế. Sau đó hắn chỉnh lại quần áo một cái, xoay người chuẩn bị ra khỏi căn phòng cũ kỹ này để đi tìm mục tiêu của vụ cuối cùng này. Lúc hắn quay người lại thì đột nhiên nhìn thấy, không biết từ khi nào, đã có một tiểu hòa thượng đứng trước cửa nhà mình. Tiểu hòa thượng kia nhìn qua cỡ chừng 8 tuổi, gương mặt bầu bĩnh tròn ủm, cực kỳ đáng yêu, khiến người ta nhìn thấy đã muốn véo má nó mấy cái cho đã ghiền. Hơn nữa, tiểu hòa thượng còn cố đanh mặt ra vẻ nghiêm trang, bộ dạng thế này lại khiến nó trông đáng yêu hơn gấp bội. Nếu mà bán thằng nhóc này đi thì nhất định sẽ có rất nhiều người đổ tiền ra muốn mua nó nhỉ. Tào Đức Liên lại lên cơn bệnh nghề nghiệp, nghĩ thầm trong lòng. Trong lúc tên Tào Đức Liên này đang nghĩ ngợi thì chợt thấy tiểu hòa thượng kia chắp tay, cúi chào hắn, xin chào thí chủ, xin hỏi Tào Đức Liên thí chủ có ở nhà không? Ủa, tiểu hòa thượng này biết tên mình à? Trong lòng Tào Đức Liên cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn làm bộ trả lời, xin chào tiểu sư phụ, ta chính là Tào Đức Liên. Vậy thì đúng rồi, trên mặt của tiểu hòa thượng lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, tiểu hòa thượng có việc muốn tìm Tào thí chủ, đúng rồi, có thể cho tiểu hòa thượng vào nhà nói chuyện được không? Tào Đức Liên ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, mời tiểu hòa thượng vào trong nhà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó, Tào Đức Liên lại dè dặt hỏi, không biết tiểu sư phụ tìm chú có chuyện gì hay không? Là có ai nhờ ngươi nhắn gì cho chú à? Không phải thế, tiểu hòa thượng lại thi lễ một cái, nói tiểu hòa thượng tìm Tào thí chủ là vì có việc riêng. Hôm nay tiểu hòa thượng cũng nghe ngóng khắp nơi, mới tìm được chỗ ở của Tào thí chủ ngài đây. Nghe ngóng khắp nơi để tìm mình à? Tào Đức Liên không hiểu gì hết, nên hỏi tiếp, không biết tiểu sư phụ tìm chú có việc gì? Là thế này. Tiểu hòa thượng nghe nói chỗ Tào thí chủ ngươi chuyên môn mua bán trẻ con đúng không? Tiểu hòa thượng cười đến là ngây thơ lẫn vô hại, tiểu hòa thượng muốn hỏi Tào thí chủ ngài có thu mua trẻ con hay không ấy mà. Nói tới đây, mặt của tiểu hòa thượng thoáng đỏ lên, nếu như ngài mua trẻ con thì ngài xem thử xem tiểu hòa thượng ta có được không? Tuy là ta đã 6 tuổi rồi, nhưng ta cảm giác ta vẫn còn đáng yêu lắm. Nếu như ngài mà chịu mua thì ta sẽ bán cho ngài với giá 5.000 tệ có được không? Vẻ mặt của Tào Đức Liên lúc này phải nói là triệt để ngu người. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Là gài hàng mình à? Hay là chơi đều mình đây? Tiểu hòa thượng thấy hắn ngây ra thì cho rằng giá tiền này không được, nên mới ỉu xìu nói tiếp, không được à? Thế thôi 4.000 tệ cũng được nữa. Không ít hơn được nữa đâu, tiểu hòa thượng phải làm phẫu thuật cắt bỏ trĩ sang, ít nhất cũng phải tốn 5.000 tệ đấy. Trong tay của tiểu hòa thượng bây giờ chỉ có mỗi 1.000 tệ thôi. Tào Đức Liên lại ngu người tiếp. Chẳng lẽ 4.000 cũng không được à? Nhưng không thể bớt được nữa đâu, nếu còn bớt nữa, thì tiểu hòa thượng căn bản không đủ tiền đi phẫu thuật cắt bỏ trĩ sang đâu, tiểu hòa thượng nhíu mày nói. Phẫu thuật trĩ sang, thiếu 4.000 nữa, cho nên mới tự đi bán mình. Tư duy kiểu gì thế này? Hồi lâu sau, Tào Đức Liên mới nói, tiểu sư phụ đừng có nói đùa nữa, người nhà của cháu đâu? Tiểu hòa thượng suy nghĩ một lát rồi nói, ở xa lắm. Bay trên trời cũng phải 4-5 giờ mới tới nơi được. Ý là đi máy bay cũng phải mất 4-5 giờ đường à. Xa thật đấy. Tào Đức Liên cảm giác bụng dạ mình nôn nao đau đáu, vậy sao cháu lại chạy tới đây? Tiểu hòa thượng lén trốn sư phụ chạy ra khỏi chùa, bay 4-5 giờ mới tới khu Giang Nam. Sau đó gặp được một người quen, ngủ nhờ một đêm ở nhà người nọ. Nhưng, hôm nay tiểu hòa thượng muốn tự kiếm tiền, nên mới chạy ra ngoài, tiểu hòa thượng thành thực trả lời. Bởi vì người xuất gia không được nói dối. Tào Đức Liên nghe thấy thế thì hai mắt sáng rỡ lên.
Cơn đau ở bụng không cần thuốc cũng tự khỏi, hơn nữa, tim hắn dường như đập nhanh hơn. Chẳng lẽ, là do mấy tượng thần kia phù hộ hắn nên đưa tiểu hòa thượng này tới đây để hắn hốt được cú chót? Sau đó kiếm một mớ đổi đời. Tiểu hòa thượng này trông qua kháu khỉnh đáng yêu, da láng thịt mềm. Hơn nữa nó mới có 6 tuổi thôi. Tuy rằng suy nghĩ của nó có hơi lạ, nhưng mấy thứ này có thể dạy dỗ uốn nắn lại được. Vậy nên, hắn ngẫm nghĩ kỹ rồi hỏi dò, vậy người quen kia của cháu đâu? Tiểu hòa thượng đáp, không biết nữa, hắn đã ra ngoài với một vị tiền bối khác rồi, cả ngày rồi chưa về. Cho nên ta mới lén chạy ra một mình. Tào thí chủ ngài hỏi mấy chuyện này làm gì thế? Ngài cứ trả lời tiểu hòa thượng đi đã, ngài có chịu mua tiểu hòa thượng với giá 4.000 tệ không? Nếu như ngài không mua thì tiểu hòa thượng sẽ đi tìm người khác hỏi thử. Đúng là trời cũng giúp mình. Tào Đức Liên kích động siết tay, hắn thậm chí đã nghĩ ra vô số cách để kiếm tiền. Chỉ cần thuận lợi bán được tiểu hòa thượng này rồi thì nói không chừng quãng đời còn lại hắn không cần phải lo lắng tiền bạc nữa. Đây nhất định là nhờ ơn mình bao ngày nhang khói cúng kiến tượng thần nên mới có thu hoạch thế này. Lúc này, hắn đã nảy sinh tâm tư muốn lừa bán tiểu hòa thượng này. Nhưng dẫu gì Tào Đức Liên cũng là kẻ cẩn thận, trước tiên, hắn cẩn thận ra ngoài nhìn quanh quất khắp nơi một lượt. Bên ngoài xem chừng chẳng có ai mai phục, xem ra không phải lừa hắn. Tiểu hòa thượng này đầu óc không được bình thường lắm, nên mới tới nay bán mình. Tuyệt quá đi mất, tiếp theo chỉ cần mình đưa tiểu hòa thượng này rời khỏi khu Giang Nam, lừa nó đến thành phố khác, thì có thể tìm người bán nó với giá hời rồi. Tới lúc đó, dù người quen của tiểu hòa thượng này phát hiện điều gì thì mình cũng đã sớm chạy mất bóng rồi còn đâu. Nghĩ thế, Tào Đức Liên vào lại trong phòng, nói cháu thật sự muốn bán mình à? Đương nhiên rồi, tiểu hòa thượng đang gấp kiếm tiền chữa bệnh trĩ mà, tiểu hòa thượng nói. Được rồi, trị bệnh trĩ thì trị bệnh trĩ. Được rồi, cháu đi theo ta, Tào Đức Liên nói với tiểu hòa thượng. Nói xong, Tào Đức Liên vơ đại chút đồ, đi tới chỗ chiếc xe cũ kỹ ở ngoài cửa. Ánh mắt của Tào Đức Liên vô cùng nhu hòa, nói với tiểu hòa thượng, lên không? Chú dắt cháu đến thành phố gần đây chơi. Tào thí chủ ngài thế này là quyết định sẽ mua ta đúng không? Trên mặt của tiểu hòa thượng lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, cháu lên xe với chú đi, Tào Đức Liên nói, đồng thời mở cửa chiếc xe ghẻ của mình ra, ý bảo tiểu hòa thượng lên xe. Nhưng tiểu hòa thượng không lên xe ngay, mà xòe tay ra tiền trao cháu mốc đi đã. Nếu như ngài đã mua tiểu hòa thượng thì phải đưa tiền cho tiểu hòa thượng trước, sau đó tiểu hòa thượng mới giao hàng cho ngài được. Đầu óc của tiểu hòa thượng này đúng là có vấn đề. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chắc nịch của tiểu hòa thượng, Tào Đức Liên cũng cắn răng, móc túi tiền ra, đếm đủ 4.000 tệ đưa cho tiểu hòa thượng, đây, 4.000 tệ đấy. Dù sao thì đợi qua thành phố khác hắn cũng có thể chuốc thuốc mê tiểu hòa thượng, chừng đấy thì chẳng phải 4.000 tệ kia vẫn quay về túi của mình à. Tiểu hòa thượng đếm thật kỹ, sau đó thỏa mãn cất kỹ tiền, được rồi, Tào thí chủ. Tiểu hòa thượng sẽ bán mình cho ngài. Sau đó, chúng ta đi phẫu thuật cắt trĩ sang có được không? Mẹ nó, thằng nhãi này chập mạch không phải vừa đâu. Tào Đức Liên mắng thầm, nhưng vẫn nói, chúng ta đi nơi khác phẫu thuật. Bệnh viện ở chỗ đó tốt hơn, cắt trĩ đau thấy mổ, a không. Cắt trĩ không đau chút nào, cắt xong cũng sẽ không bị tái phát. Tiểu hòa thượng gật đầu, được. Nếu như Tào thí chủ đã nói vậy thì đến chỗ ngài nói để phẫu thuật cũng được. Sau đó, tiểu hòa thượng ngoan ngoãn chui lên xe ngồi. Tào Đức Liên khấp khởi mừng thầm, nổ máy xe, đạp chân ga, phóng đi cái vèo. Làm người đúng là phải nên tin vào thần thánh, mặc kệ là tượng thần gì, cũng phải nhang khói thờ phụng thì mới được phù hộ. Ha ha ha! Trong nhà của dược sư, Tống Thư Hàng hỏi, Đậu Đậu, có thể tìm được tiểu hòa thượng hay không? Đậu Đậu đang ngồi xổm, lè lưỡi bán manh, sau đó nó nghiêng đầu nói, đương nhiên là được rồi, gâu. Dựa vào khứu giác của ta thì tìm ra tiểu hòa thượng chỉ là chuyện vặt. Tống Thư Hàng lập tức ân cần mở một bịch thức ăn cho chó vị thịt gà, dâng lên trước mặt Đậu Đậu, vậy Đậu Đậu ngươi giúp ta tìm tiểu hòa thượng về được không? Đậu Đậu giơ chân trước nhận lấy bịch thức ăn cho chó, chút vào trong miệng, nhai nhai, nuốt vào. Sau đó nó lại nghiêng đầu nói, được cái gì đây? Gâu. Muốn nhờ Đậu Đậu giúp đỡ, thì hoặc là cho nó thứ gì đó, hoặc là tự nhiên nó nổi hứng muốn làm việc tốt. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ rồi nói, ta có thể dạy ngươi lái xe. Sau này mà có cơ hội thì ta sẽ tìm một khu vắng người, cho ngươi lái vài vòng chơi có được không? Đậu Đậu liếc mắt nhìn hắn, nó le lưỡi ra, sau đó lăn lộn trên đất.
Rõ ràng, điều kiện mà Tống Thư Hàng đưa ra không đủ để lay động nó. Tống Thư Hàng cắn răng nói, chờ tới lúc ngươi lái rành rồi thì chúng ta có thể chọn một chiếc xe, khắc trận pháp ẩn hình, trận pháp phản trinh sát lên, sau đó cho ngươi chạy ra ngoài đua cho đủ. Muốn chạy đi đâu thì chạy. Hắn vừa mới nói xong thì Đậu Đậu lập tức bò dậy, không thành vấn đề, cứ giao cho ta đi. Gâu, ta sẽ tìm được Tiểu Hòa Thượng ngay, sau đó báo cho ngươi biết để đưa hắn về. Gâu. Dứt lời, Đậu Đậu nhảy vọt lên, đắc ý phóng qua cửa sổ, bay ra ngoài. Đợi Đậu Đậu đi xa rồi, Tống Thư Hàng lại hận không thể tự tát cho mình một cái, ban nãy nhanh mồm nhanh miệng, hứa đi đua xe với Đậu Đậu làm gì chứ? Mình chán sống rồi chắc. Mấy ngày nữa phải đến bệnh viện xem thử, mua vài hủ thuốc trợ tim gấp về mới được, hắn cứ cảm thấy trái tim của mình có nguy cơ không chịu nổi áp lực mất. Thư Hàng, có rảnh không? Lúc này, Bạch Tiền Bối vốn đang ngồi tra tư liệu trên máy tính đột nhiên quay đầu lại hỏi. Có, Tống Thư Hàng trả lời, buổi tối tu luyện xong thì hắn chỉ ngồi không mà thôi. Tối nay ta sẽ dạy ngươi luyện, khí huyết đan, lúc trước đã nói chỉ cần ngươi chuẩn bị tài liệu đầy đủ sẽ bắt đầu. Bạch Tiền Bối nói. Chương 227, thuốc gây mê hết tác dụng rồi à? Sau khi nghe Bạch Tiền Bối nói vậy thì hai mắt của Tống Thư Hàng sáng bừng, Tiền Bối chờ lát đã, để ta đi lấy dược liệu luyện chế khí huyết đan. Chờ sau khi hắn lấy dược liệu tới thì Bạch Tôn Giả lại đi vào trong phòng luyện đan của dược sư với hắn. Trong phòng có một số dược liệu mà dược sư chưa dùng hết, mấy loại nhiên liệu cần thiết khi luyện đan, và một lò luyện đan. Lò luyện đan chia làm hai nửa nằm trên đất. Theo như hắn nhớ thì lần trước, lúc ăn cơm trên mái nhà, Bạch Tôn Giả đã tháo lò luyện đan ra, đưa nửa dưới cho Đường Đường của Không Không Đạo Môn dùng để xào rau. Sau này mãi vẫn chưa có dịp gắn lại, nên cứ ném nguyên trong phòng luyện đan. Ha ha, ta lập tức ráp nó lại ngay, Bạch Tôn Giả cười ngượng ngùng, vội bước lên ráp lò luyện đan lại. Lò luyện đan vốn có thể tháo ra, nên không cần sợ Bạch Tiền Bối sẽ ráp hỏng lò luyện đan. Đúng rồi, Thư Hàng này. Người có biết khống hỏa quyết không? Bạch Tôn Giả hỏi. Không biết, Tống Thư Hàng lắc đầu, lúc trước dược sư Tiền Bối cũng có nói, đợi hắn luyện cơ bản thành công rồi thì sẽ dạy khống hỏa quyết và cách dùng lò luyện đan cho hắn, cũng sẽ dạy cho hắn cách luyện chế vài loại dược dịch. Đợi khi nào Tống Thư Hàng học được cách luyện chế mấy loại dược dịch kia thì dược sư có thể chỉ cho hắn đường kiếm tài vật ở thế tục. Nhưng sau khi dược sư đi xem bệnh giúp cho bạn của hắn xong thì một đi không trở về. Cũng chẳng có thời gian đâu mà dạy khống hỏa quyết cho Tống Thư Hàng. Ồ, không phải trước đây ta từng nghe có người trong nhóm nói là ngươi đang giúp dược sư hoàn thiện thối thể dịch bản mới à? Sao lại không biết khống hỏa quyết được? Bạch Tiền Bối có chút nghi hoặc. Tống Thư Hàng cười gượng, Bạch Tiền Bối ngươi không biết à? Ta không phải dùng lò luyện đan để luyện thối thể dịch. Nói ra thì, từ khi hắn nghênh đón Bạch Tôn Giả tới nay, hắn chưa luyện thối thể dịch ở trước mặt Bạch Tiền Bối bao giờ. Bạch Tiền Bối tò mò hỏi, vậy ngươi luyện chế thối thể dịch kiểu gì thế? Tống Thư Hàng chỉ vào cái nồi lẩu với bếp điện ở trong góc phòng luyện đan, dùng mấy thứ đó để luyện đấy, hắc hắc. Đấy không phải cái nồi dùng để ăn lẩu à? Trong mắt của Bạch Tiền Bối lộ ra vẻ hiếu kỳ, nói thú vị lắm, đợi chúng ta luyện khí huyết đan xong, nếu như vẫn còn thời gian thì ngươi dùng bếp điện luyện thối thể dịch cho ta xem thử một lần đi. Được thôi. Bất quá, nếu như ngươi không biết khống hỏa quyết thì sẽ hơi phiền. Khống hỏa quyết khác với trường tâm lôi, không phải là loại pháp thuật dễ dàng nắm giữ đâu, Bạch Tôn Giả nhíu mày nói. Tiền Bối, chỗ ta có một món pháp khí khống hỏa đây, Tống Thư Hàng lấy cái quạt ngự hỏa ba sao sạc điện ra. Pháp khí khống hỏa à? Ồ, loại pháp khí này của ngươi có hình dạng lạ thật đấy, Bạch Tiền Bối đưa tay nhận lấy pháp khí khống hỏa của Tống Thư Hàng, bắt đầu nghiên cứu nó, dùng như thế nào. Tống Thư Hàng chỉ vào cây quạt, nói với Bạch Tôn Giả tiện lắm. Ấn cái nút màu đỏ đó là có thể khống chế tăng cường cường độ của ngọn lửa, có thể tăng cường tổng cộng 6 lần, còn cái nút màu xanh lam kia là giảm nhiệt độ. Cái ở giữa là nút tắt mở, đồng thời có thể dựa vào màu sắc đậm hay nhạt mà xem mức năng lượng dự trữ ở trong quạt ngự hỏa 3 sao. Năng lượng dự trữ à, thứ này không dùng linh thạch làm nguồn năng lượng sao? Bạch Tiền Bối tò mò hỏi tiếp. Tống Thư Hàng nói, không cần linh thạch, dùng điện đó, nó có thể sạc điện. Nghe nói là do dược sư Tiền Bối và người khác cùng nghiên cứu chế tạo ra, bởi vì linh thạch là nguồn năng lượng không thể tái sinh, cho nên bọn họ mới nghiên cứu ra cách dùng điện để thay thế linh thạch. Hóa ra là vậy, để ta thử xem, Bạch Tiền Bối cười ha hả, sau đó hắn phẩy tay điểm một cái về phía lò luyện đan.
bên dưới lò luyện đan có một số vật thể màu đen, không phải là than, cũng không rõ là thứ gì, dù sao thì nó là nhiên liệu mà dược sư dùng để luyện đan. Trên ngón tay của hắn lăng không xuất hiện một đốm lửa, thắp cái nhiên liệu màu đen kia lên. Sau đó, hắn mở cái quạt ngự hỏa ba sao lên, ấn nút màu đỏ quạt nhẹ một cái. Ngọn lửa lập tức bùng lớn lên. Lại quạt thêm một cái, ngọn lửa lại mãnh liệt hơn. Sau khi quạt liên tục 6 lần, màu sắc của ngọn lửa bên dưới lò luyện đan đã gần biến thành màu trắng, sắp đạt tới 1400 độ rồi. Tiếp theo, Bạch Tiền Bối lại ấn cái nút màu xanh, lại quạt 6 cái. Màu của ngọn lửa giảm nhanh xuống, biến lại thành đỏ sẫm như bình thường. Tiện thật đấy, dược sư đã thành công kết hợp vật phẩm của tu sĩ với khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay lại với nhau rồi, Bạch Tiền Bối cảm thán. Đúng vậy, dược sư Tiền Bối rất tài giỏi. Nhưng đã là pháp khí mà còn phải nạp điện, nghe cứ thấy sao sao ấy. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Bạch Tiền Bối, chúng ta đi luyện chế khí huyết đan đi nhé, á. Khi Tống Thư Hàng quay sang nhìn Bạch Tiền Bối thì hắn lập tức cứng đờ. Chỉ thấy, không biết từ khi nào, Bạch Tiền Bối đã tháo banh chành cái quạt ngự hỏa ba sao kia ra. Chỉ mới có một thoáng thôi mà cây quạt ngự hỏa ba sao đã bị Bạch Tiền Bối tháo ra thành mấy phần rồi. Hóa ra là vậy, đúng là thiên tài. Kết hợp pháp khí và khoa học kỹ thuật một cách hoàn mỹ, phải khen tiểu dược sư một phen mới được, Bạch Tiền Bối lẩm bẩm. Sau đó, hình như hắn nghe được tiếng Tống Thư Hàng gọi nên ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng. Ái chà, ha ha ha, ta quen tay nên tháo nó ra mất rồi, Bạch Tôn giả làm ra vẻ vô tội. Tống Thư Hàng lặng yên nhìn quạt ngự hỏa ba sao đã bị tháo bung ra. Đừng lo, ta sẽ ráp nó lại ngay ấy mà. Thứ này không giống với mấy món đồ điện bình thường, nó có chứa kết cấu của pháp khí, bỏ ra vài giây là ráp lại được ngay ấy mà. Chắc chắn không thành vấn đề đâu, Bạch Tiền Bối nói với vẻ mặt tự tin lắm lắm. Chấm. Một phút sau, Bạch Tiền Bối đắc ý đưa quạt ngự hỏa ba sao đã được ráp lại nguyên vẹn cho Tống Thư Hàng xem, sao hả, đâu lại vào đấy rồi nhé. Ta đã nói là tuyệt đối không có vấn đề gì đâu mà. Tiền Bối lợi hại thật đấy. Tống Thư Hàng tranh thủ nịnh nọt một câu, thế chúng ta thử xem công năng của nó có ổn hay không nhé. Đương nhiên, Bạch Tiền Bối ấn cái nút màu đỏ, phẩy nhẹ một cái về phía lò luyện đan. Màu sắc của ngọn lửa tăng thêm một chút, biến thành màu đỏ thẫm. Quạt thêm cái nữa, màu của ngọn lửa lại tăng thêm, biến thành màu đỏ cam. Sau khi quạt đủ 6 cái thì ngọn lửa đã biến thành màu trắng. Hiếm khi đồ mà Bạch Tiền Bối sửa lại vẫn có thể dùng được. Lại còn không xảy ra vấn đề gì nữa. Tiền Bối lợi hại quá. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Xem ra, nếu như món đồ điện đó có liên quan tới pháp khí thì Bạch Tiền Bối có thể sửa nó một cách hoàn mỹ. Ha ha ha, đương nhiên rồi, Bạch Tiền Bối lại nhấn cái nút màu xanh, phẩy nhẹ một cái về phía lò luyện đan, muốn hạ nhiệt độ của ngọn lửa xuống. Một cái. Ngọn lửa, vẫn hừng hực như cũ. Ngọn lửa màu trắng kia vô cùng chói mắt. Ủa. Bạch Tiền Bối lại ấn cái nút màu xanh lần nữa, quạt mạnh một cái. Ngọn lửa lay lắt mấy cái. Ngọn lửa màu trắng thật sự rất đẹp. Bạch Tiền Bối quạt cật lực, ngọn lửa vẫn cứ trơ trơ ra đó. Ha ha, ha ha, Bạch Tôn giả xấu hổ gãi đầu, hình như ta lắp hỏng chức năng giảm nhiệt độ rồi. Tống Thư Hàng. Không sao, ta nhất định sẽ sửa cây quạt này lại như cũ. Không sửa được thì chờ tiểu dược sư về lại bảo hắn sửa cũng được. Giờ để ta dạy khống hỏa quyết cho người đi vậy, so với pháp khí khống hỏa thì khống hỏa huyết hữu dụng hơn nhiều. Nó theo suy nghĩ của ngươi, chỉ cần ngươi hạ một ý nghĩ trong đầu, muốn lửa lớn thì sẽ lớn, muốn nhỏ thì sẽ nhỏ, tiện hơn mấy cái pháp khí khống hỏa nhiều. Bạch Tiền Bối nói xong, dùng hai tay ấn pháp quyết. Ngọn lửa bên dưới lò luyện đan lập tức nhỏ xuống, cuối cùng biến thành màu đỏ bình thường. Bạch Tiền Bối đắc ý hỏi, sao hả, vẫn là khống hỏa quyết tốt hơn đúng không? Pháp bảo dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Tiền Bối nói đúng lắm, Tống Thư Hàng nói. Mặc dù pháp khí khống hỏa rất tốt, nhưng khống hỏa quyết lại càng có sức hấp dẫn hơn. Khống hỏa quyết và pháp khí khống hỏa so ra thì cũng giống như pháp thuật bắn cầu lửa với súng ngắn. Để ta dạy ngươi khống hỏa quyết. Hai mắt của Bạch Tiền Bối sáng ngời, vui vẻ nói. Chấm. Thời gian trôi qua cực nhanh. Nháy mắt đã đến nửa đêm về sáng rồi. Quý ngài buôn người Tào Đức Liên đã tới được địa điểm sau cùng mà hắn định sẵn, là thành phố Văn Châu, cách khu Giang Nam những 400 cây số. Hắc hắc,
tới đây rồi thì dù người quen của tiểu hòa thượng ngươi có giỏi bằng trời đi nữa thì cũng đừng hòng tìm được ngươi về, Tào Đức Liên đắc ý nghĩ thầm. Mặc kệ lý do tiểu hòa thượng này muốn bán mình cho hắn là gì, chẳng sao hết. Tiếp theo, chỉ cần bán được tên nhãi này, kiếm được một mớ tiền thì hắn đã có thể rửa tay, không làm nữa rồi. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, thông qua kính chiếu hậu, Tào Đức Liên phát hiện tiểu hòa thượng kia đang chắp hai tay, vừa giống đang tụng kinh, lại giống như đang nằm ngủ. Hừm, Tào thí chủ, chúng ta đến rồi đấy à? Tiểu hòa thượng của mở to hai mắt, nhìn Tào Đức Liên. Chúng ta sắp tới rồi, ha ha ha, Tào Đức Liên cười gian. Tiếp theo, hắn tự tay đóng hết cửa sổ trên xe lại. Cuối cùng, hắn mở chốt điều hòa ra. Bên trong điều hòa có gió nóng phả ra, nhưng thứ nó phả ra không chỉ là gió nóng, mà còn có một số khí thể đặc chế, chỉ phát ra mùi thoang thoảng cực nhạt. Đó là kết quả sau khi Tào Đức Liên sửa lại điều hòa, thứ phả ra là một loại hơi gây mê. Hơi gây mê này là hắn đặc biệt nhờ người quen tìm mua giúp, hiệu quả cực tốt. Trong nháy mắt khi khí thể này được phóng ra thì Tào Đức Liên đã lén dùng ống tay áo che miệng và mũi của mình lại. Hắn đã sớm thử qua rồi, cho dù là đàn ông trưởng thành cũng sẽ gục ngay trong vòng 10 giây. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10. Tào Đức Liên đếm thầm trong lòng, đồng thời cũng quay đầu lại nhìn tiểu hòa thượng. Chỉ thấy tiểu hòa thượng lại gục đầu xuống, hai tay chắp lại, xem ra đã ngủ thiếp gì rồi. Xong rồi, Tào Đức Liên nghĩ thầm trong bụng. Hắn vẫn dùng ống tay áo để che miệng và mũi lại, ở trên ống tay áo của hắn có cơ quan, bên trong có chứa thuốc giải để giải hơi gây mê. Chừng 5 phút sau, Tào Đức Liên lái xe đến một bãi đổ xe không người, dừng xe lại. Sau đó, hắn tắt điều hòa, hạ cửa kính xe xuống. Xuân sẻ quá, Tào Đức Liên lẩm bẩm. Những 5 phút thế này, chắc tiểu hòa thượng kia đã sớm ngủ rồi. Đúng rồi, phải lấy 4.000 trên người tiểu hòa thượng này lại cái đã. 4.000 đồng chữ ít ỏi gì. Hắn đi tới bên cạnh tiểu hòa thượng, gió tay mò túi tiền trên người của tiểu hòa thượng. Lúc trước hắn thấy tiểu hòa thượng nhét tiền vào cái túi này. Bốp! Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ xíu mềm mềm đột nhiên giơ ra, đập tay của Tào Đức Liên một cái. Tào thí chủ, ngài đang làm gì thế? Tiểu hòa thượng mở mắt ra, đôi mắt trong veo, sáng ngời. Tào Đức Liên sợ hết hồn. Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này? Sao tiểu hòa thượng này còn tỉnh nữa? Chẳng lẽ cái hơi gây mê của mình có vấn đề gì rồi à? Chương 228, Tào thí chủ, lừa gạt thì sẽ bị đánh đòn đó. À tương đương. Cũng may là chút lý trí còn sót lại của Tào Đức Liên đã ngăn cản con đường tự đi tìm chết của hắn, hắn không mở điều hòa lên để ngửi thử hơi gây mê. Sau đó, hắn thấy tiểu hòa thượng có vẻ khá nghi ngờ, nên mới cười khan nói, ha ha, ta tưởng là ngươi ngủ gục. Nên định bế ngươi xuống xe ấy mà. Mà phải nói, lực tay của tiểu hòa thượng này ghê gớm thật, lúc này nó vỗ lên tay của hắn một cái thôi mà bây giờ hãy còn nóng rát, đau muốn chết đây. Hóa ra là vậy, tiểu hòa thượng gật đầu, cười tươi rói, cảm ơn Tào thí chủ nhé, nhưng khi nãy tiểu hòa thượng chỉ đang đọc thầm kinh văn mà thôi, chứ không có ngủ gật. Tầm giờ này là giờ tụng kinh văn sau khi ăn cơm tối ở trong chùa, mặc dù không ở trong chùa, nhưng tiểu hòa thượng không thể bỏ lỡ giờ tụng kinh được. Ha ha, ha ha, Tào Đức Liên cười khan mấy tiếng liền, nhìn thấy tiểu hòa thượng tỉnh queo như thế, hắn lại bực bội trong lòng. Tức chết đi được, sao hơi gây mê lại không si nhê gì thế này. Thôi, không hiệu quả cũng không sao cả, tiểu hòa thượng này cũng chỉ là một đứa nhóc mới 6-7 tuổi mà thôi, còn nít tầm tuổi này ham ngủ. Chờ lát tối nó ngủ rồi thì mình lại lén lấy lại 4.000 tệ của nó là được. Tào Đức Liên nghĩ thầm trong lòng. Tào thí chủ. Chúng ta đã đến nơi rồi à? Tiểu hòa thượng quay đầu nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, nó sờ mông của mình, hớn hở hỏi, Tào thí chủ à, bây giờ chúng ta đến bệnh viện à? Ngài nói rồi đấy thôi, chỉ cần tới nơi thì sẽ đi tìm một bệnh viện kha khá để tiểu hòa thượng phẫu thuật cắt bỏ trĩ sang, phẫu thuật không đau, không tái phát mà. Đừng gấp, phẫu thuật trĩ đi lúc nào cũng được, trước tiên cháu cứ đi tới chỗ này với chú cái đã, trời cũng tối rồi. Chúng ta ngủ lại một đêm nhé, Tào Đức Liên cười đến là vô hại. Nụ cười của hắn có thể khiến người ta cảm thấy sáng láng, đáng tin. Vì luyện cho ra được cái nụ cười này mà Tào Đức Liên đã phải chịu không biết bao nhiêu vất vả. Nhưng chính Tào thí chủ ngài đã nói, sau khi đến nơi thì sẽ lập tức đi tìm một bệnh viện tốt, để ta phẫu thuật chữa trị sang mà. Tiểu hòa thượng nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mẹ ơi,
thằng nhãi này lại đang lên cơn thần kinh dẫm đinh đấy à? Ha ha, dù sao thì cũng đã đến thành phố Văn Châu rồi, mình cũng chẳng cần chiều theo ý nó làm gì nữa. Lừa bán trẻ con ấy à? Không chỉ phải sở hữu nụ cười hoàn mỹ, mà đôi lúc cũng phải có thủ đoạn hung ác nữa, có một câu thành ngữ, vừa đánh vừa xoa, để hình dung ý này đây. Vậy nên, Tào Đức Liên lập tức đanh mặt lại, làm ra vẻ hung ác, chị sang, chị cái con khỉ gì. Mày ngoan ngoãn ngồi im ở đấy cho tao, bây giờ tối rồi, tìm chỗ nghỉ lại cái đã. Nếu mày mà không ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ ném mày xuống sông nuôi cá bây giờ. Tiểu Hòa Thượng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như cũ, hơn nữa còn nhíu mày chặt hơn. Một lát sau, Tiểu Hòa Thượng mới gần giọng hỏi, Tào thí chủ, rõ ràng đã nói đến nơi sẽ tìm bệnh viện cho ta chị rồi mà, lẽ nào lúc trước ngươi chỉ lừa ta thôi à? Đó không gọi là lừa, đấy gọi là dỗ mày. Tào Đức Liên cười lạnh, đồng thời xắn tay áo lên, nếu như Tiểu Hòa Thượng này mà vẫn còn cứng đầu, không chịu nghe lời nữa thì hắn sẽ đập cho Tiểu Hòa Thượng này một trận nên thân. Bọn nhóc con lì lợm ấy mà, đánh cho một trận là sẽ ngoan ngay, trò này hắn rành lắm. Nói dối là hành vi không tốt, sư phụ từng nói, kẻ nói dối phải bị đánh nát mông. Tiểu Hòa Thượng nghiến răng nói mấy chữ sau cùng ra, nhấn giọng từng chữ một. Lúc nói mấy chữ này ra, trong ánh mắt của nó thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ, đó là vì hai năm nay nó thường xuyên bị đánh mông nên để lại ám ảnh tâm lý. Chết tiệt, mày lại lên cơn đấy à? Đánh đòn á, xem tao có đánh chết mày trước không? Tào Đức Liên thẹn quá hóa giận, vói tay chụp lấy Tiểu Hòa Thượng, xem ông đây có đánh mày tét mông không? Vẻ mặt của Tiểu Hòa Thượng lại nghiêm túc hơn nữa. Nó vẫn đứng im không động đậy, để mặc cho Tào Đức Liên túm lấy vạt áo của nó. Sau khi túm được Tiểu Hòa Thượng thì Tào Đức Liên lại thuận tay kéo mạnh một cái, muốn kéo thằng nhóc này ra để đánh cho một trận. Nhưng, hắn dùng lực kéo một cái, lại cảm giác như mình đang kéo một cục sắt cả ngàn cân chứ không phải đang túm một đứa nhóc, Tiểu Hòa Thượng giống như mọc rễ tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Chuyện quái gì thế này? Tào Đức Liên không tin, lại kéo mạnh thêm cái nữa. Tiểu Hòa Thượng vẫn ngồi lù lù như một ngọn núi. Tào thí chủ, nói dối thì phải bị đánh nát mông. Tiểu Hòa Thượng trầm giọng nó, tựa như một vị kim cang la hán nổi giận. Sau đó, nó giơ tay ra, chộp lấy bàn tay Tào Đức Liên đang túm lấy vạt áo của nó. Cũng không thấy nó dùng sức bao nhiêu, nhưng toàn thân của Tào Đức Liên lại bị nhấc lên quay vèo vèo như cái trong chóng. Sau đó hắn ngã đối đụi xuống đất với tư thế chó ăn phân, mông nhổng lên trời. Chuyện gì thế này, khi nãy rốt cuộc vừa mới xảy ra chuyện gì thế? Tào Đức Liên sợ hãi, đầu của hắn đơ ra như động cơ bị kẹt máy. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vì hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay của mình đau đớn dữ dội. Bốp! Tiểu Hòa Thượng xòe bàn tay ra, ngồi xổm bên cạnh hắn, quất một cái thật mạnh vào mông hắn. Mẹ ơi! Một bạt tai kia của Tiểu Hòa Thượng quả thật không giống tay con người, chẳng khác chi roi sắt quất một cú, đau rát. Mông con người là nơi tập trung tương đối nhiều mỡ và cơ thịt, nhưng Tiểu Hòa Thượng quất một cú lên mông thôi mà lại khiến hắn cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. A, à, Tào Đức Liên kêu la thảm thiết, cơn đau đớn dữ dội khiến hắn hét toáng lên theo bản năng. Cho ngươi nói đối, cho ngươi gạt người, Tiểu Hòa Thượng xòe bàn tay, quất tới tấp vào mông của Tào Đức Liên, bốp bốp bốp. A, Tào Đức Liên kêu thảm liên hồi, nước mắt, nước mũi, nước dãi chảy ràng rụa. Hắn loi ngòi quẫy mạnh trên mặt đất, muốn thoát khỏi ma chảo của Tiểu Hòa Thượng. Nhưng hắn mới lết được có một đoạn thì Tiểu Hòa Thượng đã túm lấy chân của hắn, kéo nhẹ một cái là đâu lại về đấy. Tào Đức Liên thậm chí cắm móng tay cào thành năm đường trên mặt đất luôn. Bốp bốp bốp, còn dám nói dối nữa hay không? Tiểu Hòa Thượng tức giận bừng bừng, vừa đánh vừa hỏi. Không dám nữa, ta không dám nữa, Tào Đức Liên khóc la, cơn đau đớn dữ dội khiến cho đầu óc của hắn trống rỗng. Giờ mà Tiểu Hòa Thượng nói một thì hắn cũng không dám nói hai. Nếu như đổi thành lúc chiến tranh loạn lạc thời cổ đại thì loại người như cái tên Tào Đức Liên, một khi bị kẻ thù bắt được, chỉ cần tra khảo bức cung một tí thôi thì hắn nhất định sẽ nôn hết toàn bộ những bí mật mà mình biết ra. Bốp bốp bốp, Tiểu Hòa Thượng vẫn đánh tiếp. Tức giận quá to, vậy bây giờ ngươi có đưa ta đến bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ trĩ sang hay không? Đi ngay đây. Tào Đức Liên kêu la oai oái cầu xin tha thứ, đừng có đánh nữa mà, còn đánh nữa thì ta sẽ chết mất. Ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện đây. Tiểu Hòa Thượng dừng tay lại, chắp tay trước ngực, đứng lên, dần nguôi cơn giận, sau đó lại mỉm cười rất đỗi ôn hòa, thiện tai, thiện tai.
Tào thí chủ biết sai mà sửa đổi, đúng việc đáng mừng. Hy vọng Tào thí chủ có thể nhớ kỹ bài học lần này, sau này, xin chớ có nói dối thêm nữa. Vâng, tiểu sư phụ, ta nhất định sẽ sửa đổi, nhất định sửa. Cả đời này sẽ không bao giờ nói dối nữa, Tào Đức Liên vừa khóc vừa nói. Thế bây giờ chúng ta đi bệnh viện nhé. Ta cảm giác bối trí của mình đang ẩn ẩn đau đây, tiểu hòa thượng nói với giọng điệu nghiêm túc. Đi ngay đây. Ta biết ở gần đây có một bệnh viện, chị trí tốt lắm, Tào Đức Liên đáp liền tù tì, đồng thời, đầu óc của hắn cũng dần tỉnh táo lại. Mẹ ơi, chuyện gì vừa mới xảy ra thế này? Một tiểu hòa thượng mới 6-7 tuổi lấy đâu ra lực tay lớn như thế chứ? Mạnh tới mức mà một gã đàn ông trưởng thành như hắn cũng không làm được gì luôn. Đây không phải là công phu thiếu lâm trong truyền thuyết đấy chứ? Nếu thế thì lại có chuyện rồi. Nếu như tiểu hòa thượng này đã trâu bò như thế rồi, tại sao nó lại tìm mình đòi bán thân? Không phải là thằng nhãi này chuyên môn chạy đến lừa mình đấy chứ, thế bây giờ mình phải làm gì đây? Chạy trốn khỏi tên tiểu hòa thượng này kiểu gì bây giờ? Nhưng như thế thì ức lắm, rõ ràng đã mang nó chạy từ khu Giang Nam đến tận thành phố Văn Châu này rồi, chỉ cần tìm được người mua nó để bán đi là kiếm được một món hời ngay. Hơn nữa mình cũng đã quyết định sẽ làm một cú chót rồi, làm xong phi vụ này thì sẽ rửa tay bỏ nghề ngay. Tào Đức Liên xoa xoa cái mông, từ từ bò dậy. Đồng thời, hắn nhanh chóng nghĩ kế. Đúng rồi, dù tiểu hòa thượng này mạnh như trâu thì đã sao, có gì mà phải sợ. Chỉ cần mình không xung đột với nó, rồi lại tìm vài chỗ mua người đến xem nó, ai mua thì cứ giao phức lại cho kẻ đó. Mình không làm gì được tiểu hòa thượng, vậy thì cứ để cho đám người mua kia xử lý nó là được chứ gì. Không thể không nói, lòng người đôi lúc lại như thế, dễ mất hết lý trí ở trước lợi ích. Giống như những người chơi cổ phiếu vậy, lý trí nói cho họ biết rằng đến đây là đủ rồi, phải dừng lại, nhưng nhìn giá cổ phiếu hãy còn tăng cao thì lại nghĩ, nốt hôm nay thôi, kiếm nốt ngày hôm nay nữa là được. Sau đó sẽ thua sạch sành sanh. Cuối cùng, Tào Đức Liên vẫn đưa tiểu hòa thượng đến bệnh viện. Bởi vì là ban đêm, nên chỉ có thể khám dịch vụ. Bệnh viện này cũng có khá đông người, dù là buổi tối, nhưng người đến đăng ký khám vẫn xếp một hàng dài. Lúc này, tiểu hòa thượng và Tào Đức Liên đang đứng ở cuối hàng, nhích tới từ từ. Mấy người xếp hàng ở đằng trước đăng ký, trả tiền xong xuôi thì đi tìm bác sĩ. Tiểu hòa thượng thấy mấy người kia đăng ký khám xong còn phải nộp tiền rồi mới đi, mặt mày thoát cái đã tái mét, đăng ký. Mà cũng cần tiền à? Lúc nó lên mạng thì chỉ tìm, phẫu thuật chỉ sang cần bao nhiêu tiền. Sau đó tra được phẫu thuật cần chừng 3.000 đến 5.000, nhưng nó cũng không hề tính thêm cả phí đăng ký khám chữa bệnh. Tào thí chủ, ngài có thể cho ta mượn thêm ít tiền được không? Tiểu hòa thượng quay đầu lại, mặt mày bí xị nhìn Tào Đức Liên. Tào Đức Liên nhìn vẻ mặt bí xị tội nghiệp của nó, thầm xoa cái mông sưng vù của mình, sau đó mỉm cười, không sao cả, tiền đăng ký thôi chứ gì, chú thanh toán giúp cháu. Tào thí chủ, người đúng là người tốt, tiểu hòa thượng vô cùng cảm kích, trong mắt của tiểu hòa thượng chứa đầy vẻ cảm động thiết tha. Tào Đức Liên thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hàng người vơi đi dần, cuối cùng cũng đến phiên tiểu hòa thượng lên đăng ký. Người đến khám bệnh là ai, bị cái gì? Vị hộ sĩ ở quầy ngẩng đầu lên hỏi. Người bị bệnh là ta bị trĩ, muốn phẫu thuật cắt trĩ. Tiểu hòa thượng giơ tay lên trả lời. À, cậu bé đáng yêu quá, hộ sĩ cười nói, sau đó nhìn sang Tào Đức Liên, xin hỏi tiên sinh là cha của cậu bé này à? Không phải, hắn là người đã mua tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng nhấc tay nói. Chương 229, cảm giác nguy cơ của Vân Vũ đạo trưởng. Tiểu hòa thượng nói thêm, lúc nãy hắn vừa mới mua tiểu hòa thượng với giá 4.000 tệ. Cạch, cây bút trong tay của hộ sĩ khựng lại, sau đó, cô dùng ánh mắt khiến người ta run rẩy nhìn thẳng vào Tào Đức Liên, là kẻ mua trẻ con à? Hay là kẻ buôn người? Làm hộ sĩ trong bệnh viện, cô rất ghét lũ buôn người, bởi vì rất nhiều kẻ buôn người chuyên chọn ra tay với trẻ sơ sinh mới chào đời. Hộ sĩ này vừa mới nói xong thì người ở xung quanh lập tức quay đầu lại nhìn Tào Đức Liên lăm lăm. Thậm chí có vài người trẻ tuổi còn nghiến răng, xoa xoa nắm đấm trước. Mặt mày của Tào Đức Liên lập tức trắng bệch không có lấy một giọt máu. Hiểu lầm thôi, mọi người đừng hiểu lầm nhé. Tào Đức Liên lập tức xua tay nói. Hắn bất giác muốn bịa chuyện lấp liếm cho qua, muốn bảo mình là cha của tiểu hòa thượng. Nhưng vừa mới định mở miệng thì dưới mông lại truyền tới cơn đau đớn dữ dội. Hắn lập tức dùng mình, chỉ đành nuốt hết mấy lời nói dối định nói xuống.
ý mà không được, lỡ như mình nói dối, sau đó bị thằng nhóc này lôi ra quất vào mông trước mặt mọi người thì mình chẳng còn mặt mũi nào để mà sống trên cõi đời này nữa. Trẻ con không hiểu chuyện ấy mà, cứ hay nói linh tinh. Mọi người cứ nghĩ thử đi, nếu tôi mà là kẻ buôn người thì sao có thể đưa đứa nhỏ đến bệnh viện làm phẫu thuật cắt trĩ sang chứ? Đúng không nào? Tào Đức Liên xua tay nói. Vị hộ sĩ kia ngẩn ra, cũng đúng nhỉ, bọn buôn người làm gì đưa trẻ con đến bệnh viện khám chữa bệnh. Lại còn là cái bệnh trĩ này nữa. Trên mặt Tào Đức Liên lộ ra vẻ nhăn nhó, đau đớn như bị hàm oan. Mẹ, Tào Đức Liên hắn đúng là kẻ buôn người đáng thương, phải mang một thằng nhóc đi bệnh viện chữa bệnh trĩ. Sau khi nộp tiền đăng ký khám bệnh xong thì Tào Đức Liên lập tức xách tiểu hòa thượng chạy như bay tới chỗ bác sĩ để khám. Hắn thật sự không muốn đứng lại chỗ đấy thêm một chút nào nữa. Đợi sau khi Tào Đức Liên đi khỏi, hộ sĩ thu hồi vẻ ngây thơ trên mặt, cô cười lạnh, lấy điện thoại ra gọi báo cho cảnh sát. Khi nãy tiểu hòa thượng kia có nói, gã đàn ông đó mua nó với giá 4.000 tệ. Dù cho hắn không phải kẻ buôn người thì cũng có thể là tên khốn bỏ tiền mua trẻ em. Mặc kệ có phải thằng bé nói bừa hay không, cứ gọi báo cảnh sát đã rồi tính. Quần chúng xung quanh lập tức giơ ngón tay khen ngợi cô hộ sĩ. Bên kia, Tào Đức Liên đã dắt tiểu hòa thượng đi gặp bác sĩ khám trị rồi. Đi được nửa đường, Tào Đức Liên ngừng lại, nói tiểu sư phụ à, đi thêm một đoạn nữa là tới phòng khám trị rồi đấy. Tự nhiên chú thấy thèm thuốc lá quá, chú ra ngoài hút một điếu đã nhé. Cháu đi vào cho bác sĩ khám búi trĩ của cháu đi, bác sĩ khám xong sẽ sắp xếp cho cháu lên bàn mổ thôi, nhanh lắm. Tiểu hòa thượng nghi hoặc nói, Tào thí chủ, ngài không vào cùng ta à? Chú đứng ở ngoài chờ cháu, chú đi hút điếu thuốc thôi. Khi nào cháu phẫu thuật thì chú sẽ đi tìm cháu, Tào Đức Liên cười khan nói. Được, thí chủ cứ yên tâm đi, bây giờ ta đã 6 tuổi rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Lát nữa phẫu thuật xong rồi thì ta sẽ đi tìm ngài, tiểu hòa thượng chắp hai tay hành lễ, sau đó cầm đơn đăng ký khám chữa bệnh trên tay hắn, hớn hở chạy đi tìm bác sĩ. Đợi tiểu hòa thượng đi xa rồi, Tào Đức Liên lập tức quay người, chạy ra khỏi bệnh viện từ cửa bên hông. Vừa rồi hắn cứ cảm giác ánh mắt của vị hộ sĩ ban nãy lạ lắm, nói không chừng bây giờ cô ta đã báo cảnh sát mất rồi. Cứ chạy trước đã, hắn lái chiếc xe cà tàng của mình tới cổng bệnh viện, âm thầm quan sát một lúc. Nếu như cảnh sát mà chạy tới thì hắn sẽ chuồn ngay lập tức. Nếu như cảnh sát mà không tới thì chờ tiểu hòa thượng phẫu thuật xong, mình có thể đi đón nó. Lại nói, mấy năm nay kỹ thuật khám chữa bệnh phát triển dữ lắm. Chỉ là một búi trĩ nho nhỏ, không nghiêm trọng lắm thì chỉ cần chích hai mũi vào chỗ bị trĩ là khỏi ngay. Nếu như nghiêm trọng thì làm tiểu phẫu chừng 2-30 phút là xong xuôi, hơn nữa có thể lên lịch mổ ngay trong vòng 1 giờ đồng hồ, nhanh chóng lại gọn lẹ. Chút thời gian như thế, hắn vẫn chờ được. Đúng đúng là thông minh quá xá, Tào Đức Liên tự khen chính mình. Lúc này Tào Đức Liên không phát hiện, có một con chó Bắc Kinh đang phát ra tiếng hừ lạnh phì phì ở trên đầu của hắn. Thằng danh này, dám lừa đưa tiểu hòa thượng đến tận thành phố Văn Châu, làm hại bản cậu cậu phải đi xa tới vậy, tâm trạng của Đậu Đậu lúc này cực kỳ xấu, trong đầu đang nghĩ xem nên xử lý Tào Đức Liên thế nào. Bất quá, trước tiên phải gọi điện thoại báo bình an cho Tống Thư Hàng cái đã, nói cho hắn biết là mình đã tìm được tiểu hòa thượng quả quả rồi. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu moi móc trong mớ lông của mình, móc ra một chiếc điện thoại. Ừ, đây là của Đậu Đậu tự mình mua online. Tiền ấy à, đương nhiên là trong tài khoản tiết kiệm của Hoàng Sơn Chân Quân rồi. Về phần một con chó Bắc Kinh như Đậu Đậu nhận hàng chuyển phát nhanh kiểu gì thì đương nhiên là nó tự có chiêu của mình rồi. Lúc này, trong biệt thự của Dược Sư, Bạch Tiền Bối còn đang dạy khống hỏa quyết cho Tống Thư Hàng. Hai tay của Tống Thư Hàng nhanh chóng tạo thành thủ ấn, dùng tinh thần lực và khí huyết trong tâm khiếu, nhãn khiếu, hóa thành một cổ sức mạnh để khống chế hỏa diễm. Tăng! Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Ngọn lửa bên dưới lò luyện đan lay lay, hình như sáng hơn một chút. Tống Thư Hàng hỏi lại, tiền bối à, ngọn lửa có mạnh hơn không? Ừ, mạnh lên được cỡ chừng đầu móng tay đấy, Bạch Tôn giả cười khan, dối lòng mà nói. Tống Thư Hàng cúi đầu thở dài, khống hỏa quyết này còn khó luyện hơn trưởng tâm lôi gấp trăm lần ấy chứ. Tiền bối, ngươi nói xem liệu có phải ta không có tư chất luyện đan không? Nên học khống hỏa quyết mãi mà không được ấy, Tống Thư Hàng hỏi. Không phải đâu, ngươi đừng có nản chí. Khống hỏa quyết vốn là một loại pháp thuật rất khó tu luyện. Đặc biệt là với người mới nhất phẩm đã tu luyện như ngươi thì lại càng khó hơn.
Thậm chí có rất nhiều tu sĩ đã đạt tới cảnh giới chiến vương hậu thiên tam phẩm rồi mà vẫn không thể dùng khống hỏa quyết được đấy. Bạch tiền bối an ủi, ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại nói thêm, lúc đầu ta học khống hỏa quyết này cũng tốn thời gian gấp mấy lần so với trưởng tâm lôi đấy. Thật à, Tống Thư Hàng nghe thấy thế thì lòng tin lại đong đầy trở lại. Bạch tiền bối thỏa mãn gật đầu, năm đó khi hắn học trưởng tâm lôi thì nhìn một cái đã học xong. Khống hỏa quyết này hắn phải nhìn thật kỹ từ đầu chí cuối, sau đó mô phỏng thử một lần trong đầu thì mới học được. Đúng là phải tốn thời gian lâu hơn. Tống Thư Hàng lại tiếp tục khống hỏa quyết hai lượt, có lẽ nhờ lời cổ vũ của bạch tiền bối đã phát huy tác dụng, cho nên lần này hắn thử thì ngọn lửa đã tăng lên được 1/2. Thành công rồi, Tống Thư Hàng vui mừng reo lên, sau đó đặt mông ngồi phịch xuống đất. Tinh thần lực và khí huyết trong tâm khiếu với nhãn khiếu đã cạn đi rất nhiều, ngay cả khí huyết mà linh quỷ gom góp được cũng đã hết sạch. Nghỉ ngơi một chút, dùng một viên khí huyết đan đi, lát nữa lại tu luyện tiếp. Chờ sau khi ngươi nắm vững khống hỏa quyết xong thì ta sẽ dạy ngươi cách luyện khí huyết đan, bạch tiền bối cười nói. Không sao hết, ta cảm giác cao lắm là chừng 2-3 ngày thì ta sẽ có thể nắm vững khống hỏa quyết này. Tống Thư Hàng nói vô cùng tự tin. Bạch tiền bối gật đầu, cất cái cây quạt ngự hỏa 3 sao đi, nói, để lát nữa ta sẽ sửa cái cây quạt này sau. Được, Tống Thư Hàng trả lời. Đúng lúc này, điện thoại trong túi hắn lại đổ chuông. Lấy điện thoại ra xem thì phát hiện số gọi tới có mã vùng của khu Giang Nam. Trễ thế này rồi mà ai gọi điện cho mình nữa? Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Hắn bấm nghe máy. Go go, Thư Hàng, ta đã tìm được tiểu hòa thượng quả quả rồi, tiếng của Đậu Đậu vang lên ở đầu dây bên kia. Hóa ra là Đậu Đậu gọi à, nhưng, Đậu Đậu nó mua điện thoại khi nào thế? Đúng rồi, điện thoại thì có thể mua online. Nhưng SIM điện thoại ở đâu ra? Bây giờ muốn đăng ký số điện thoại thì phải có thẻ căn cước mà. À lạc đề rồi, khi nãy Đậu Đậu vừa mới nói là đã tìm được tiểu hòa thượng rồi đúng không? Thằng nhóc đó bây giờ đang làm gì thế? Tống Thư Hàng cười gian, chờ bắt được thằng nhóc này về thì hắn phải đánh cho nó bĩnh ra quần luôn mới được. Đi xa lắm, bây giờ nó đang ở trong một bệnh viện ở thành phố Văn Châu để cắt trĩ, Đậu Đậu cười ha hả nói. Thành phố Văn Châu á? Sao lại đi xa như thế? Tống Thư Hàng há hốc mồm. Sao hả, có muốn ta giúp ngươi bắt nó về hay không? Bây giờ tâm trạng của ta tốt lắm, chỉ cần ngươi đồng ý lái máy bay đi chơi với ta thì ta sẽ giúp ngươi bắt nó về, thế nào? Đậu Đậu bắt đầu ra điều kiện. Không cần không cần, Đậu Đậu ngươi cứ theo sát tiểu hòa thượng kia là được. Ta sẽ chạy đến thành phố Văn Châu một chuyến, Tống Thư Hàng trả lời. Ngươi muốn tới thành phố Văn Châu á? Đậu Đậu nghi hoặc hỏi lại. Đương nhiên, nghỉ hè mấy ngày rồi, ta cũng phải về nhà chứ, Tống Thư Hàng cười nói. Quê của hắn chính là ở thành phố Văn Châu. Nghỉ hè cũng được mấy ngày rồi, phải về nhà một chuyến mới được, cả một học kỳ không được gặp ba Tống và mẹ Tống rồi. Ngoài ra, hắn cũng đã chuẩn bị đủ linh mạch bích trà rồi, có thể chia cho ba và mẹ uống một ít để cường thân kiện thể nữa. Đúng rồi, phải chuẩn bị cho chị Triệu Nhã Nhã một ít nữa. Sau đó là ông bà nội. Ông ngoại thì ở cách nhà Tống Thư Hàng khá xa, để xem có cơ hội không, sẽ đến gặp họ sau. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng lại quay sang nói với Bạch Tiền Bối, đúng rồi, Tiền Bối à, người có muốn đi đến thành phố Văn Châu chơi với ta không, chỗ chúng ta nổi tiếng với đồ ăn ngon đó. Còn nhiều món ăn ngon hơn khu La Tín của khu Đại học Giang Nam nữa. Có Dương Mai không? Bạch Tiền Bối đột nhiên hỏi. À, có chứ, tuy rằng không phải đặc sản, nhưng chỗ chúng ta cũng có khá nhiều Dương Mai. Tống Thư Hàng đáp, mà này tiền bối, mấy hôm nay ngài đã ăn quá trời dương mai rồi, vẫn chưa ngán à? Được, vậy chúng ta đợi đón giáo viên Tiểu Lý về rồi lại đi, bạch tiền bối mừng rơn. Ở chỗ nào đó của Hoa Hạ, có một đạo thân ảnh đang ngự kiếm bay trên không. Gần đây Vân Vũ đạo trưởng sống rất oai phong. Từ sau khi thoát ra khỏi ngũ chỉ sơn phong ấn pháp của Hoàng Sơn Chân Quân đến nay đã được 3 ngày rồi, nhưng Hoàng Sơn Chân Quân vẫn không đến bắt hắn lại. Ha ha ha, không phải là đến giờ mà tên Hoàng Sơn ngu ngốc kia vẫn không biết là ta đã phá phong ấn thoát ra rồi đấy chứ. Vân Vũ đạo trưởng đắc ý nói. Mấy ngày nay, hắn sống rất thoải mái. Bị nhốt suốt 200 năm, thế giới bên ngoài lại trở nên phồn vinh như thế. Trong thời gian 3 ngày nay, Vân Vũ đạo trưởng đã nếm thử hơn 100 loại đồ ăn ngon khác nhau, còn chơi vô số các loại game nữa. Hơn nữa, hắn đã chụp rất nhiều ảnh tự sướng đăng lên trên nick chat của mình.
giống hệt trước kia, hình của hắn được mấy trăm người trong nhóm ngợi khen liên tục. Loại cảm giác này thật sự rất sướng, Vân Vũ đạo trưởng cảm thán liên hồi. Chương 230, Tào thí chủ, có người tìm ngươi này. Ca mổ nhỏ của nhóc sư con được tiến hành rất thuận lợi, bệnh trĩ của nó thực ra không nặng như nó tưởng. Bác sĩ chỉ tiêm vào hoa cúc nhỏ của nó hai mũi, sau đó nhét một thiết bị trị liệu vào trong, bật lên, thế là thiết bị bèn bắt đầu làm việc. Chưa đến 20 phút đã xong. Thậm chí còn không cần phải dùng đến phương pháp trị liệu vi sang. Không động dao, không chảy máu, 20 phút sau búi trĩ của nhóc sư con đã teo lại cơ bản. Có điều bấy giờ nó vẫn duy trì tư thế tách hai chân ra chờ dược hiệu tan đi. Được rồi, mai nhóc lại đến để bác tiêm trị liệu thêm lần nữa nhé. 3 ngày sau là bệnh trĩ của nhóc khỏi hẳn rồi, bác sĩ là một dì hiền lành, khi nhìn thấy nhóc sư con ú na ú nần thì chào dâng tình yêu của mẹ. Ơ, 3 lần cơ à? Nhóc sư con giật mình ngây ra, một lúc lâu sau mới cẩn thận hỏi, ta hỏi một chút được không? Chữa bệnh tốn bao nhiêu tiền thế? Dì bác sĩ nheo mắt cười nói. Một lần 400, 3 lần là 1.200 thôi. Ủa, nhóc sư con thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Giá này còn rẻ hơn nó dự tính nhiều. Dì bác sĩ cởi găng tay y tế ra, véo nhẹ lên mặt nhóc sư con. Con cứ giữ tư thế này, đừng động đậy, 5 phút nữa là con xuống được rồi nhé. Cảm ơn nữ thí chủ. Nhóc sư con chắp tay, nghiêm túc nói. Hì, dì bác sĩ bị chọc cười, búng chim nhỏ của nhóc sư con một cái rồi vui vẻ đi chữa bệnh cho một bệnh nhân khác. 5 phút sau, nhóc sư con đi ra khỏi phòng trị trĩ. Thò tay sờ sờ bé hoa cúc cách một lớp quần. Ồ, thật sự là đỡ hơn nhiều đó, không còn đau nữa rồi. Chỉ cần không còn phiền não bởi vụ trĩ sang này, thì cho dù sư phụ có nhét nó vào chỗ bế quan thế nào nó cũng không sợ. Chưa đi được mấy bước thì nhóc sư con đã thấy y tá dẫn 3 chú cảnh sát tiến về phía mình. Thằng bé vẫn còn đây, y tá chỉ vào nhóc sư con, chính là bé sư này này, rất có thể nó là trẻ con bị lừa bán đấy. 3 chú cảnh sát dừng chân, cúi đầu nhìn xuống nhóc. Nhóc sư nhỏ chớp mắt, chắp tay làm lễ với y tá và 3 chú cảnh sát nọ. Chào các vị thí chủ, các vị đang tìm tiểu hòa thượng sao? Chào tiểu sư phụ, một cảnh sát lớn tuổi bước tới bên cạnh quả quả rồi ngồi xổm xuống. Ông cố gắng hết sức làm cho giọng nói của mình trở nên hiền hòa để không làm cho cậu bé sợ. Tiểu sư phụ từng nói mình bị một chú mua với giá 4.000 đồng tiền à? Vâng. Đúng thế, nhóc sư con gật đầu khẳng định. Cảnh sát lớn tuổi hỏi tiếp. Vậy cháu có biết chú kia tên là gì, bây giờ đang ở đâu không? Vị thí chủ kia họ Tào, tên là Đức Liên. Trước khi ta vào trong phòng phẫu thuật thì hắn nói hắn thèm thuốc lá, nên đã đi ra ngoài hút mấy điếu rồi, nhóc sư con đáp rõ ràng mạch lạc. Tào Đức Liên, các cậu có ấn tượng gì với cái tên này không? Cảnh sát lớn tuổi hỏi hai người còn lại. Người bên trái lắc đầu. Cảnh sát bên phải thì lấy ra một thứ giống như điện thoại di động rồi tìm tòi một hồi. Trong thiết bị ấy lưu trữ hồ sơ tội phạm của cục cảnh sát, đặc biệt là những tội phạm đang lẩn trốn bị truy nã thì hồ sơ lại càng chi tiết hơn. Thế nhưng cái tên Tào Đức Liên này không có trong danh sách hồ sơ điện tử đó. Đội trưởng, không tìm thấy tin tức gì liên quan tới Tào Đức Liên, cảnh sát bên phải cuối cùng cũng lắc đầu. Tiểu sư phụ à, cháu có biết người tên Tào Đức Liên kia đang làm gì không? Bây giờ cháu có thể tìm hắn ta được không? Cảnh sát lớn tuổi lại nhìn sang nhóc sư con rồi hỏi. Biết chứ, hắn là kẻ buôn người, nhóc sư con thật thà đáp. Cháu chắc chứ, tiểu sư phụ à, việc này không đùa được đâu nha, cảnh sát lớn tuổi hỏi xác nhận. Đương nhiên là chắc rồi, ta phải tìm qua rất nhiều con đường mới ra hắn. Ở địa khu Giang Nam hắn là kẻ buôn người có tiếng đấy, nhóc sư con cảm thán, sau đó hắn liền dùng 4.000 đồng mua ta. Tiểu sư phụ à, bây giờ cháu có tìm được Tào Đức Liên không? Cảnh sát lớn tuổi trầm giọng hỏi. Đứa bé này còn quá nhỏ, phải gặp trực tiếp mới có thể xác định được đối phương có phải là kẻ buôn người thật hay không? Nếu không có vấn đề gì thì hẳn là hắn vẫn đang ở cửa chính của bệnh viện ấy. Nhóc sư con gật đầu, các người đi theo ta. Mà đúng rồi, các vị thí chủ tìm Tào thí chủ có việc gì à? Tìm hắn để hỏi mấy vấn đề nhỏ thôi, cảnh sát lớn tuổi giật giật khóe miệng, rồi đáp. Các chú cảnh sát cứ cảm thấy bạn sư nhỏ tuổi này sai sai làm sao ấy. Chỗ nào cũng sai sai. Lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ, đậu đậu thu nhỏ chỉ bằng nắm đấm đang dùng phép ẩn thân để không ai thấy được mình.
Chỉ cần Đậu Đậu cố ý che giấu thì với thực lực của Quả Quả bây giờ, nhóc không thể nào phát hiện ra nó được. Chuyện ngày càng thú vị rồi đây, đưa cảnh sát đi gặp tên Tào Đức Liên kia à? Sao ta thấy vụ gặp gỡ này vui thế nhỉ? Đậu Đậu lẩm bẩm. Vừa hay nó đang suy nghĩ phải làm thế nào để tên Tào Đức Liên kia gặp xui xẻo một phen, đây đúng là một cơ hội tốt mà. Thế là, Đậu Đậu ra tay. Nó lặng lẽ bay đến bên cạnh ba chú cảnh sát rồi quét đuôi qua người họ, làm một thủ thuật che mắt. Sau đó, ba cảnh sát đều biến mất. Ba người họ có thể nhìn thấy nhau, nhóc sư con cũng có thể nhìn thấy họ, thế nhưng trong mắt người qua đường thì chỉ có mỗi nhóc sư con Quả Quả mà thôi. Tào Đức Liên ngồi trên con xe cà tàng của mình chờ nhóc sư con đi ra khỏi bệnh viện. Vừa rồi hắn theo dõi cửa bệnh viện, không thấy có cảnh sát vào. Đương nhiên bệnh viện có nhiều cửa ra vào, cho nên cũng có thể cảnh sát đã đi vào từ một con đường khác. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận, nếu thấy nhóc sư con kia đi ra cùng những người khác hoặc có ai lén lút đi theo sau nó, thì hắn sẽ lái xe chuồn ngay. Tính giờ ra thì chắc một ca tiểu phẫu trí sang hẳn là phải kết thúc rồi nhỉ, Tào Đức Liên nhìn đồng hồ rồi thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc đó thì hắn trông thấy nhóc sư con đi ra. Cái đầu chọc của nhóc rất nổi bật trong bóng đêm, chỉ cần đèn đường chiếu vào là sẽ phản xạ ra ánh sáng lấp lóe. Tào Đức Liên không lên tiếng ngay mà vẫn trốn ở trong xe, dùng đôi mắt lươn tí hí nhìn phía sau và xung quanh nhóc sư con. Tốt lắm, chẳng có ai cả. Xem ra cô y tá kia không báo cảnh sát. Mình lo lắng quá thừa rồi. Thế nhưng cẩn thận sống lâu, hắn cứ nên cẩn thận thì hơn. Sau khi xác định nhóc sư con chỉ có một mình, Tào Đức Liên bèn bóp còi xe, ý bảo mình đang ở ngay đây. Tìm được rồi, nhóc sư con quả nhiên đã chú ý đến hắn. Nó vừa cười vừa vẫy tay, vừa chạy lon ton về phía hắn. Sau đó, nhóc mở cửa xe ra. Tào thí chủ, quả nhiên ngươi vẫn chờ ở cửa bệnh viện, nhóc sư con cười nói. Ha ha. Chờ cháu cả buổi trời rồi đấy, Tào Đức Liên rụi tắt tàn thuốc, phẫu thuật xong rồi chứ. Xong rồi thì mình về thôi. Xong rồi, nhưng mà ngày mai và ngày mốt còn phải đến nữa, trị liệu liên tục 3 ngày mới dứt được chỉ sang, nhóc sư con cười nói. Tào Đức Liên cứng đờ cả người. Má nó, thế này là đang ép hắn phải bán nhóc con này ngay trong đêm đấy à? À đúng rồi, Tào thí chủ, ba vị thí chủ đằng sau ta nói muốn tìm ngươi. Nhóc sư con nói đoạn bèn chỉ ra ba chú cảnh sát sau lưng mình. Ai cơ, Tào Đức Liên nảy lòng cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm sau lưng nhóc sư con, làm gì có ai. Ba vị thí chủ này này, họ đứng ngay sau lưng ta đó, nhóc sư con chỉ vào vị trí ba cảnh sát đang đứng. Tào Đức Liên sợ run người, gặp ma à, hắn có thấy bóng người nào ở đó đâu cơ chứ. Đậu Đậu đang đậu trên nóc xe cười đau cả bụng. Nó vươn móng vuốt chụp khẽ một cái. Một chùm chìa khóa đã bị nó nắm trong vuốt từ lúc nào. Đó chính là chìa khóa xe của Tào Đức Liên. Tiếp đó, Đậu Đậu khẽ đảo cái đuôi, thủ thuật che mắt trên người mấy cảnh sát bị xóa bỏ. Trong mắt Tào Đức Liên, ba vị cảnh sát lù lù xuất hiện chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống. Đái ra quần thật mà. Cảnh sát, Tào Đức Liên hét lên một tiếng rồi lập tức quay người vồ lấy chìa khóa xe, chuẩn bị nổ máy chạy trốn. Ai ngờ khi hắn sờ đến thì chẳng biết chìa khóa xe mình đã biến mất tiêu từ bao giờ. Ba chú cảnh sát cũng chẳng hiểu ra làm sao. Rõ ràng cả ba người đã đứng trước mặt Tào Đức Liên cả buổi trời, thế mà đối phương hoàn toàn không nhìn thấy cứ như bị cận nặng, thế rồi đột nhiên lại hét toáng lên như gặp ma. Có điều, nhìn phản ứng của Tào Đức Liên khi thấy ba người bọn họ thì chắc chắn là tay chân hắn chẳng sạch sẽ gì. Ban ngày không làm chuyện đuối lý, đêm nghe gõ cửa lòng không sợ hãi. Nếu đã sợ thế này thì chắc chắn là có tật giật mình. Cảnh sát lớn tuổi quát lên. Tên buôn người Tào Đức Liên, anh đã bị bắt, mau đi theo chúng tôi một chuyến. Tào Đức Liên qua cơn kinh hãi ban đầu thì trấn tĩnh lại rất nhanh. Vò mẻ không sợ nứt, hắn đánh liều nói. Đồng chí cảnh sát ơi, có phải anh nhìn nhầm người rồi không? Tào Đức Liên tôi là người lương thiện, làm sao mà thành buôn người được chứ? Không có chứng cứ thì không được tùy tiện nói xấu người tốt được đâu. Khi nói tới câu này, Tào Đức Liên không thể không thả cho sự nhanh trí của mình 32 cái like. Hắn không có tiền án tiền sự, khi vào cục cảnh sát, chỉ cần hắn thả chết không nhận tội thì cảnh sát làm gì được hắn nào. Đúng lúc ấy thì nhóc sư con đứng một bên lại nghi hoặc nói. Ơ kìa, Tào thí chủ chẳng phải là buôn người sao? Không đúng mà, rõ ràng là ngươi mua ta mà. Nói đùa thôi, đó là chú nói đùa với con thôi.
Tào Đức Liên nói đến là nghiêm túc. Nhưng mà ngươi đưa ta từ địa khu Giang Nam tới tận thành phố Văn Châu lận, nhóc sư con quả lại chêm vào. Tào Đức Liên cứng lưỡi. Đồng thời, đại não của hắn hoạt động hết công suất, hòng mau chóng nghĩ ra một lời giải thích đích đáng. Không nghĩ ra là ăn cất bây giờ. Còn nữa, trước khi ngươi mua ta thì ta đã tìm được rất nhiều tư liệu của ngươi rồi nhé. Ví dụ như, từ trong tay của một người tên là Tam Đao Lưu, ta có được rất nhiều tư liệu của những đứa bé đã bị ngươi bán đi đấy. Nhóc sư con nói xong thì lấy trong áo ra một chồng vật chứng dày cộp. Đừng có coi thường tiểu hòa thượng ta đây. Nếu không xác định được ngươi là kẻ buôn người, sao ta lại chạy tới cho ngươi mua được chứ? Nhóc sư con kiêu ngạo nói. Chương 231, nện cho bính ra quần. Cảnh sát lớn tuổi nhận lấy chồng vật chứng trong tay nhóc sư con rồi rút mấy tấm ra nhìn, càng nhìn thì mắt càng sáng lên. Sau đó, ông lập tức chỉ tay vào Tào Đức Liên rồi quát lớn. Bắt lấy hắn, mang hắn về đồn. Những vật chứng này không những có thể chứng minh Tào Đức Liên là một tên buôn người mà còn giúp họ lần theo dấu vết để tìm ra cả một đường dây. Nếu may mắn thì họ có thể phá được cả ổ buôn người. Tào Đức Liên ở trước mặt này chính là nhân vật mấu chốt để họ phá án lập công, tuyệt đối không thể để cho hắn thoát. Hai cảnh sát đằng sau xông lên như lang như hổ. Chết tiệt, Tào Đức Liên nhanh chóng mở cửa xe rồi huồng chân chạy trốn. Từ lúc nhóc sư con lấy chứng cứ ra thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy thoát thân. Hắn thật chẳng ngờ đời này trải qua bao nhiêu sóng gió đều bình an vô sự mà đến chuyến cuối cùng lại lật thuyền trong mương nhỏ. Thế nhưng muốn bắt hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Tào Đức Liên thân thể gầy gò, song là một tên buôn người lõi đời, hắn đã sớm liệu trước một ngày mình bị cảnh sát đuổi theo. Để thuận lợi chạy trốn khi bị cảnh sát bao vây truy bắt, Tào Đức Liên đã học parkour một thời gian rất dài. Đúng vậy, Tào Đức Liên là một cao thủ parkour. Hắn còn dùng thân phận, người giấu mặt, để công bố rất nhiều video parkour kích thích lên mạng đó. Cho nên khi Tào Đức Liên chạy đi thì mấy vị cảnh sát đều trợn tròn mắt. Họ chỉ có thể trợn mắt nhìn Tào Đức Liên tăng tốc, chống tay lên nóc một chiếc xe hơi rồi lướt qua nó với một động tác tuyệt đẹp, sau đó lại mau chóng phóng vọt về phía trước. Trước mặt hắn là một đài cao hơn 3 mét, Tào Đức Liên lại tăng tốc thêm lần nữa, nương theo lực quán tính mạnh mẽ, đạp lên vách tường rồi bò lên đài cao, chẳng khác nào một con khỉ nhanh nhẹn. Mà bấy giờ mấy chú cảnh sát mới kịp vòng qua cái ô tô. Khốn nạn, hai cảnh sát giận dữ quát lên. Tuy rằng họ được huấn luyện thường xuyên nhưng dù sao cũng không phải là đặc nhiệm, cường độ huấn luyện không lớn lắm. Nếu chạy thẳng đường bằng thì họ chẳng thua kém gì Tào Đức Liên, thế nhưng kiểu lần như khỉ thế này thì họ hoàn toàn không theo kịp. Bấy giờ, nhóc sư con mới chớp mắt, quay đầu, hỏi cảnh sát lớn tuổi rằng. Ủa, các vị thí chủ, mọi người muốn bắt Tào thí chủ à? Không bắt được, cảnh sát lớn tuổi thở dài. Nhìn thân thủ nhanh nhẹn của Tào Đức Liên thì hắn đã biết không thể nào mà bắt được kẻ kia rồi. Tiếp theo chắc chỉ có thể dùng phương pháp hạ lệnh phối hợp bắt người thôi. Ồ, có cần tiểu hòa thượng hỗ trợ không? Nhóc sư con quả chắp tay hỏi. Hả, cảnh sát lớn tuổi nhìn nhóc sư con với ánh mắt nghi ngờ. Vốn dĩ tiểu hòa thượng định cắt chỉ xong sẽ tìm cơ hội bắt Tào thí chủ vào chùa, cho hắn quy y, để kiếp sau của hắn không rời chùa nửa bước. Làm bạn cùng thanh đăng cổ Phật, đền bù tội nghiệt kiếp này. Thế nhưng bây giờ ngẫm ra thì giao hắn cho các vị cũng được đấy, nhóc sư con quả nghiêm túc nói. Sau đó, cảnh sát lớn tuổi nhìn thấy nhóc sư con nhảy vọt lên, hai cái chân ngắn ngủn đạp khẽ trên mặt đất lại mang đến cho người ta cảm giác thân nhẹ như yến, chỉ mất thời gian một hơi thở, nhóc sư con đã bỏ xa hai cảnh sát trẻ. Đến đài cao nọ, nhóc sư con cũng đạp lên vách tường, lựa góc thoải mái đi lên. Ôi mẹ ơi! Hai cảnh sát trẻ hô lên thành tiếng. Lúc trước Tào Đức Liên là cao thủ parkour thực ra đã là việc nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Nhóc sư con bây giờ lại càng làm cho bọn họ phải trợn mắt há mồm. Phải biết nhìn bề ngoài thì nhóc sư con chỉ là một thằng nhóc 7-8 tuổi, mà cái đài kia cao đến hơn 3 mét đó nha. Đây không còn thuộc về phạm trù parkour nữa, đây là võ công hoa hạ phải không? Đội trưởng! Một cảnh sát trẻ quay đầu lại nhìn về phía cảnh sát lớn tuổi, bây giờ chúng ta làm gì? Cảnh sát lớn tuổi gãi đầu đáp. Chờ đi. Trên nóc xe, Đậu Đậu thu cái đuôi của mình lại. Phải rồi, ban nãy nhóc sư con kia nói gì ấy nhỉ? Nó định mang thằng buôn người kia về rừng sâu núi thẳm làm sư cả đời à? Nhóc con này học ai mà tâm đắc thế, mới 6 tuổi thôi mà. Nghĩ tới nghĩ lui. Trong giới tu sĩ quả nhiên chỉ có lão đại ngốc Hoàng Sơn kia tốt nhất,
Người ta nói con mắt của nhân loại là tội phạm bao che lớn nhất, lúc nào nó cũng chỉ nhìn thấy sai lầm của người khác mà thôi. Thì ra con mắt của chó cũng chẳng khác gì. Hoàng Sơn Chân Quân lóc mấy trăm ức clone đi lừa tình người ta, thế mà đậu đậu quên có chọn lọc hết. Khoảng 2 phút sau, trên đài cao 3 mét, nhóc sư con kéo theo một người nữa nhảy thẳng xuống. Cảnh sát lớn tuổi làm rơi cả điếu thuốc đang ngậm trong mồm. Kẻ bị nhóc sư con túm trong tay chính là tên buôn người Tào Đức Liên. Cao thủ võ lâm. Bốn chữ lớn ánh vàng sáng chói xuất hiện trong đầu cảnh sát lớn tuổi, không làm sao mà gạt đi được. Nè, giao hắn cho các chú nè, nhóc sư con quả quả tiện tay ném một cái, vứt Tào Đức Liên xuống trước mặt mấy vị cảnh sát. Ba chú cảnh sát nhìn Tào Đức Liên đã ngất lịm đi mà trên mặt vẫn không giấu được nét kinh hoàng, thì đều âm thầm nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cuối cùng vẫn là cảnh sát lớn tuổi hồi thần trước. Bắt người này lại, mang về cục đi. Hai cảnh sát trẻ tiến lên phía trước, còng tay Tào Đức Liên lại. Tiểu sư phụ, danh xưng của ngài là... Cảnh sát lớn tuổi nhân cơ hội chạy tới bên cạnh nhóc sư con Quả Quả rồi hỏi một câu đầy lấy lòng. Tiểu hòa thượng tên là Quả Quả, còn chưa có pháp danh, vì tuổi nhỏ quá nên phương trưởng chưa đặt cho, nhóc sư con chắp tay, nghiêm túc thật thà đáp. Cảnh sát lớn tuổi chờ mong hỏi. Tiểu sư phụ tu hành ở ngôi chùa nào vậy? Vấn đề này lại khiến nhóc sư con hơi nhíu mày, mặt mũi đầy vẻ khó xử. Bởi vì phương trưởng nói tên của Thiên Nhai Vân Du tự không thể tùy tiện nói cho người ngoài biết được. Thế nhưng người tu hành lại không được nói dối. Nó phải trả lời thế nào mới được đây? Đúng lúc ấy thì đậu đậu trên nóc xe hừ lạnh một tiếng. Sau đó, một giọng nói trầm thấp trực tiếp vang lên ngay bên tai cảnh sát lớn tuổi. Việc không nên hỏi thì đừng có hỏi nhiều. Go! Cảnh sát lớn tuổi sửng sốt quay đầu nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng thấy ai cả. Thế nhưng hắn lập tức hiểu ra, bèn ngại ngùng xin lỗi nhóc sư con. Xin lỗi tiểu sư phụ. Tôi đường đột quá rồi. Vừa rồi, chắc là trưởng bối của nhóc sư nhỏ này ở bên cạnh cảnh cáo mình đây. Thế nhưng cuối câu cảnh cáo kia có một chữ, âu, là ý gì nhỉ? Hay không phải chữ, âu, mà là chữ, đầu. Cảnh sát lớn tuổi tạm biệt nhóc sư con, sau đó đưa theo Tào Đức Liên đi trước cùng với hai đồng nghiệp của mình. Thực ra ông còn muốn bám nhóc sư con thêm một tí, cho dù chỉ học được một chiêu hay nửa thức võ công trong truyền thuyết cũng tốt. Võ công hoa hạ. Võ công chân chính đó nha. Tiếc là bên cạnh nhóc sư con còn có người lớn trông coi, ông chẳng thể nào thực hiện được nguyện vọng này rồi. Ngẫm lại cũng đúng, một bé sư nhỏ tuổi rời khỏi chùa thì chắc chắn phải có người lớn đi theo bảo vệ ha. Nhóc sư con nhìn theo cảnh sát lớn tuổi rời đi với ánh mắt nghi ngờ, sau đó sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình. Tuy chẳng hiểu sao ổng lại xin lỗi mình, nhưng mình vừa vất vả lắm mới nghĩ ra đáp án mà, nhóc sư con Quả Quả nuối tiếc sâu sắc. Nó nghĩ mãi nửa buổi mới ra được một đáp án vừa lòng, xin lỗi, phương trượng nhà ta không cho ta nói tên chùa với người khác. Nó cảm thấy đáp án này tuyệt lắm luôn. Đáng tiếc là cảnh sát lớn tuổi kia tự dưng lại xin lỗi xong đi mất, làm cho nó chẳng có cơ hội mà nói đáp án ra nữa. Khụ khụ, gâu, lúc này thì đậu đậu kêu khẽ một tiếng để khẳng định cảm giác tồn tại của chính mình. Ủa, nhóc sư con quay đầu nhìn lên nóc xe. Sau đó nó nhìn thấy một con chó Bắc Kinh đang dùng chân trước chống đầu, chân còn lại cầm chơi một chuỗi chìa khóa, thân mình nằm nghiêng khêu gợi chẳng khác gì người. Đậu đậu, nhóc sư con nhìn thấy chó Bắc Kinh thì vui vẻ gọi ra thành tiếng. Xong, nó lại lập tức ngượng ngùng cúi đầu rồi dè dặt hỏi. Đậu đậu, sao ngươi lại đi cùng ta vậy? Chậc chậc, ta mà không đi cùng ngươi thì thư hàng ở nhà có yên tâm được không? Đậu đậu huýt sáo. Nhóc sư con chắp tay xin lỗi. Xin lỗi, ta lại mang phiền toái đến cho các ngươi rồi. Không cần xin lỗi ta, lúc nào gặp thì xin lỗi Tống thư hàng ấy. Gâu, đậu đậu nghĩ ngợi một lát lại móc điện thoại của mình ra, qua đây ta cho ngươi xem cái này hay lắm. Nhóc sư con nghi hoặc ngó đầu qua. Đậu đậu cho nhóc xem một đoạn video mà nó quay lén được. Trong video là Tống thư hàng đang tức sủi bọt mép, nắm chặt tay mà gầm lên. Ây 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 ây. Thật sự muốn làm ông đây tức chết đúng không? Bảo ngươi ngoan ngoãn ở nhà trông nhà mà còn dám ra ngoài chạy loạn lên, bỏ ngoài tai lời ta nói hả? Còn PS, PS cái đầu ngươi, chờ ta bắt được ngươi về coi, kệ ngươi có bị trí hay không, ta phải nện cho ngươi bính ra quần. Nện cho bính ra quần á? Nện bính ra quần. Bính ra quần. Nhóc sư con Quả Quả ngu người đưa tay sờ sờ hoa cúc nhỏ của mình.
sau đó cái mặt nhỏ đang nghiêm túc lập tức biến thành quả mướp đắng. Chậc chậc, sao nào, có muốn xem lại không? Đậu Đậu vuốt móng lên màn hình, video lại phát lại lần nữa. Nện cho Bính ra quần á. Nện cho Bính ra quần. Nhóc sư con muốn khóc rồi. Chậc chậc, nói cho ngươi tin này nè, thành phố Văn Châu ngươi đang ở chính là quê của Tống Thư Hàng đấy. Mấy hôm nữa là hắn về tới nơi thôi, Đậu Đậu sung sướng ngắm vẻ mặt khổ sở của nhóc sư con. Cả người nhóc cứng đờ. Đậu Đậu, ta phải làm thế nào bây giờ? Nó vừa nói vừa nức nở. Sớm biết như thế, trước sao còn làm? Bỏ nhà đi bụi là việc làm độc ác lắm biết không? Có biết làm thế thì người nhà lo lắng lắm không? Đậu Đậu giáo huấn đầy thấm thía, mà lại quên khuấy đi rằng mình là con yêu khuyển quanh năm suốt tháng bỏ nhà đi bụi. Xin lỗi mà, nhóc sư con nước mắt vòng quanh. Đậu Đậu vỗ vai nhóc sư con. Cố lên, từ giờ đến lúc Tống Thư Hàng đến Văn Châu còn vài ngày, nghĩ xem nên giải thích thế nào để hắn bớt giận đi. Nhóc sư con ra sức gật đầu. Rồi, mình tìm cái khách sạn nào gần đây ở đi, Đậu Đậu nhảy từ trên nóc xe xuống, đi, lên xe. Lên xe, cơ mà ta không biết lái, Quả Quả ngẩn ra. Ta lái, Đậu Đậu hào khí vạn trưởng. Chương 232, phần tử đua xe đeo mặt nạ kinh ba. Đậu Đậu, người mà cũng biết lái xe cơ á. Nhóc sư con trợn mắt, vừa kinh ngạc vừa tán thán. Hừ hừ, máy bay ta còn biết lái nữa là ô tô. Hôm nay ta vừa lái máy bay bay trên trời cả ngày đấy, Đậu Đậu đắc ý khoe. Nhất thời, nhóc sư con nhìn Đậu Đậu với ánh mắt vừa hâm mộ lại vừa sùng bái, lòng tin với Đậu Đậu lại càng tăng cao. Nó không nói hai lời lập tức chui vào trong xe, ngồi sau ghế lái. Đậu Đậu cười hì hì, biến mình lớn thêm một chút để khi duy trì tư thế ngồi thì vuốt sau có thể đạp được đến phanh và chân ga. Sau đó nó nhìn bảng điều khiển của chiếc xe. Tuy là xe cũ nhưng lại là số tự động. Xì, thế mà lại là số tự động, chẳng có hàm lượng kỹ thuật gì cả, Đậu Đậu khinh rẻ nói. Cao thủ phải lái xe số sàn mới đúng, như cái cảnh lái xe đua trong phim hành động ấy, tăng tốc. Sang số, lướt đi, rồi lại sang số, tăng tốc. Nhìn bao ngầu. Cơ mà, thôi thì số tự động cũng được, đã ghiền là được rồi. Cảm thán xong, Đậu Đậu cắm chìa khóa vào ổ, xoay tròn, nổ máy. Chẹp, dùng thân chó lái xe đúng là không thoải mái, chỗ ngồi này chẳng hợp gì cả. Khi chân trước của Đậu Đậu nắm vào tay lái thì hai chân sau của nó sẽ tự động cong lên theo cấu tạo thân thể, thật khó mà đạp phanh hay đạp ga được. Còn một chuyện khá xấu hổ nữa là khi ngồi ở góc độ này, qua khe hở tay lái, nó có thể nhìn thấy được, Đậu Đậu nhỏ của mình, thật sự là làm đỏ mặt chó mà. Đương nhiên chuyện này vẫn còn trong tầm chịu đựng, nó là đại yêu khuyển Đậu Đậu đó. Chút khó khăn này chỉ cần ý chí vững vàng là vượt qua được thôi. Sau đó, Đậu Đậu đạp nghiến chân ga. Ô tô gầm rú lao về phía trước, nhưng không chạy. Sao thế này? Quên lên số, Đậu Đậu thò vuốt phải sờ soạng bên cạnh, cố hết sức mới vào được số giữa. Sau đó Đậu Đậu lại đạp ga. Ô tô lại gầm rú lao về phía trước, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Lại làm sao thế này? Đậu Đậu nhìn sang bên cạnh rồi cười chữ ngược. Phanh tay chưa thả. Sau đó Đậu Đậu lại cố hết sức vươn móng vuốt ra thả phanh tay. Trên ghế sau, nhóc sư con toát mồ hôi hột đầy trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cho dù mới có 6 tuổi, cho dù có tí ngốc nghếch, thế nhưng giờ khắc này chính nó cũng nhận ra Đậu Đậu hoàn toàn chưa lái xe bao giờ hết. Đúng rồi, Đậu Đậu mới nói nó biết lái máy bay chứ có nói nó biết lái xe đâu. Mình quá ngây thơ nên đã trúng bẫy ngôn từ của Đậu Đậu rồi. Làm sao bây giờ, nếu xảy ra tai nạn giao thông thì làm sao bây giờ? Nhóc sư còn vô cùng lo lắng, bởi vì trên người nó chỉ có 5.000 đồng mà thôi, nếu xảy ra tai nạn thì có đủ đền không? Không đủ tiền đền thì làm thế nào? Lại bán thân thêm lần nữa sao? Khi nhóc sư con còn đang miên man suy nghĩ thì Đậu Đậu đã thả phanh tay rồi đạp chân ga một lần nữa. Cuối cùng ô tô cũng khởi động thuận lợi, thẳng tiến lên đường. Hú hú hú, đơn giản quá. Đúng là chỉ cần ta nghiêm túc thì không gì không làm được mà. Quả Quả, ngồi cho vững. Ta tăng tốc đây, Đậu Đậu đắc ý nói. Nhóc sư con ngồi trên ghế sau, tim đập ầm ầm. Lúc này, ở đất Mỹ xa xôi cách đó nửa vòng trái đất. Trong phòng thẩm vấn được trông coi nghiêm ngặt, giáo viên Tiểu Lý đang bị treo lên đánh. Nói, mày giấu giáo sư Anthony ở đâu? Một người đàn ông da đen dữ tợn hung ác gầm lên. Tôi không biết,
Tôi thật sự không biết. Giáo viên Tiểu Lý khóc thảm thiết trả lời bằng tiếng Anh lắp bắp, đừng đánh nữa, tôi mà biết thì tôi đã nói từ lâu rồi. Tôi thật sự không biết gì hết mà. Chết tiệt, đúng là cứng miệng. Gã da đen nghiến răng nghiến lợi, dùng đủ kiểu hình phạt mà vẫn chẳng thể moi ra được chút gì từ miệng của tên Phương Đông này là sao. Cả thể xác và tinh thần của giáo viên Tiểu Lý đều bị tổn thương nặng nề. Miệng cứng cái đầu mày, ông đây thực sự cóc biết gì hết. Bên cạnh gã da đen, một cảnh sát da trắng cười nham hiểm. Không nói cũng không sao, giao hắn cho tôi đi. Tôi dẫn hắn tới chỗ tôi quản lý giam lại vài ngày, cam đoan hắn sẽ nói tuốt tuồn tuột. Người này da non thịt mềm, mấy cha trong gian nhà tù tôi quản sẽ thích hắn lắm. Ha ha ha. Giáo viên Tiểu Lý nghe đến đó thì ra sức giãy giụa, sau đó cố hết hơi tàn gào lên. Đừng mà, đừng mà. Tôi thực sự không biết gì hết. Tôi thậm chí còn không biết giáo sư Anthony là ai. Tôi chỉ là một giáo viên dạy bay bình thường thôi. Nghe ý từ lời nói của tên cảnh sát da trắng kia, thì nếu mình bị ném tới nhà tù của hắn dám chắc sẽ không bảo toàn được trinh tiết á. Tuyệt đối không được. Gã da đen mặt mũi hung dữ quất mạnh một roi rồi nói bằng tiếng Trung. Không biết cái tiên sư mày. Nếu không phải mày bắt giáo sư Anthony đi, thì làm sao mày xuất hiện trong khoang phục hồi của phi thuyền được. Tôi không biết, tôi không nhớ gì hết. Rõ ràng hôm trước tôi còn đang dạy học sinh của mình, chuẩn bị lên máy bay bay một vòng mà. Các anh có thể tới Trung Quốc mà điều tra, tôi căn bản chưa lên vũ trụ bao giờ cả. Giáo viên Tiểu Lý gào ầm lên. Xem ra mày, chưa chết chưa thôi, được rồi, anh đem hắn giam vào nhà tù kia đi, gã da đen vẫn nói tiếng Trung leo lẻo, đoạn, gã nghiến răng cười lạnh, tôi muốn xem hoa cúc của hắn có cứng như cái miệng hắn không. Cảnh sát da trắng cười gian tà. Yên tâm đi. Ta cam đoan cả hoa cúc và cái miệng của hắn đều sẽ lỏng ra, chắc chắn đấy. Mặt giáo viên Tiểu Lý tức thì biến thành màu vàng đất. Mình có nên cắn lưỡi tự sát để bảo toàn trinh tiết không đây? Cắn lưỡi tự sát thì phải cắn mấy phần? Có cần cắn đến cuống lưỡi luôn không? Có khi nào cắn nứt lưỡi rồi mà không chết được không? Làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì bây giờ? Ai tới cứu tôi với? Chính vào lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị mở ra. Một người đàn ông vẻ mặt ôn hòa, mặc áo choàng rộng đẩy cửa bước vào. Trên mặt hắn tựa hồ tự mang theo hào quang thiên sứ, khiến cho ai nhìn thấy đều cảm thấy những suy nghĩ tà ác trong lòng mình được thanh lọc sạch tinh. Đằng sau con người có gương mặt chói sáng ấy lại là một người đàn ông phương Tây tóc trắng. Giáo sư Anthony, gã da đen nhìn thấy người đàn ông phương Tây nọ thì nhất thời kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Ừ, tôi đây, giáo sư Anthony lắc đầu. Hình như trong lúc mơ hồ mình đã gặp một cơn ác mộng đáng sợ, thế nhưng khi tỉnh lại thì lại không nhớ mình nằm mơ thấy gì nữa. Đồng thời, cũng trong cơn mơ màng, hắn bị đưa đến nhà tù này đây. Lúc này thì người đàn ông có khuôn mặt thiên sứ đưa cho hai giám ngục một tờ giấy chứng nhận gì đó, hình như là chứng minh thân phận. Sau khi gã da đen hung dữ nhìn thấy giấy chứng nhận ấy thì vẻ mặt trở nên tôn kính, phải dùng đến hai tay để nâng niu tờ giấy nọ. Thả người đàn ông phương Đông này đi. Hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, người đàn ông có gương mặt chói sáng mỉm cười nói. Gã da đen lập tức thả giáo viên Tiểu Lý xuống mà không do dự chút nào. Giáo viên Tiểu Lý mềm nhũn người ngã xuống đất, hình như mình được cứu rồi. Đứa nhỏ này, đã khiến người phải chịu khổ rồi, người đàn ông có gương mặt sáng chói tiến lên, cho giáo viên Tiểu Lý một cái ôm thật nhẹ nhàng. Hu hu hu, giáo viên Tiểu Lý nhất thời cảm thấy nỗi tủi thân dâng tràn trong lòng. Muốn ngừng cũng không ngừng được. Cứ thế, hắn nằm gọn trong lòng người đàn ông ấy mà khóc òa lên. Khóc đến là đau lòng. Người đàn ông nhẹ nhàng vỗ về giáo viên Tiểu Lý, và giáo viên nhỏ bé rơi vào hôn mê. Sau đó, người ấy bế bổng giáo viên Tiểu Lý lên, gật đầu ý chào hai vị giám ngục rồi đi khỏi phòng thẩm vấn. Hôm sau, sáng sớm ngày 10 tháng 7, Tống Thư Hàng ngủ dậy, việc đầu tiên là đút cho linh quỷ trong tâm khiếu một viên hồn châu. Hồn châu chính là bảo vật mà lần trước Tống Thư Hàng và Tam Nhật Sư Huynh lấy được ở căn cứ của đàn chủ, tại thôn nhà ông ngoại thổ ba. Trong giới tu sĩ, ngoại trừ quỷ tu thì chẳng còn tu sĩ nào dùng được hồn châu này. Thế nhưng với linh quỷ trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng thì hồn châu lại là thuốc bổ hiếm có. Sau đó Tống Thư Hàng tu luyện một vòng theo lệ thường, gần đây hắn cảm thấy khiếu thứ ba tỷ khiếu của mình dường như đã có cảm giác khí huyết căng tràn. Lúc này cách lần trước khế ước linh quỷ mở ra nhãn khiếu mới có một tháng.
Một tu sĩ bình thường trông vào tự thân khổ tu, muốn mở được khiếu thứ ba ít nhất phải tốn 3 năm mới đủ. Thế nhưng Tống Thư Hàng gần đây liên tục gặp được kỳ ngộ, không chỉ thu hoạch được một đống khí huyết đan mà còn khế ước được linh quỷ, còn lụm được một gốc thúy trúc xuẩn thanh mũi tăng cường khứu giác khi đi đua xe với Bạch Tiền Bối, còn có chiếc nhẫn cổ đồng trên ngón tay không ngừng ngưng tụ linh khí thiên địa cường hóa thân thể mình. Lại thêm chính hắn chăm chỉ kiên trì tu luyện, ngày nào cũng cần mẫn khổ tu. Tự hắn cần cù cộng thêm một đống bắp lên bắp xuống, bất chi bất giác đã sắp trùng kích tỷ khiếu rồi. Vươn vai xuống lầu, không ngờ hôm nay Bạch Tiền Bối vẫn chưa ngủ dậy. Tống Thư Hàng gõ cửa phòng Bạch Tiền Bối, không ai đáp lời. Cửa phòng chỉ khép hờ, Tống Thư Hàng bèn đẩy mở nhìn thử vào bên trong. Bạch Tiền Bối đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, đỉnh đầu lơ lửng một đám mây thượng đẳng do linh lực hóa thành, có thể dùng mắt thường thấy được. Bạch Tiền Bối được mệnh danh là kẻ cuồng tu luyện, gần đây vì bị hấp dẫn bởi quá nhiều thứ của thời đại mới nên thời gian tu luyện của hắn mới hơi giảm đi. Tống Thư Hàng không dám quấy rầy Bạch Tiền Bối, bèn cẩn thận đóng cửa lại. Sau khi xuống lầu, hắn nấu một bát mì rồi mở tivi xem có tin tức gì không. Tiện tay ấn mấy kênh, vừa hay đến kênh Văn Châu thì dừng lại. Trên đó đang phát bản tin sáng của thành phố Văn Châu. Biên tập viên tin tức là một người đàn ông mặt mày đoan chính, đang dùng tiếng phổ thông rất chuẩn để đọc bản tin buổi sáng. 11 giờ đêm qua, ở đường Phượng Hoàng trong thành phố ta xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe con hiệu Đông Phong đi bão trên đường Phượng Hoàng với tốc độ trên 100 km/h, cuối cùng đâm vào một dãy biệt thự trên đường, còn đâm nổ một chiếc Ferrari trong sân biệt thự. Theo miêu tả của chủ nhân biệt thự, người lái xe trong sự cố kể trên là một con chó Bắc Kinh rất lớn. Theo suy đoán của cảnh sát, tất có khả năng là phần tử đua xe đeo mặt nạ động vật. Đây là hành vi vi phạm cực kỳ nghiêm trọng, cảnh sát đang ra quân điều tra, nhất định sẽ tìm ra phần tử đua xe đó trong thời gian ngắn nhất. Chương 233, thiếu niên áo xanh dắt ngựa trăng lại đến nữa rồi. Sự phỏng đoán của cảnh sát cũng có lý do cả. Nếu như anh nói là Husky lái xe thì tôi cũng chấp nhận được. Dù sao thì với tính tình lẫn thể hình của Husky thì nói không chừng thật sự có thể lao lên lái xe hơi được. Dù sao thì Husky nhà người ta cũng là chó kéo xe, nhiệm vụ của nó khi sinh ra chính là để kéo xe trượt tuyết, ít nhất cũng có chút liên quan tới việc lái xe. Nhưng nếu như là chó Bắc Kinh thì, trên đời này lấy đâu ra con chó Bắc Kinh lớn như thế? Cho nên, phải là có kẻ nào đó đeo mặt nạ chó Bắc Kinh để đua xe. Bằng không thì căn bản không hợp logic tí nào. Tống Thư Hàng vất vả lắm mới ngừng ho khan lại được. Phần tử đua xe mang mặt nạ chó Bắc Kinh con khỉ gì, chỉ cần nghe mấy chữ như chó Bắc Kinh, đua xe, gây tai nạn, thì hắn dùng mông để nghĩ cũng biết là chuyện này chắc chắn có liên quan tới đậu đậu. Hắn dám cá, việc này 100% là do đậu đậu gây ra. Chiếc xe đỗ ở trong biệt thự bị nó đâm phải là Ferrari à? Tống Thư Hàng thầm lau mồ hôi, sau đó lấy điện thoại ra, lên mạng xem thử giá của một chiếc xe Ferrari. Vừa mới tra xong thì phát hiện chiếc rẻ nhất cũng phải hơn 3 triệu tệ, đấy là còn chưa tính luôn các khoản thuế má nữa. Bên trên còn một loạt xe giá 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, mấy loại nhập khẩu hơn cả 100 triệu cũng có không ít, giá cả thì đắt phát hơn. Không sợ không có siêu xe, chỉ sợ nhà chú mày không có tiền. Tống Thư Hàng sờ sờ cái túi của mình, hắn vốn còn nghĩ số tiền gần 4 triệu mà mình lấy được của tên đàn chủ hai lần kia đã là một món không nhỏ rồi. Bây giờ xem ra, toàn bộ tiền mặt trong tay hắn gom lại cũng chỉ vừa đủ để mua một chiếc Ferrari bèo nhất mà thôi. À, lạc đề xa quá rồi, vấn đề hiện tại không phải cái này, trước tiên phải nghĩ cách liên hệ với Đậu Đậu để xác nhận lại vụ này mới được. Nếu như thật sự là do Đậu Đậu làm thì mình phải liên lạc với chủ nhân của căn biệt thự, thương lượng vấn đề bồi thường cái đã. Một chiếc Ferrari đấy chứ đùa đâu, cũng không biết chiếc của người ta là mẫu nào nữa, sợ là 4 triệu của mình không đủ để đền. Mà ủa, không đúng, Đậu Đậu gây họa mà, mình cần gì phải đi gánh trách nhiệm chứ? Không phải Hoàng Sơn Chân Quân có một tiểu đội đặc biệt, chuyên môn chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả cho Đậu Đậu à, nếu như xác nhận chuyện này thật sự do Đậu Đậu gây ra thì cứ thông báo thẳng cho Hoàng Sơn Chân Quân, để Chân Quân ra mặt giải quyết là xong. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng thấy yên tâm hẳn. Sau đó, hắn mở danh bạ điện thoại ra, tìm số của Đậu Đậu. Ngày hôm qua Đậu Đậu đã gọi điện thoại cho hắn, nên Tống Thư Hàng cũng lưu số của nó lại. Điện thoại vang lên chừng 10 tiếng, rốt cuộc cũng gọi thông. Gâu, Thư Hàng đấy à, mới sáng sớm đã gọi tới,
quấy rầy mộng đẹp của ta làm gì thế? Gâu, coi chừng sau này ta cắn ngươi đấy. Thanh âm bực bội của Đậu Đậu phát ra từ trong điện thoại, nó nói xong còn ngáp lớn một cái, làm như đang buồn ngủ lắm. Đậu Đậu, mau nói thật cho ta biết, có phải ngày hôm qua ngươi đi đua xe không? Còn đâm vào biệt thự nhà người ta, tông nổ một chiếc Ferrari đúng không? Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi nó. Gâu, sao ngươi lại biết? Ngươi gắn camera theo dõi trên người ta à? Tống Thư Hàng ngươi hay lắm, ngươi rình mò như thế là xâm phạm đời tư cá nhân của ta đó. Đậu Đậu tức giận kêu to. Rình mò cái con khỉ, ngươi cho là ai cũng không có tiết tháo như ngươi à? Tống Thư Hàng tức giận nói, chuyện ngươi làm đã lên TV rồi có được không hả? À, ha ha ha, lên TV luôn rồi đấy hả? Ngại quá đi mất, Đậu Đậu cười khan hai tiếng. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi nói. Đang ở trong một khách sạn ở Văn Châu, tìm cả buổi trời mới có đó, ở chung với Tiểu Hòa Thượng. Đầu năm nay, muốn tìm được một cái khách sạn không đòi thẻ căn cước chẳng dễ chút nào, Đậu Đậu càm ràm. Đang ở cùng với Tiểu Hòa Thượng à? Vậy thì được rồi, nhớ cho kỹ này, đừng có mà gây thêm phiền phức gì nữa đấy. Chờ ta qua đó tìm ngươi, nếu như ngươi mà còn gây ra phiền phức gì nữa thì đừng có hòng gặp lại ta. Tống Thư Hàng tức giận nói. Hiếm khi Đậu Đậu im thin thít không dám nói gì. Sau đó, nó lại dè dặt hỏi lại, Thư Hàng này, cái câu, đừng hòng gặp lại ta, của ngươi khiến ta thấy lo quá, không phải là ngươi đã yêu ta rồi đấy chứ. Lần trước ta đã dặn ngươi rồi, ta là chó Bắc Kinh được đó, ngươi muốn làm một đoạn tình yêu giữ người và yêu thì cũng đừng tìm ta không phải đối tượng thích hợp đâu. Nếu như ngươi cứ nhất định muốn làm một đoạn tình yêu giữa người với yêu thì ta có thể giới thiệu em gái mèo cho ngươi, đáng yêu lắm đấy. Phục Tống Thư Hàng hộc máu, cúp máy cái rụp. Sau đó, hắn lại cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho Hoàng Sơn Chân Quân. Lúc này, dưới lầu lại có tiếng chuông cửa vang lên. Lúc Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa thì phát hiện là người quen. Người đến mặc nguyên bộ đồ đen thui, mặt mày nghiêm túc. Đây chẳng phải Tàng Thiên Câu Chu Lý mà lần trước Hoàng Sơn Chân Quân phái tới để xử lý phiền toái do Đậu Đậu gây ra à? Lúc này, hình như hắn đang khiêng một người trên vai. Tới đúng lúc lắm, vậy thì đỡ phải gọi điện thoại cho Hoàng Sơn Chân Quân, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Vậy nên hắn nhiệt tình chạy xuống lầu mở cửa. Vừa mới mở cửa ra, Tống Thư Hàng đã nhiệt tình nhào lên, Chu Sư Huynh, Huynh tới đúng lúc lắm. Hả, Chu Lý ngu người không hiểu gì. Bất quá, không hổ là người chuyên giải quyết phiền toái, giác quan của hắn rất nhạy bén. Nhìn thấy Tống Thư Hàng nhiệt tình khác thường như thế, hắn lập tức nghĩ tới một khả năng, nên Chu Lý cười như mếu, hỏi, Đậu Đậu lại gây họa gì rồi à? Ừ, vừa mới gây ra xong, nhưng vấn đề không nghiêm trọng như lần trước, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Thư Hàng huynh đệ, Chu Lý thở dài, vỗ vai Tống Thư Hàng một cái, Chu huynh ta lâu lâu cũng muốn được nghỉ xả hơi một lần đấy. A à, ha ha ha, Tống Thư Hàng cười gượng. Cho nên, nếu như có thể, thì xin nhờ ngươi giám sát Đậu Đậu kỹ một chút. Dù chỉ cho ta được nghỉ phép một tuần thôi cũng được, lâu lâu ta cũng muốn ra ngoài hẹn hò một lần, Chu Lý cảm thán nói, trong giọng nói mang theo vẻ chua xót ngập tràn. Đang trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu với nữ tiên tử nào à? Chu Lý cũng vất vả thật đấy. Ta sẽ cố gắng, sẽ cố gắng. Trong lòng Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy cắn rứt. Thư Hàng huynh đệ, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Chu Lý thở dài một hơi, sau đó nói, đúng rồi, lần này Đậu Đậu nó lại gây ra chuyện gì nữa thế? Khụ, ban nãy Đậu Đậu nó mới gây ra chút chuyện ở thành phố Văn Châu. Nó đua xe, đâm vào trong biệt thự nhà người ta, còn tông hư một chiếc xe Ferrari nữa thì phải. Tống Thư Hàng ho khan nói. Chu Lý không nói gì, hồi lâu sau hắn mới tò mò hỏi lại, hết rồi à? Hết rồi, Tống Thư Hàng đáp. Chu Lý lập tức thở phào nhẹ nhõm, may quá, chuyện này dễ thôi, có thể dùng tiền giải quyết, xử lý không tốn nhiều thời gian, không thành vấn đề. Nói xong, hắn thả cái người đang khiêng trên vai xuống, giao cho Tống Thư Hàng, đây, Thư Hàng tiểu hữu. Đây là giáo viên tiểu lý mà các ngươi để quên trên vũ trụ. Ta đã đưa hắn về rồi đấy. Giáo viên tiểu lý. Tống Thư Hàng vội vàng đỡ lấy hắn, trong lòng lại thấy cắn rứt lương tâm hơn, nếu như không phải lúc trước hắn túm nhầm người, thì giáo viên tiểu lý cũng không bị đưa nhầm về Mỹ, về sau cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế. Hy vọng giáo viên tiểu lý không bị tổn thương gì nhiều. Tống Thư Hàng kiểm tra giáo viên tiểu lý một lượt,
phát hiện toàn thân hắn rất sạch sẽ, ngoại trừ mặt mày tái nhợt ra thì không có chuyện gì cả, trông cũng không giống đã bị tra tấn gì. Nhưng Tống Thư Hàng vẫn hỏi, ở bên đó giáo viên Tiểu Lý có chịu khổ gì không? May mà bọn ta tới kịp, nên không chịu khổ gì nhiều. Nếu như chậm một bước thì khó mà nói, vì tới lúc đó thì cả thể xác lẫn tinh thần đều sẽ bị kích thích nặng, Chu Lý cười hắc hắc, lại nói thêm, ngoài ra, bọn ta cũng đã xử lý mấy vết thương trên người hắn rồi. Cũng cho hắn dùng một vài linh dược, để thân thể của hắn trở nên cường tráng khỏe mạnh hơn trước kia, xem như vì họa được phúc. Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá. Chỉ là vẫn có một vấn đề nhỏ, Chu Lý ngượng ngùng nói tiếp. Hả, vấn đề gì? Trí nhớ ấy mà, chúng ta vốn định xóa bỏ phần trí nhớ của hắn lúc ở bên Mỹ, bởi vì đối với giáo viên Tiểu Lý mà nói, giữ lại đoạn trí nhớ đó chỉ đau khổ hơn thôi. Còn không bằng quên hết đi, vui vẻ sống tiếp. Nhưng, không biết có phải vì số lần bị xóa trí nhớ của giáo viên Tiểu Lý gần đây bị nhiều quá hay không, đoạn trí nhớ mà bọn họ muốn xóa kia hình như không thể nào xóa bỏ sạch sẽ được. Nhưng chúng ta lại không dám xóa bừa nữa, nếu không thì dễ khiến hắn biến thành kẻ ngốc lắm. Cho nên, ta trực tiếp đưa hắn đến cho ngươi, phụ trí nhớ kia thì cứ để cho Bạch Tiền Bối ra tay đi, Chu Lý cười hắc hắc nói. Được, ta hiểu rồi, Tống Thư Hàng gật đầu, tới lúc đó, ta sẽ nhờ Bạch Tiền Bối xử lý trí nhớ của hắn, đúng rồi, huynh có muốn vào trong ngồi một chút không? Không cần, không cần, ta phải lập tức đến thành phố Văn Châu xử lý chuyện của Đậu Đậu gây ra cái đã. Lần tới mà có rảnh thì ta sẽ ngồi lại một chút. Ta đi trước đây, Chu Lý cười ha hả, sau đó xoay người vội chạy lấy người. Chạy xa rồi, hắn mới quay lại truyền âm nhập mật, đúng rồi, Thư Hàng này, pháp thuật thôi miên mà ta dùng trên người của giáo viên Tiểu Lý chừng 20 phút nữa sẽ khôi phục, tới lúc đó ngươi chú ý một chút nhé. Nói xong, hắn lại chạy đi như bay tiếp. Lạ thật đấy, hắn sợ cái gì không biết, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, khiêng giáo viên Tiểu Lý đi lên lầu lại. Đợi Bạch Tiền Bối tu luyện xong, lại xử lý trí nhớ của giáo viên Tiểu Lý thì có thể đưa hắn về lại trung tâm hàng không rồi. Hy vọng người thân của giáo viên Tiểu Lý đừng lo lắng quá mức. Chấm. Tống Thư Hàng đặt giáo viên Tiểu Lý nằm lên ghế, còn chừng 20 phút nữa giáo viên Tiểu Lý sẽ tỉnh lại, mong là tới chừng đó Bạch Tiền Bối đã tu luyện xong rồi. Sau đó, Tống Thư Hàng thì ngồi vào một chiếc ghế khác, bắt đầu nhắm mắt tu luyện chân ngã minh tưởng kinh, rèn luyện tinh thần lực của mình. Gần đây hắn cảm giác tị khiếu ấn ấn sắp mở tới nơi, nên không thể để tinh thần lực bị rớt lại mới đúng. Sau đó, ước chừng minh tưởng được 7-8 phút thì Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác xung quanh là lạ, dường như có tiếng người đi đi lại lại ở bên cạnh. Lẽ nào giáo viên Tiểu Lý tỉnh lại sớm hơn dự kiến? Tống Thư Hàng mở to mắt ra. Sau đó, hắn ngu người. Sa mạc mênh mông, chỉ có mỗi cát là cát, không có chút sức sống nào. Hắn vội ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời có một lốc xoáy màu đen như cái hắc động, đang từ từ chuyển động. Mẹ ơi, Tống Thư Hàng bật thốt, sao lại chạy đến đây nữa rồi? Vậy chẳng lẽ tiếng người đi đi lại lại ban nãy là? Hắn quay phắt lại nhìn về phía vang lên tiếng động kia. Chỉ thấy ở phía xa, có một người một ngựa đang đi đến chỗ hắn. Con ngựa kia màu trắng, là một con tuấn mã toàn thân trắng muốt không chút tạp sắc. Chương 234, sinh mạng chưa dứt thì vẫn cứ tìm chết. Lần trước cũng như thế này, sau khi thiếu niên áo xanh cưỡi bạch mã nhìn thấy Tống Thư Hàng từ xa thì vui vẻ gọi to Tiểu Bạch, rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi rồi. Có kinh nghiệm lần trước, Tống Thư Hàng nắm chặt nắm tay, đi lên tiếp đón đúng vậy, đã mấy ngày không gặp rồi. Dĩ nhiên, lời nói của hắn cũng không thể khiến cho thiếu niên áo xanh phản ứng, trừ khi nói ra từ mấu chốt là, nghỉ ngơi. Nếu không, thiếu niên áo xanh sẽ y theo kịch bản cố định mà làm tới. Nhưng, Tống Thư Hàng cũng không định nói hai chữ, nghỉ ngơi, sớm như vậy, hắn còn chuẩn bị làm một trận với thiếu niên áo xanh này, xem thử gần đây võ công của bản thân có tiến bộ không. Lần trước khi đi vào cái thực tế ảo này, bản thân chỉ học được quyền pháp căn bản. Lần này Tống Thư Hàng còn nắm rõ thân pháp, quân tử vạn lý hành và công pháp phụ trợ rèn luyện thân thể, bất động kim cương thân. Về đạo thuật đã nắm chắc, trường tâm lôi. Mặc dù cảnh giới chưa thăng cấp được bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu đã ăn đứt trước đây. Tiểu Bạch, khi nãy ngươi đi đâu thế? Ta tưởng ngươi bị lạc đường rồi, thiếu niên áo xanh đi đến trước mặt Tống Thư Hàng, nhe răng cười, sáng lạn như ánh mặt trời. Hắn ta giống như NPC của trò chơi, hành động như theo khuôn mẫu nhất định,
lời thoại cũng không đổi, giống hệt như lần trước. Không cần nói nhiều làm gì, lần này muốn luyện cái gì? Tống Thư Hàng nói thẳng ra chiều sảng khoái lắm, nhưng dưới lòng bàn tay của hắn lại lặng lẽ dùng khí huyết chi lực vẽ ra một lôi phù ở trong lòng bàn tay, một viên trưởng tâm lôi bắt đầu tụ lại ở trong lòng bàn tay. Tiểu Bạch, chúng ta luyện quyền nhé. Thiếu niên áo xanh không ném vũ khí qua mà bày ra dáng vẻ quyền pháp. Tống Thư Hàng cười ha ha, đúng ý ta lắm, hãy xem sự lợi hại của ta đây, quyền pháp căn bản 3. Không đợi thiếu niên áo xanh ra chiêu, hắn đã ra tay trước, dẫm chân sử dụng thân pháp, quân tử vạn lý hành, tăng tốc độ lên nhanh nhất. Sau khi tiếp cận thiếu niên áo xanh, thì lập tức dùng quyền pháp căn bản 3 ngay, nắm đấm rơi xuống người thiếu niên áo xanh như phong ba bão táp. Đây là bài học kinh nghiệm hắn rút ra được từ lần bị ngược đãi nửa tiếng trước kia. Thiếu niên áo xanh thông thạo tất cả các kỹ năng võ nghệ, chiêu thức quyền pháp lại hết sức tinh xảo, lại còn một chiêu chỉ pháp lợi hại chẳng khác nào, độc cô cửu kiếm. Ở dưới một chỉ kia, nguyên bộ kim cương căn bản quyền pháp của Tống Thư Hàng đều bị đối phương dễ dàng hóa giải. Nếu đã như thế, thì chỉ có thể dùng tốc độ phá khéo léo, dùng chiêu thiên phá vạn phá, duy khoái bất phá mà thôi. Lần này, cảnh giới của Tống Thư Hàng đã được nâng cao phần nào, trong cơ thể có linh quỷ giúp đỡ, lại thêm dưới chân có thân pháp, quân tử vạn lý hành, nắm đấm như mưa rơi càng nhanh hơn, góc độ cũng xảo quyệt hơn. Hi hi, Tiểu Bạch đánh hay lắm, thiếu niên áo xanh cười hi hi. Sau đó, giống hệt như lần trước, thân thể của thiếu niên áo xanh nọ trơn tuột như một con cá trạch, dễ dàng tránh né cơn mưa nắm đấm cuồng phong bão táp của Tống Thư Hàng. Nắm đấm dù nhanh, nhưng không thể đánh trúng vào người của hắn ta. Đánh liền tù tỷ 70 chiêu, Tống Thư Hàng đã dùng hết quyền chiêu. Lúc này, thiếu niên áo xanh đột nhiên giơ một ngón tay ra, hì hì, Tiểu Bạch, tiếp một chiêu của ta. Đối với Tống Thư Hàng mà nói, một ngón tay này giống như độc cô cửu kiếm, ngón tay điểm thẳng đến chỗ sơ hở trong quyền pháp của hắn. Lúc lực quyền của hắn suy yếu, lực cũ đã dùng hết, lực mới chưa kịp thêm, chắc chắn không thể ngăn được. Lần trước, chỉ pháp này tựa như ngón tay thần, đánh cho Tống Thư Hàng vật vã. Toàn thân đau nhức. Nhưng lần này, Tống Thư Hàng đã có chuẩn bị từ trước. Trường tâm lôi, trong lòng bàn tay của hắn đã đói khát từ lâu, chỉ chờ một khắc này thôi. Ngón tay của thiếu niên áo xanh điểm vào vai của Tống Thư Hàng. Bả vai Tống Thư Hàng ngay lập tức tê dần, như bị điện giật. Nhưng lần này có, bất động kim cương thân, hộ thể, hắn vẫn chịu được loại cảm giác tê dại này. Nhân lúc thiếu niên áo xanh kia điểm một chỉ ra, Tống Thư Hàng quát khẽ một tiếng, trương tâm lôi. Lôi phù ở lòng bàn tay hắn bắn ra, biến thành một luồng lôi quang, bả vai của Tống Thư Hàng run lên, nó cũng bắn về phía thiếu niên áo xanh. Dường như thiếu niên áo xanh căn bản không ngờ Tống Thư Hàng biết sử dụng đạo thuật, trong lúc nhất thời lại không tránh kịp. Trương tâm lôi nổ đùng đùng, thuận lợi đánh trúng vào người thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh lĩnh chọn một cú trưởng tâm lôi này. Uy lực của trưởng tâm lôi lớn tới mức đủ để tạo thành một cái hố hình cầu lớn trên tảng đá rắn chắc, thực lực của thiếu niên áo xanh này thì chưa rõ được bao nhiêu, không biết sau khi lĩnh một trưởng này thì sẽ như thế nào nữa. Tống Thư Hàng hoàn toàn không lo lắng liệu thiếu niên áo xanh chết hay không. Ở đây chỉ là thực tại ảo tự nhiên hình thành trong bạch tiền bối lúc tu luyện, cho dù thiếu niên áo xanh kia có ngủm thật đi nữa, thì một lúc sau cũng sẽ có thiếu niên áo xanh mới xuất hiện thôi, không có gì phải lo. Oanh! Thiếu niên áo xanh bị trưởng tâm lôi đánh trúng, thân thể ngã bay sang một bên, lăn vài vòng trên sa mạc, trên người loáng thoáng vẫn còn lôi quang nổ xoèn xoẹt. Thân thể của hắn bị lôi điện giật cho tê liệt quỳ trên mặt đất run rẩy. Ha 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 ha, thấy sợ chưa, ta biết trưởng tâm lôi đấy. Tống Thư Hàng cười đắc ý nói. Rốt cuộc cũng xả được cục tức này rồi. Lần trước ở trong sa mạc này, hắn bị thiếu niên áo xanh hành hạ tàn bạo đủ kiểu, dày vò tới mức hắn chịu không nổi luôn. Lần này nhờ có trưởng tâm lôi khiến hắn vừa trả được thù lại thấy sướng rơn người, đầu óc cũng sảng khoái hơn hẳn. Lúc Tống Thư Hàng đang cười ha ha, thì thiếu niên áo xanh lăn hai vòng trên đất, rồi đứng lên. Hắn ta vỗ quần áo trên người, nói to với Tống Thư Hàng, Tiểu Bạch chơi xấu, dùng đạo thuật. Mắt Tống Thư Hàng trừng to, má ơi, một chiêu trưởng tâm lôi đánh thẳng lên người thế mà không thể đả thương hắn được. Vậy ta đây cũng không khách khí nữa. Thiếu niên áo xanh nói một lời thoại hoàn toàn mới. Hình như, trưởng tâm lôi lần này của Tống Thư Hàng lại tạo ra thay đổi mới trong nội dung vở kịch. Giống như hai từ then chốt là, nghỉ ngơi ấy. Nhưng nội dung thay đổi mới lần này hình như không được tốt cho lắm.
Tống Thư Hàng thầm nuốt nước bọt, đợi chút đã, ta thấy chúng ta nên khách khí chút thì hơn nhỉ. Ta cảm thấy mình hơi mệt, hay là chúng ta nghỉ ngơi chút nhé. Nhưng lần này hai chữ, nghỉ ngơi, cũng không làm cho lời thoại của thiếu niên áo xanh thay đổi nữa. Hi hi hi, xem đạo pháp của ta, siêu cấp vô địch, thần long cửu hiện, cuồng bạo lôi điện đại pháp. Thiếu niên áo xanh vỗ hai tay, miệng đọc lên một cái tên cực dài. Dọa ta sao? Trong lòng Tống Thư Hàng vừa nảy ra suy nghĩ này thì đột nhiên nghe thấy tiếng sấm rền vang liên tục trên bầu trên, sau đó. Một cơn mưa lôi điện đổ ập xuống chỗ hắn. Đúng vậy, là mưa lôi điện. Sấm sét đánh xuống dày đặc như cơn mưa, còn đáng sợ hơn so với lôi kiếp lúc Tô Thị A thập lục độ kiếp hậu thiên tam phẩm nữa. Tống Thư Hàng tuyệt vọng nhìn bầu trời, lôi điện răng thành cả một vùng thế này, hắn không có chỗ nào tránh thoát, nếu như hắn bộc phát thân pháp, quân tử vạn lý hành, tới cực hạn, thì có khả năng lao ra chỗ hơn 100 mét trong nháy mắt. Nhưng diện tích của cơn mưa sấm trên bầu trời rộng khoảng 500-600 mét. Hình như hắn, lại sơ sẩy tự tìm đường chết nữa rồi. Tống Thư Hàng khóc không ra nước mắt. Một lúc sau, trong sa mạc truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Tống Thư Hàng. Đau quá! Tống Thư Hàng cảm thấy toàn thân đều bị sấm sét nướng cháy rồi. Ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Mau dừng tay đi mà, còn đánh xuống nữa thì hắn sẽ chết mất. Lại nói, có phải hắn đã quên điều gì không nhỉ? Ban nãy khi nhìn thấy sa mạc kỳ lạ này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cơ hội, trả thù thiếu niên áo xanh như đến rồi, nên lập tức hưng phấn không thôi. Nhưng hắn cứ cảm thấy bản thân đã bỏ sót điều gì đó. Đúng rồi, giáo viên Tiểu Lý. Giáo viên Tiểu Lý vẫn còn nằm ngủ trên ghế. Không phải anh ta cũng gặp phải thiếu niên áo xanh này đấy chứ. Giáo viên Tiểu Lý chỉ là người thường, có khi sẽ chết người luôn ấy chứ. Giáo viên Tiểu Lý đừng chết mà. Sau đó, trước mắt Tống Thư Hàng tối sầm, bị sét đánh ngất đi. Giáo viên Tiểu Lý chậm rãi mở mắt ra. Đây là đâu thế này? Hắn hoang mang nhìn sa mạc. Hả, sa mạc? Chuyện gì thế này, tại sao mình lại ở trong sa mạc chứ? Để mình định hình lại trí nhớ gần đây cái đã hình như mình vì cần dùng tiền gấp, nên đã đồng ý dạy hai tên gà mờ nhà giàu lái máy bay. Sau đó sáng nay, sau khi mình và đồng nghiệp cùng ký hợp đồng xong, thì ở trường đợi hai tên nhà giàu kia tới học lái máy bay. Sau đó, mình gặp hai người nhà giàu nọ, một người là một nam tử tuấn Mỹ, một người khác là sinh viên đại học có nụ cười khá thân thiện. Tiếp đó, mình chẳng còn nhớ gì nữa. À, hình như nhớ loáng thoáng còn mấy gương mặt mơ hồ của người phương Tây, nhưng cụ thể là xảy ra chuyện gì lại không nhớ được một chút nào cả. Xảy ra chuyện gì thế này? Sao mình lại ở sa mạc? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao? Giáo viên Tiểu Lý day huyệt thái dương của mình, sau đó duỗi tay sờ lớp cát bên dưới. Cảm giác những hạt cát chảy qua khẽ tay truyền thẳng vào trong não, chân thật nhường ấy. Giáo viên Tiểu Lý lại véo bắp đùi mình một cái, đau quá. Không phải là mơ, mình thật sự bị vứt vào sa mạc. Chẳng lẽ lúc mình mang hai học viên lái máy bay lên không trung đã xảy ra sự cố gì đó, nên máy bay rơi xuống sa mạc? Không đúng, gần khu Giang Nam này hoàn toàn không có sa mạc. Tiểu Bạch, người tỉnh lại rồi. Lúc này, bên cạnh giáo viên Tiểu Lý truyền đến giọng nam giòn giã. Giáo viên Tiểu Lý quay đầu lại nhìn, cách không xa có một thiếu niên mặc quần áo cổ trang màu xanh, bên cạnh còn có một con ngựa thuần một màu trắng. Thiếu niên này đẹp trai thật, nói như vậy đây là đang quay phim cổ trang à? Còn Tiểu Bạch là ai? Lẽ nào là đang gọi mình? Tiểu Bạch, vừa rồi ngươi chạy đi đâu thế? Ta còn tưởng ngươi đã đi lạc mất rồi, thiếu niên áo xanh nheo mắt lại, mỉm cười nói. Đợi đã, chú em, Tiểu Bạch là đang gọi tôi à? Giáo viên Tiểu Lý chỉ tay về phía mình, ngờ vực hỏi, cậu nhận nhầm người đấy hả? Tôi tên là Lý Tây Hoa mà, là giáo viên dạy lái máy bay của trường hàng không, còn chưa kết hôn. Nhân duyên của tôi ở trường hàng không rất tốt, mọi người đều thân thiết gọi tôi là Tiểu Lý. Nhưng mấy ngày nay xảy ra một ít chuyện lạ, tôi bị người ta nhận nhầm là Anthony, hôm nay lại bị nhận nhầm là Tiểu Bạch, rốt cuộc Tiểu Bạch là cái quỷ gì? Đợi chút. Anthony lại là cái quỷ gì nữa? Hôm nay, giáo viên Tiểu Lý đã phát hiện ra một việc rất kinh khủng, trong đầu của hắn hình như có thêm một đoạn trí nhớ rất kỳ quái. Hoặc có khi nào là hắn đã thiếu đi một đoạn trí nhớ? Nhưng, thiếu niên áo xanh dường như không nghe thấy tiếng gào của giáo viên Tiểu Lý, hắn ta xoay người nhảy xuống ngựa, tháo một thanh trường kiếm bằng tinh cương xuống, ném cho giáo viên Tiểu Lý.
Chương 235, hình như có thứ kỳ quái gì đó lẫn vào. Giáo viên Tiểu Lý trừng mắt nhìn thanh kiếm ngay cạnh chân, thanh kiếm tốt thật đấy, lại còn rút sẵn bao. Nhưng mà, ánh sáng chiếu xuống, thanh kiếm phản xạ lại ánh sáng vô cùng chói mắt. Chỉ riêng điều này cũng biết thừa nó là bảo kiếm tuyệt thế sắc bén vô cùng. Kiếm này đâm vào liệu có chết người không? Giáo viên Tiểu Lý cực kỳ lo lắng. Nếu như là đóng phim thì có nhất thiết phải dùng vũ khí thật không đây? Mặc dù cũng nghe nói có những đoàn làm phim biến thái để tạo ra cảm giác chân thật, mà họ đã dùng một số binh khí thật, nhưng ít ra người ta không có khai phong thế này. Lúc này, giáo viên Tiểu Lý vội kêu lên, khoan đã. Chú em này, có phải là cậu đang có hiểu lầm gì ở đây không? Tôi không phải là Tiểu Bạch, hơn nữa tôi cũng không phải là diễn viên đâu. Mà nếu như đây là phim trường thì tôi chỉ là không cẩn thận nên bước nhầm vào mà thôi, không phải diễn viên quần chúng hay đóng thế gì đâu. Nhưng mà, giống như thiếu niên áo xanh không bị trọt đúng chỗ sướng. À không, là chưa bị nói đến chỗ then chốt hắn ta sẽ không dừng lại. Tiểu Bạch, xem kiếm đây, thiếu niên áo xanh kia giơ thanh kiếm lên, trong chớp mắt đã tiến đến trước mặt giáo viên Tiểu Lý. Sau đó chỉ thấy hắn ta vung tay một cái, ánh kiếm chia làm ba. Ba nhát kiếm đâm về phía vai, bụng và đùi của giáo viên Tiểu Lý. Giáo viên Tiểu Lý căn bản chỉ là một người bình thường, làm sao có thể tránh được đường kiếm nhanh như vậy của thiếu niên áo xanh. Anh như một người gỗ chịu nhát kiếm của thiếu niên áo xanh. Tiếp đó, vai, bụng và đùi của hắn phun máu ra. Đau quá. Sau đó, giáo viên Tiểu Lý ngã lăn quay ra đất, kêu lên thảm thiết vì đau đớn. Đây là cái quái gì thế này, tôi với cậu có thù có oán gì chứ hả? Vừa mới ra đã lấy kiếm đâm tôi là sao? Cũng may là thiếu niên áo xanh kia chỉ là đang bảo Tiểu Bạch luyện kiếm cùng, chứ không ra tay lấy mạng. Chỉ dùng mũi kiếm đâm vào cơ thể thoáng một cái, nên bị rách chút da thịt. Thiếu niên áo xanh thu kiếm, nghi hoặc nhìn giáo viên Tiểu Lý đang nằm dẫy chết ở trên đất hừm. Tiểu Bạch, sao ngươi không tránh đi? Tránh cái con khỉ, đến kiếm tôi còn chả thấy rõ nữa là. Hu, 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 giáo viên Tiểu Lý ấm ức khóc lóc. Vẫn biết là đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng hôm nay giáo viên Tiểu Lý cũng không biết mình làm sao nữa. Đột nhiên cảm thấy đau lòng, cảm thấy ấm ức vô cùng, nên lớn tiếng khóc lên. Hay đây là ảnh hưởng từ việc bản thân bị mất đi một phần ký ức gây nên nhỉ? Cảm giác như trong khoảng thời gian bản thân bị mất trí nhớ hình như đã phải chịu nỗi ấm ức gì to lắm ấy. Lại thêm bị một kẻ xa lạ đâm cho một nhát kiếm chẳng hiểu cóc khô gì, làm cho hắn không cách nào khống chế tâm trạng đau khổ lại được. Giáo viên Tiểu Lý rất muốn nín khóc lại, bởi hắn dù sao cũng là một đấng nam nhi, khóc thảm thiết như thế, hơn nữa còn khóc to như thế trước mặt một cậu nhóc như thế thì mất mặt lắm. Nhưng càng muốn nín lại thì lại càng khóc to hơn, chẳng mấy chốc mà nước mắt cũng đã làm nhòe hết cả hai mắt, mắt cũng không mở ra nổi nữa. Nhìn Tiểu Lý khóc lóc thảm thiết quá, thiếu niên áo xanh kia cũng đứng ngây người ra. Sau đó hắn ta vội chạy đến bên cạnh Tiểu Lý lo lắng hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi làm sao thế? Trong lúc hỏi thiếu niên áo xanh kia liền lấy ngón trỏ điểm nhẹ lên ba vết thương trên người giáo viên Tiểu Lý. Máu ngừng chảy ngay. Tôi không phải là Tiểu Bạch, tôi không phải, giáo viên Tiểu Lý khóc nấc lên, tôi là Lý Tây Hoa mà. Giáo viên dạy lái máy bay Lý Tây Hoa. Tiểu Bạch, có phải là ngươi không muốn luyện kiếm không? Thiếu niên áo xanh lại bị lầm vào kịch bản quá, nên lại hỏi tiếp. Thế hôm nay ta sẽ dạy ngươi cái khác nhé. Rồi ngày mai chúng ta sẽ cùng tỉ thí nội dung mới này nhá. Chẳng phải lần trước ngươi đã từng nói với ta muốn học quyền pháp sao? Ta sẽ dạy ngươi quyền pháp được không? Thiếu niên áo xanh hỏi dò. Tình cảnh lúc này cũng giống như lúc thiếu niên dạy kiếm pháp căn bản cho Tống Thư Hàng trong thực tại ảo vậy. Tôi không muốn, tôi muốn về nhà, giáo viên Tiểu Lý trả lời. Nhưng thiếu niên áo xanh dường như không những không để ý đến Tiểu Lý, mà còn giơ tay nhẹ nhẹ kéo giáo viên Tiểu Lý đứng dậy. Nhìn cho kỹ nhé, Tiểu Bạch, đây là bài quyền pháp căn bản. Nói rồi thiếu niên áo xanh đứng ngay trước mặt giáo viên Tiểu Lý đánh một bài quyền pháp. Đối với tu sĩ mà nói, đây là bài quyền pháp cơ bản thuộc hàng bình thường nhất. Cũng giống như loại quyền pháp luyện thể mà lúc đầu Dược Sư định bụng dạy cho Tống Thư Hàng. Bất quá về sau Dược Sư nhận gốc độc long thảo kia nên mới đổi sang dạy kim cương căn bản quyền pháp cho Tống Thư Hàng. Sau khi thi triển xong tất cả, thiếu niên áo xanh kia lại ngoảnh đầu về phía giáo viên Tiểu Lý hỏi, đã nhớ kỹ chưa? Giáo viên Tiểu Lý còn đang ngu người, hả, nhớ cái gì? Đây có phải là tập thể dục theo đài đâu mà nhìn một lần là nhớ ngay được chứ?
Coi như là tập thể dục theo đài thì cũng phải xem mấy lần, lại tập theo mấy bận mới học được chứ. Nhớ được rồi thì chúng ta cùng nhau luyện quyền pháp được không? Thiếu niên áo xanh lộ ra nụ cười rạng ngời. Giáo viên Tiểu Lý gầm lên, cái gì? Tôi chả nhớ được tí gì cả. Nhưng khi lời của Tiểu Lý vừa mới dứt thì thiếu niên áo xanh kia đã nhào tới trước mặt hắn tựa như mãnh hổ xuống núi, đấm thẳng một quyền vào đầu hắn. Giáo viên Tiểu Lý chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen. Rồi nằm ngay đơ thẳng cẳng, bất tỉnh nhân sự luôn. Nhưng dù khi giáo viên Tiểu Lý đã lăn ra đất hôn mê rồi, nhưng thiếu niên áo xanh kia cũng không có ý tha cho Tiểu Lý. Quyền đầu như mưa rơi xuống, đánh một cách vô tình. Giống như cảnh ngộ mà con tượng gỗ thế thân của cảnh mạch đà chủ gặp phải lúc trước. Mà cũng may là lần này thiếu niên áo xanh đã đổi thành luyện quyền rồi, chứ nếu là kiếm thì giáo viên Tiểu Lý giờ này đã bị đâm lỗ chỗ như tổ ong rồi. Giáo viên Tiểu Lý trong cơn hôn mê vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu rên rỉ đau đớn, cơ thể cuộn tròn lại giống như con tôm. Đau quá, đây có phải là địa ngục không? Cũng không biết là đã bao lâu, Tống Thư Hàng mới tỉnh lại từ trong hôn mê. Hừ hừ hừ, vừa tỉnh lại hắn đã thấy toàn thân mình đau đớn khôn cùng. Thư Hàng, ngươi tỉnh rồi sao? Lúc này Bạch Tiền Bối đang ngồi bên cạnh hắn, dùng tay đặt lên người hắn. Một luồng linh lực tinh khiết truyền vào trong cơ thể của Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm thấy những vết thương và đau đớn trên người nhanh chóng biến mất dưới tác dụng của linh lực. Bạch Tiền Bối rốt cuộc cũng kết thúc bế quan rồi. Hắn đang rưng rưng trong lòng. Thư Hàng, rốt cuộc trong lúc ta bế quan đã xảy ra chuyện gì thế? Nhìn bộ dạng của ngươi giống như bị sét đánh thế này. Lúc ta phát hiện ra ngươi, toàn thân ngươi xém đen cả rồi, Bạch Tiền Bối chau mày hỏi. Không có gì, không có chuyện gì hết, chỉ là ta lên cơn thần kinh dẫm đinh nên đã cho tay vào ổ điện rồi bị điện giật, Tống Thư Hàng bịa ra một lời nói dối thiện ý. Là như thế sao? Bạch Tiền Bối bán tín bán nghi hỏi, thế còn những vết thương trên người giáo viên Tiểu Lý thì sao? Lúc ta phát hiện ra hắn, trên người của hắn cũng bị thương rất nặng, dường như đã bị người ta đánh rất thảm, bộ dạng trông như thế có thể chết bất kỳ lúc nào. Cũng may là ta phát hiện ra kịp thời, trị thương cho hắn trước. Tống Thư Hàng thở dài, rốt cuộc giáo viên Tiểu Lý cũng không thoát nổi kiếp này à. Sau đó Thư Hàng nói với vẻ thổn thức, ai, đây là vì thủ hạ của Hoàng Sơn Chân Quân vừa mới cứu giáo viên Tiểu Lý về từ bên Mỹ đấy. Nói ra cũng tội lắm. Chắc hẳn là lúc ở bên Mỹ hắn phải bị ngược đãi dữ dội lắm. Đây đều là lỗi của ta, vì ta kéo nhầm người, nên mới khiến giáo viên Tiểu Lý chịu khổ như thế. Bạch Tiền Bối lại bán tín bán nghi gật đầu. À đúng rồi Bạch Tiền Bối. Lúc thủ hạ của Hoàng Sơn Chân Quân đưa giáo viên Tiểu Lý về có nói, lúc xóa ký ức của giáo viên Tiểu Lý có xảy ra chút vấn đề, bọn họ không thể xóa sạch trí nhớ ở Mỹ của giáo viên Tiểu Lý được. Cho nên hắn nhờ Bạch Tiền Bối người ra tay xóa bỏ ký ức của giáo viên Tiểu Lý một lần nữa, tránh để lại dấu vết gì, Tống Thư Hàng nhớ tới những gì sư huynh Chu Ly đã nói, nên nói thêm. Bạch Tiền Bối gật gật đầu, để ta thử xem, thật ra ta cũng không dành khoản xóa bỏ trí nhớ này đâu. Hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà xóa bỏ ký ức của một người nhiều lần, sẽ gây ra những tổn thương khó tránh khỏi đối với não của hắn. Vừa nói, Bạch Tôn Giả cũng đi tới bên cạnh giáo viên Tiểu Lý. Giơ tay đặt lên đầu của hắn. Thi triển pháp thuật xóa bỏ trí nhớ lần nữa, xóa hết trí nhớ của giáo viên Tiểu Lý đến ngay một khắc hắn, gặp hai học viên nhà giàu vào ngày 9 tháng 7. Đã xong rồi, chỉ có điều những ký ức trước bị xóa không sạch sẽ nên sẽ bị sót lại một vài đoạn ký ức ngắn, nhưng sẽ không có vấn đề gì cả, Bạch Tiền Bối vỗ vỗ tay nói. Liệu có một ngày nào đó hắn đột nhiên nhớ lại những phần ký ức này không? Tống Thư Hàng lo lắng hỏi. Hắn sợ giáo viên Tiểu Lý đột nhiên nhớ lại những ngày chịu ấm ức bên Mỹ, rồi sẽ đau đớn. Chỉ cần không gặp phải chuyện gì kích thích thì chắc là sẽ không nhớ lại đâu, Bạch Tiền Bối cũng không dám chắc, bởi xóa bỏ ký ức không phải là pháp thuật sở trường hắn. Thôi vậy, hy vọng về sau hắn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Những gì trải qua trong mấy ngày nay, nhất định sẽ gây nên ám ảnh lớn cho giáo viên Tiểu Lý. 9 giờ 3 phút sáng. Bạch Tiền Bối điều khiến phi kiếm, mang theo Tống Thư Hàng và giáo viên Tiểu Lý cùng với một số túi hành lý, bay đến bãi đỗ xe ở khu Giang Nam. Mấy hôm trước người bên đại lý của Hoàng Sơn Chân Quân có gọi điện đến báo hầu hết các xe đã có hàng, chỉ đợi Tống Thư Hàng dành chút thời gian đến kiểm tra. Hôm nay, Tống Thư Hàng chuẩn bị cùng Bạch Tiền Bối về thành phố Văn Châu, nên gọi điện thoại bảo người bên đại lý sang bên này để hoàn tất kiểm tra và ký tên luôn.
Chuyến hàng lần này tất cả gồm 31 chiếc xe. Chủng loại, giá cả và mẫu mã đều giống lần trước. Và cũng giống như lần trước, tất cả các xe đều đăng ký dưới tên của Tống Thư Hàng, giấy phép lái xe cũng đăng ký trên tên của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn bãi đỗ xe, chuyến này phần lớn đều là mấy xe hạng sang, có những mấy chiếc xe thể thao. Chờ chút đã, hình như trong chuyến xe lần này có thứ là lạ lẫn vào. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào ba chiếc xe đặc biệt bắt mắt trong số xe sang trọng kia, bởi vì bọn nó có rất to, tạo hình lại cuồng dã, một chiếc xe máy kéo, một chiếc xe xúc đất loại nhỏ và một chiếc xe ủi đất. Ba chiếc xe này cũng là Hoàng Văn Trung Thiên Sinh bảo anh đưa đến cho chúng tôi à? Tống Thư Hàng đổ mồ hôi, hỏi lại. Vâng, tất cả đều là do Hoàng Văn Trung Thiên Sinh đặt hàng, người kia cũng xoa mồ hôi nói thật, lúc đầu anh ta nhìn thấy đống máy kéo, máy xúc đất này trên hợp đồng thì cũng ngu người luôn. Được rồi, anh vất vả rồi, Tống Thư Hàng thở dài, cuối cùng ký tên lên hợp đồng. Người kia hớn hở ra mặt, xong một chuyến này phải kiếm được mấy triệu ấy chứ. Chương 236, hỏi, lái xe máy kéo ngầu lòi tới mức nào? Chúng ta tự lái xe về à? Được thôi, Bạch Tiền Bối mặt mày hớn hở, ta đây chọn rồi. Ừ, nghe nói thành phố Văn Châu cách đây không xa, chỉ vài trăm cây số thôi, tự mình lái xe trở về cũng tiện. Tống Thư Hàng đáp, chọn chiếc xe nào lớn một chút, tiện cho chúng ta để hành lý. Tống Thư Hàng ôm cái dương lớn trong tay, bên trong có 1 triệu tiền mặt, còn có đan dược, bảo đao bá toái, hồn châu, linh mạch bích trà và vài thứ linh tinh khác nữa. Ừ, thực ra ta nhìn qua đã chọn chúng một chiếc xe rồi, chúng ta lái chiếc xe đó đi, ta cảm thấy nó rất vừa mắt ta. Bạch Tôn Giả vui vẻ chỉ vào chiếc xe to uỳnh cực kỳ khí phách nói. Tống Thư Hàng ngước mắt nhìn lên, sau đó há hốc miệng không nói nên lời. Máy xúc đất nhà ai mạnh? Đến Sơn Đông Trung Quốc, à không đúng. Bạch Tiền Bối, đó là máy xúc đất, không phải xe dùng để tham gia giao thông trên đường, là xe chuyên dụng để đào đất cho công trình. Nếu ngài thực sự cảm thấy hứng thú, chờ chúng ta đi thành phố Văn Châu trở về rồi thì sẽ lái chiếc xe này, ra sau núi chạy vài vòng, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Dù sao thì Bạch Tiền Bối mới xuất quan ra ngoài không lâu, tuy rằng đã nắm được rất nhiều tri thức từ trên mạng, nhưng mấy thông tin trên mạng rất hỗn tạp. Có rất nhiều kiến thức, Bạch Tiền Tôn vẫn chưa kịp hiểu rõ. Vậy thì bên cạnh nó là cái gì? Cũng là xe công trình à? Bạch Tiền Bối lại chỉ sang một chiếc xe khác, cũng trông rất oai phong, khí phách. Đúng thế, cũng là xe công trình đấy. Đây là máy ủi đất, dùng để san phẳng đất đai, hoặc mấy thứ linh tinh khác trên công trình. Nếu như Tiền Bối thích, thì đợi đến khi trở về chúng ta lại lái nó ra ngoài chơi nhé, Tống Thư Hàng thở dài. Sau đó không đợi cho Bạch Tiền Bối chỉ tiếp, hắn chủ động giới thiệu luôn chiếc xe thứ ba, máy kéo, mẹ ơi. Còn là dạng tay vịn, khụ, đây là loại dùng để vận chuyển, trước đây thường dành cho việc vận chuyển hàng hóa nông nghiệp ở nông thôn thì phải. Tống Thư Hàng không chắc chắn lắm, bởi vì mặc dù nói nông dân dùng máy kéo, nhưng lúc còn nhỏ hắn đã nhìn thấy loại xe máy kéo tay vịn này đều dùng để vận chuyển cát, xi măng, tiếng máy nổ vang đến tận cửa nhà hắn, gió thổi bốc lên một cột khói đen luôn. Lại nói, Hoàng Sơn Chân Quân lấy loại xe cổ lỗ xỉ này ở đâu ra thế này? Lại còn là xe mới tinh nữa. Không phải là bắt nhà xưởng tăng ca chế tạo ra đấy chứ? Thứ này, chính là loại cần cắm trục quay máy kéo vào, đung đưa qua lại thật mạnh xong thì mới có thể khởi động được. Nếu hắn nhớ không lầm, hiện tại phần lớn các con đường đều cấm không cho xe này chạy trên đường thì phải. Chỉ có ở những khu xa xôi hẻo lánh, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy có người sử dụng loại xe này. Tống Thư Hàng nhìn từ trên xuống dưới xong, phát hiện phía sau xe máy kéo có một thùng dầu nhớt, là dầu dự phòng sao. Chỉ có thể nói, Hoàng Sơn Chân Quân chuẩn bị thật chu đáo thật đấy. Là loại dùng để vận chuyển à? Phía trước có 2 cái ghế lái. 2 người chúng ta có thể lái. Cứ thế đi, Bạch Tiền Bối hưng phấn nói, hắn nhìn một cái là thấy 3 chiếc này trông ngầu hơn nhiều, 2 chiếc trước đều là xe dùng cho công trình, chiếc xe này vừa có thể vận chuyển đồ vừa có thể chở người. Lái nó cũng không thành vấn đề gì. Không được đâu, Tiền Bối. Xe này hiện nay không được phép chạy trên đường. Tống Thư Hàng kêu lên, hay là chúng ta đổi một chiếc khác đi. Không được, ta chọn chúng nó rồi. Không được phép lưu thông cũng chẳng sao, ta có thể thi triển ẩn hình trận pháp lên chiếc xe, đợi đến khi tới nhà ngươi rồi lại gỡ bỏ trận pháp là được ấy mà. Bạch Tiền Bối vừa nói, vừa nhanh chân leo lên xe máy kéo ngồi. Hắn tò mò vịn vào tay vịn của máy kéo, so với loại tay lái,
loại tay vịn này cũng thú vị lắm. Khơi dậy lòng tò mò của hắn, hắn nhất định chọn chiếc này. Tiền bối, đừng mà, chúng ta nên đổi một chiếc xe khác đi, chiếc này lái không nhanh, tốc độ tối đa cũng chỉ chừng 30 km thôi. Tống Thư Hàng vội nói. Cho dù lái chiếc xe dành cho con gái về cũng được, ít nhất cũng có thể che gió che mưa. Loại xe kéo cổ lỗ xỉ này, đến cái chắn gió phía trước lẫn thùng xe cũng không có, cứ trụi lủi bên ngoài như thế. Không sao, tốc độ chậm thì ta có thể tăng tốc. Lần này ta có kinh nghiệm rồi, tuyệt đối sẽ không phá hư xe nữa, cùng lắm thì có thể dùng trận pháp làm giảm bớt lực cản không khí, giảm bớt trọng lực của chiếc xe. Không hề gì, cứ lấy chiếc này đi. Bạch Tôn Giả chọn chiếc này chắc rồi. Tống Thư Hàng vắt hết óc ngẫm nghĩ, mắt sáng lên nói, Bạch tiền bối, giấy phép lái xe của chúng ta không thể lái loại xe này được, chỉ có thể lái xe ô tô thôi. Bạch tiền bối lật giấy phép lái xe của mình ra rồi nói, không đúng, giấy phép của ta có thể lái tất cả các loại xe mà. Tống Thư Hàng dướn đầu qua xem, chỉ thấy trên giấy phép có A1, A2. Chiếc xe kéo là loại A2, giấy phép thuộc loại thi A1 xong thi thêm A2 ấy mà. Hoàng Sơn Chân Quân, chuẩn bị có tâm thật đấy. Hơn nữa, chúng ta định ẩn hình mà, không có giấy phép cũng có sao đâu, Bạch Tôn Giả đắc ý cười, ha ha ha, nói. Tống Thư Hàng không phản bác được gì nữa. Cuối cùng, Tống Thư Hàng vẫn không lay chuyển được lựa chọn của Bạch tiền bối. Bạch Tôn Giả đặc biệt yêu thích chiếc xe tay vịn này. Ngươi xem đi, bây giờ còn chưa nổ máy nữa mà Bạch Tôn Giả đã ngồi an vị trên ghế lái, hai tay cầm lấy tay vịn của máy kéo. Lắc lư qua lại, cả người đung đưa theo nhịp. Hết thuốc chữa rồi. Lại nói, lẽ nào mình thực sự phải lái thứ này về thành phố Văn Châu sao? Chỉ tưởng tượng thôi, cũng thấy muốn khóc rồi. Sớm biết như vậy thì không để cho Bạch tiền bối có cơ hội lựa chọn rồi, tự mình tùy tiện tìm chiếc xe lái trở về là được. Thôi, việc cũng đã đến nước này, nếu đã không cách nào phản kháng thì chỉ đành nhận vậy. Tống Thư Hàng đặt hành lý ở đằng sau xe kéo. Giáo viên Tiểu Lý cũng bị cho ra đằng sau. Hắn và Bạch Tôn Giả cùng ngồi ở ghế lái xe phía trước, tiện tay vứt giấy phép lái xe của hơn 30 chiếc xe mà người đại lý của Hoàng Sơn Chân Quân giao cho hắn lần nào vào trong ngăn nhỏ ở gần chỗ ngồi. Chúng ta xuất phát thôi. Bạch tiền bối rất hăng hái. Nhưng mà, một lát sau, Bạch tiền bối đè cái tay vịn ở trên ghế lái một hồi, bèn hỏi, Thư Hàng, cái này khởi động kiểu gì đây? Tống Thư Hàng thở dài. Móc trục quay của máy kéo ra, sau đó đi tới chỗ đầu xe, ấn cán giảm áp xuống, cắm trục vào. Sau đó, Tống Thư Hàng cúi eo nhổng mông lên, nắm chặt trục quay, quay cật lực. Khi còn bé hắn từng thấy người khác khởi động máy kéo, nên cũng có chút ấn tượng. Ai, khỏi phải nói nữa, chỉ tưởng tượng đến tư thế của mình bây giờ thôi thì biết ngay là đẹp tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng rồi. Brum brum brum, máy kéo nhanh chóng được khởi động, bốc lên một cột khói đen. Ê, chờ đã. Khi nãy không phải mình mới làm chuyện ngu ngốc rồi sao, nếu như không khởi động được máy kéo thì không phải mình có thể chọn chiếc xe khác rồi sao? Sao mình lại phải lao lực đi khởi động máy kéo làm gì chứ? Tống Thư Hàng lập tức khóc không ra nước mắt. Ôi chà, còn phải làm như vậy à? Thú vị lắm, lần sau ta sẽ đích thân khởi động, Bạch tiền bối cười ha ha. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, lôi trục quay ra. Đi thôi. Chúng ta xuất phát, Bạch tiền bối kêu lên. Khi nãy lúc hắn nghịch tay vịn của máy kéo thì cũng đã nghiên cứu sơ sơ cách lái rồi. Chờ sau khi Tống Thư Hàng lên xe, Bạch Tôn Giả khởi động máy kéo chạy bon bon, để lại một cột khói đen, lao ra khỏi gara ngầm này. Thú vị lắm, tuy nhiên tốc độ có hơi chậm một chút, nhưng lúc chạy có cảm giác hơn nhiều lắm. Bạch Tôn Giả bình luận. Cảm giác thì đương nhiên là phải có rồi, tay vịn này, đầu xe nặng như vậy. Ừ. Máy kéo thì máy kéo, Bạch tiền bối chơi vui vẻ là được rồi. Sau khi chạy ra khỏi gara, Tống Thư Hàng bấm điều khiển cửa, cánh cửa gara dần dần hạ xuống. Bạch tiền bối thì búng tay một cái, kích hoạt mấy cái trận pháp phòng ngự đã được bố trí bên cạnh gara từ sớm. Sau khi nhận đủ số xe thì công tác an ninh sẽ do Tống Thư Hàng và Bạch tiền bối tự mình phụ trách, chuyện này người đại diện của Hoàng Sơn Chân Quân đã nói trước rồi. Cứ như thế. Bác Tôn Giả lái xe máy kéo, chở Tống Thư Hàng và giáo viên Tiểu Lý, chạy thẳng đến trường bay. Sau khi chạy ra khỏi gara thì chính là vào đường lớn. Từ 9 giờ đến 10 giờ, là khoảng thời gian người trên đường đông nhất. Không biết có phải là mình bị ảo giác hay không, Tống Thư Hàng cảm giác,
mình với Bạch Tôn giả đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn rồi. Có vô số đôi mắt cứ quét qua người hắn, thật chướng mắt. Đường Bạch Kình ở thành phố Văn Châu. Nhà của Tống Thư Hàng chính là ở chỗ này. Hôm nay là thứ tư, ba Tống đã đặc biệt xin nghỉ làm, ngồi chờ ở trong nhà. Chủ yếu vì hôm nay trong nhà có khách, lại là vị khách khá quan trọng, nên ba Tống xin nghỉ phép để chờ vị khách đến thăm nhà. Lão Lữ còn chưa đến à? Mẹ Tống bưng đĩa gà xé cay ra từ trong bếp, đặt lên bàn. Trên bàn đã bày những bảy món ăn, nhưng mẹ Tống vẫn còn đang cố gắng làm thêm nữa. Lão già kia, cả năm cũng không dám qua đây, bây giờ đột nhiên lại nói muốn mang con trai hắn sang đây. Hừ hừ, khẳng định không có chuyện gì tốt, ba Tống đẩy kính mắt, bộ dạng trông có vẻ không vui vẻ gì cho cam. Sau đó ông lại trưng bộ mặt ghét bỏ nói, tôi dùng ngón chân cũng đoán được mục đích ông ta tới đây là gì, nghe nói trước đây con ông ta bỏ học, sau này đi làm ăn buôn bán kiếm được nhiều tiền. Bây giờ nhất định là ông ta muốn đến đây thăm để còn khoe khoang thành tựu của con trai với tôi đây mà. Bà xem nhé, tôi dám cược với bà, ông ta vừa vào cửa nhất định phải tâng bốc con trai mình. Chắc lại không ngoài mấy thứ như sự nghiệp, xe đẹp, nhà sang ấy mà. Phi, mẹ Tống nhịn không được bèn cười ra tiếng, chuyện này còn không phải do ông mở màn trước à. Mẹ Tống nhớ rất rõ năm ngoái, Tống Thư Hàng cố gắng thi đỗ đại học, thi đậu vào Đại học Giang Nam. Sau đó, ba Tống suốt ngày mang Tống Thư Hàng sang nhà Lão Lữ chơi. Mỗi lần vào đến nhà Lão Lữ, liền nói con mình có thành tích thế này thế kia, có tiền đồ cỡ nào, thi đậu Đại học Giang Nam. Sau đó so sánh với đứa con bỏ học của nhà Lão Lữ, ba Tống đắc ý làm lố gợi đòn khỏi phải nói. Về sau rốt cuộc mẹ Tống không chịu được nữa, kiên quyết không cho ba Tống tiếp tục lôi kéo Tống Thư Hàng sang nhà Lão Lữ, ba Tống mới ngưng cái trò khoe mẽ đi. Mà từ sau chuyện này, nhà Lão Lữ ở luôn trong nhà ấm ức cả năm trời, không hề có cơ hội qua khoe khoang trước mặt ba Tống, hẳn là nghẹn thảm rồi. Lại nói, Lão Lữ và ba Tống là bạn xấu của nhau vài chục năm rồi, từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ đều ganh đua so sánh với nhau. Từ chiều cao, đến học tập, đến sự nghiệp, vợ con, mỗi khi so ra được mặt nào ăn được đối phương thì phải hớn hở chạy đến trước mặt đối phương khoe khoang cho ra trò, cười trên nỗi đau của đối phương. Chương 237, chuẩn mực đại diện cho dân chơi thành thị. Tống Thư Hàng cảm giác ánh mắt lăm lăm của mấy người đi đường rất chướng mắt, mà đấy cũng là đương nhiên thôi. Mặc kệ là ai, nhìn thấy chiếc xe máy kéo và tài xế đang lái nó thì cũng phải ngoái lại nhìn thôi. Đầu tiên, người đang lái chiếc xe kéo này là Bạch Tôn giả, đây là một vị tiên nhân tuấn Mỹ vô song tựa như bước ra từ trong tranh. Lúc những người này nhìn thấy Bạch Tôn giả thì đều hận không thể dồn hết tất cả những từ ngữ mô tả cái đẹp như, đẹp trai, tuấn Mỹ, xinh đẹp, lên người của Bạch Tôn giả. Không thì căn bản không đủ để diễn tả nét đẹp của Bạch Tôn giả. Nhưng một người tuấn Mỹ vô song như thế, lại hưng phấn hớn hở cầm lấy tay lái của xe kéo, lại còn lắc lư theo nhịp của máy kéo, phải dùng quẩy hết mình để hình dung luôn mới đủ. Ở bên cạnh Bạch Tôn giả, Tống Thư Hàng cũng có thể xem như một chàng sinh viên mặt mày sáng sủa đẹp trai, trên mặt còn mang theo vẻ trẻ con của học sinh. Lúc này hắn đang co ro ngồi bên cạnh Bạch Tôn giả, bởi vì phía trước máy kéo chỉ có một chỗ ngồi mà thôi. Tống Thư Hàng phải co do tay chân lại thành một cục, trông đến tội. Xe kéo thì cứ kêu, brum brum, xịch xịch xịch, khói đen bốc lên nghi ngút. Hình ảnh này, hoàn toàn không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả cho phải. Bạch tiền bối à, dùng pháp thuật ẩn hình có được không? Tống Thư Hàng quay đầu lại, nói với Bạch Tôn giả đang chơi rất khí thế. Hắn thật sự không chịu nổi ánh mắt của quần chúng nữa rồi, mấy ánh mắt kia nhìn tới mức hắn thấy toàn thân khó chịu luôn rồi. Ta không dùng pháp thuật ẩn thân à, ban nãy quên mất, Bạch Tôn giả cười ngược, sau đó, hắn lái xe kéo vào trong một con hẻm không người. Đợi sau khi xác nhận không ai nhìn thấy chiếc máy kéo này nữa, Bạch Tôn giả mới lấy một tờ giấy A4 ra, dán lên chỗ ngồi trên máy kéo. Chỉ cần kích hoạt trận pháp trên tờ giấy thì chiếc xe máy kéo này sẽ tiến vào trạng thái ẩn hình. Mặt Tống Thư Hàng co giật, xem bộ dạng này thì hóa ra Bạch Tôn giả đã chuẩn bị từ trước rồi à. Đúng vậy, Bạch Tôn giả đã có chuẩn bị từ trước rồi. Trong tay hắn bây giờ có sẵn vài tờ giấy A4 có phù văn trận pháp, đều là sản phẩm dùng một lần, trong bãi đỗ xe kia còn nhiều xe lắm, hắn đương nhiên phải chuẩn bị sẵn nhiều một chút. Không thì mỗi lần lái xe ra ngoài đều phải khắc trận pháp thì phiền muốn chết. Tờ này là trận pháp ẩn hình, đợi khi sắp đến nhà ngươi thì ngươi tháo nó xuống, chiếc xe của chúng ta sẽ hiện ra, Bạch Tôn giả giới thiệu.
ta tình nguyện tàng hình về đến tận cửa nhà. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Tiếp theo, Bạch Tôn giả lại lấy ra 4 tờ A4 có khắc trận pháp, đây là phù văn để làm giảm trọng lượng thân xe, đây là phù văn dùng để giảm bớt lực cản của xe, tờ này là phù văn tăng tốc gấp 3, tờ cuối cùng này là khiến thân xe trở nên chắc chắn hơn. Có 4 loại này rồi, cho dù là lái xe máy kéo cũng có thể chạy được với vận tốc 150 km, hơn nữa còn không tạo thành hư hại quá lớn cho thân xe nữa. Tống Thư Hàng im lặng dán 4 tờ giấy A4 này lên xe kéo. Bạch Tôn giả búng tay một cái, kích hoạt tất cả trận pháp. Sau đó lại khởi động máy, vui vẻ chạy về phía trung tâm hàng không dân dụng Giang Thủy. Brum brum brum, xịch xịch xịch. Chiếc xe kéo chạy vèo vèo trên đường, không bao lâu sau, tốc độ đã vượt qua hơn 100 km. Trên đường đi, Bạch Tiền Bối dựa vào kỹ thuật lái xe điêu luyện, không ngừng lạng lách, tốc độ cũng ngày một nhanh hơn. Có đôi lúc gặp phải xe lớn chắn đường, Bạch Tôn giả còn có thể vỗ vào thân xe một cái, khiên dẫn thuật. Sau đó, máy kéo sẽ bay lên trời, phóng qua đầu xe trước mắt như nhảy vượt chướng ngại vật. Rồi lại chạy bon bon. Đây căn bản là không ra bài theo kiểu bình thường. Ở sau đuôi xe máy kéo, bên trong một chiếc ô tô màu bạc. Ê, ông xã, hình như em nghe thấy có tiếng xe máy kéo chạy ngang qua bên cạnh thì phải. Cô gái trẻ tuổi đang lái xe nghi hoặc nói. Ông chồng ngồi kế bên chỉ vào phía trước, giật mình kêu to, ôi mẹ ơi, gặp quỷ rồi. Đó là cái gì thế? Chỉ thấy ở phía trước đầu xe của bọn họ, có một cột khói đen lăng không bốc lên ngùn ngụt, hơn nữa, ở dưới cột khói đen kia còn phát ra tiếng động cơ ầm ầm brum brum nữa. Tốc độ của cột khói kia cực nhanh, dù ở trên con đường đông đúc thì vẫn có thể chạy vèo vèo với vận tốc cả 100 km/h. Chẳng lẽ là xe ma à? Cô gái trẻ kia run lẩy bẩy, kiểu như... Trước đây có một tài xế xe kéo chết trên con đường này. Oán niệm không tiêu tan, nên thường xuyên lái xe máy kéo vất vưởng trên con đường này ấy. Ông chồng thầm thở dài, thầm hạ quyết định, sau này nhất định không cho bà xã xem mấy bộ phim với tiểu thuyết trời thần này nữa. Cảnh này cũng xảy ra ở trong rất nhiều chiếc xe khác đang lưu thông trên con đường này. Gần như tất cả các tài xế đang lái xe trên cung đường này đều nghe thấy tiếng xe máy kéo ầm ầm bên tai. Cũng như cột khói đen đặc trưng chỉ có ở máy kéo. Thậm chí còn có người ngửi được mùi dầu máy của xe máy kéo nữa. Bạch Tôn giả hôm nay chỉ nhớ ẩn hình cho xe máy kéo thôi, nhưng lại quên che đi mùi vị, âm thanh của nó. Bởi vì Bạch Tôn giả cảm giác, đua xe mà ẩn hình thì chán lắm, chạy nhanh cỡ nào thì cũng như mặc đồ đẹp đi giữa đêm. Phải có người nhìn thấy, khiến người ta ngưỡng mộ, thì mới có động lực để mà đua xe chứ. Nhưng chuyện này Tống Thư Hàng lại không biết gì hết. Hắn còn tưởng lần này cũng như mấy lần trước, máy kéo đã được ẩn hình, ẩn tiếng, phản trinh sát các kiểu rồi. Brum brum brum, xịch xịch xịch. Chiếc xe máy kéo nhanh chóng chạy tới trung tâm huấn luyện hàng không dân dụng Giang Thủy. Lúc sắp tới nơi, Tống Thư Hàng đã gọi điện thoại cho Kazali, nói hôm nay sẽ đưa giáo viên Tiểu Lý quay về. Nhưng hôm nay cũng không định học lái máy bay gì, hắn phải về nhà một chuyến. Sau đó quay lại đại học GN, đợi xong xuôi mới học lái máy bay được. Kazali đương nhiên đồng ý ngay lập tức. Chuyện mấy hôm trước Tiểu Lý quay về từ ngoài vũ trụ đã khiến rất nhiều giáo viên ở đây tò mò mãi. Các giáo viên tò mò không biết sau khi Tiểu Lý mang theo 2 học viên đi học bay thì đã xảy ra những chuyện gì nữa. Lúc sắp đến nơi, Tống Thư Hàng kéo máy tờ giấy A4 khắc trận pháp kia xuống. Chiếc máy kéo lại hiện hình lại, sau đó chạy vào bên trong trung tâm. Alo, cô Kazali, chúng tôi tới rồi, Tống Thư Hàng gọi điện thoại cho Kazali nói. Kazali vội chạy ra đón. Sau đó, Kazali đứng hình. Cô ngơ ngác nhìn chiếc xe máy kéo ở trước mặt, cùng với Bạch Tôn giả đang lái máy kéo với vẻ mặt, anh đang hai của ngài ấy. Và Tống Thư Hàng đang ngồi co ro gọi điện thoại cho cô. Kazali chớp mắt mấy cái, sau đó hít sâu một hơi. Phải nói sao bây giờ nhỉ, ngay lúc này. Suy nghĩ trong đầu cô chính là, mẹ ơi, thế giới của kẻ có tiền đúng là không phải người bình thường có thể hiểu được. Cô lại có thêm khái niệm mới về, dân chơi thành thị, rồi. Khi người bình thường còn đang đi bộ thì mấy kẻ dân chơi kia đã lái xe tự động, khi người bình thường lái xe ô tô thì mấy kẻ dân chơi kia đã lái siêu xe, lúc người bình thường lái siêu xe thì đám dân chơi đã chuyển qua lái máy bay, lúc người thường lái được máy bay thì đám dân chơi lại chuyển qua lái xe máy kéo. Thứ họ muốn chính là sự khác biệt với người thường, không đi con đường bình thường, đại diện cho bản thân mình, nói lên bản thân chính là dân chơi. Tống Thư Hàng tiên sinh vất vả rồi,
giáo viên Tiểu Lý đâu? Kazeli dùng nụ cười chuyên nghiệp hoàn mỹ nhất. Ở đằng sau đấy, Tiểu Lý mới vừa ngủ đi không lâu, Tống Thư Hằng nhảy xuống khỏi máy kéo, đi tới sau xe, khiêng Tiểu Lý xuống. Lập tức có hai người đàn ông chạy tới từ sau lưng Kazeli, đón lấy Tiểu Lý từ trong tay Tống Thư Hằng. Gia ó viên Tiểu Lý không sao chứ? Kazeli tò mò hỏi, cô muốn biết vì sao giáo viên Tiểu Lý lại xuất hiện trong khoang thuyền quay về từ vũ trụ của nước Mỹ, không biết mấy hôm nay giáo viên Tiểu Lý đã phải trải qua những việc gì nữa. Không sao cả, anh ta vẫn ổn, Tống Thư Hằng cười nói. Lúc Chu Ly sư huynh đón giáo viên Tiểu Lý quay về từ Mỹ thì đã trị liệu cho hắn rồi, không chỉ lành lặn vẹn nguyên, mà thân thể cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Hôm nay lại có Bạch Tôn giả dùng linh lực chữa trị cho hắn một phen, nhất định là thu hoạch tràn đầy. Bởi vì bản thân Tống Thư Hằng cũng vì nhờ được Bạch Tôn giả trị liệu cho, nên cường độ thân thể mới tăng cường lên gấp mấy lần. Chúng tôi phải về rồi, nếu như có vấn đề gì khác thì cô cứ đợi giáo viên Tiểu Lý tỉnh lại rồi tự mình hỏi anh ta cũng được. Chúng tôi phải đi trước đây, chờ sau khi tôi quay lại khu Giang Nam thì sẽ liên hệ với cô Kazeli để học lái mấy loại máy bay khác, Tống Thư Hằng cười, vẫy tay nói. Được, không thành vấn đề, Kazeli đáp. Dù sao thì chờ giáo viên Tiểu Lý tỉnh lại là biết ngay. Tống Thư Hằng lại leo lên xe máy kéo lần nữa. Bạch Tôn giả quay đầu vô cùng điệu nghệ. Xe máy kéo nổ máy ầm ầm, chạy về phía thành phố Văn Châu. Lúc này, trên đường Bạch Kình ở thành phố Văn Châu. Ở cửa nhà của Tống Thư Hằng, có một chiếc xe BMW mới toanh đỗ lại trước cửa nhà của Tống Thư Hằng. Sau đó, có một người đàn ông cao to như con gấu đi ra từ ghế sau, tuổi chừng 50. Nhưng vì cao to quá nên nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thật. Đó là bạn thân trời đánh mấy chục năm của ba Tống, lão Lữ. Thiên hữu này, lấy quà mà ba chuẩn bị cho lão Tống ra đây đi, ha ha ha, sau khi lão Lữ xuống xe xong thì đứng làm giãn gân cốt một lúc, rồi cười sang sảng. Lúc này, lão Lữ vô cùng vui sướng, chỉ thiếu điều nhảy chân sáo hân hoan mà thôi. Lại thêm một người đàn ông cao to bước xuống xe, nhìn qua chẳng khác nào bản sao trẻ tuổi của lão Lữ. Đây là con trai của lão Lữ, tên Lữ Thiên Hữu. Nhìn thì có vẻ như đã hơn 30, nhưng thật ra hắn chỉ lớn hơn Tống Thư Hằng có 2 tuổi. Lúc này Lữ Thiên Hữu cười khổ, bản thân hắn tuyệt đối không muốn đến nhà Thư Hằng khoe khoang với cha mình làm gì, nhưng lại không khuyên cha của mình được. Lữ Thiên Hữu mở cốp xe, ôm một pho tượng ra, pho tượng này được bọc lại bằng vải đỏ, không nhìn ra được hình dạng thế nào. Tới tới tới, mau tới đây. Ba đang nóng lòng muốn xem bộ dạng tịt ngòi của lão Tống rồi. Vì xả cơn tức này, ba đã phải nhịn cả năm rồi, lão Lữ cười lớn, vẻ mặt hớn hở đi về phía cửa nhà của Tống Thư Hằng. Lữ Thiên Hữu thở dài, lấy tay ôm mặt. Hắn cứ cảm thấy cha của mình mất mặt quá đi mất. Chương 238, học cho lắm cũng được cái bùi gì đâu. Sau khi thở dài xong, Lữ Thiên Hữu lại quay sang soi kính xe để chỉnh lại biểu cảm trên mặt. Vất vả lắm mới nặn ra được một nụ cười thích hợp, hắn cố gắng giữ nguyên nụ cười này, ôm pho tượng đi theo cha mình. Có câu, giơ tay không đánh mặt cười, hy vọng lát nữa lúc mình đưa bức tượng này lên, chú Tống sẽ thương tình mình mỉm cười mà không cầm chổi đuổi mình ra. Lão Lữ vừa mới lên lầu, người còn chưa tới thì giọng đã oang oang, lão Tống, tôi tới rồi này, ha 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 ha. Ba Tống đẩy mắt kính, nghe thấy cái tiếng cười này, ông chỉ cảm thấy ruột gan quặn lên từng cơn. Lão Lữ nhanh chóng mở cửa bước vào, theo sau là Lữ Thiên Hữu. Lão già này, cả năm trời rồi mới nhớ ra đến nhà tôi chơi đấy à? Ba Tống quát to, nhắc tới cái từ, một năm, nhạy cảm kia. Ha ha ha, cũng vì bận suốt đấy mà, lão Lữ cười ha ha. Ba Tống nhíu mày, ông biết thừa là tiếp theo lão Lữ sẽ bắt đầu bốc phét khoe con trai ông ta. Không hổ là bạn già lâu năm, hành động tiếp theo của lão Lữ giống hệt với những gì ba Tống đã đoán. Chỉ thấy lão Lữ cười phá lên, quay lại kêu to, ha ha, Thiên Hữu à, mau vào đây chào chú Tống đi. Đằng sau, Lữ Thiên Hữu ôm pho tượng lớn, nụ cười cương cứng trên môi, chào chú Tống ạ. Lão Tống à, ông có cảm thấy là Thiên Hữu lại cao hơn rồi không? Đã cao hơn tôi nửa cái đầu rồi đấy, lão Lữ đắc ý nói, từ nhỏ tới lớn, ông chưa bao giờ thua khi so chiều cao với lão Tống. Ba Tống nghĩ đến Thư Hằng nhà mình, cao 175cm. Tuy không tính là thấp, nhưng so với Lữ Thiên Hữu cao gần 190cm thì hãy còn thua xa. Thở dài một hơi, ba Tống biết thừa, sau khi khen con mình thì lão Lữ sẽ bắt đầu khoe khoang công việc của con. Lão Lữ tự nhiên như ở nhà,
kéo ghế ngồi cạnh ba Tống, lão Tống này, ông còn nhớ chuyện năm kia thiên hữu nó nghỉ học không? Mấy năm nay nó ở bên ngoài phấn đấu gầy dựng sự nghiệp, rốt cuộc cũng coi như có chút thành tựu rồi. Ông có biết nghề buôn gỗ không? Mấy năm trước thiên hữu nó đầu tư tiền vào buôn bán đồ gỗ, người ta còn coi khinh nó. Nhưng bây giờ buôn bán đồ gỗ ngày càng tốt, thiên hữu nó tinh mắt quá ông ạ. Chỉ năm ngoái thôi mà nó đã kiếm được hơn 10 triệu rồi. Tuổi trẻ tài cao, giỏi hơn lão Lữ ông rồi. Ba Tống trên một câu vào đá đều lão Lữ. Tiếp theo, lão Lữ hết khen sự nghiệp của con trai xong chắc sẽ chuyển qua khoe chiếc xe của con mình nhỉ. Giống hệt như những gì ba Tống nghĩ, lão Lữ quả thật lại vỗ vai ba Tống nói, con giỏi hơn cha là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Mà nhé, lão Tống, ông có thấy chiếc xe đậu dưới lầu ban nãy không? Là BMW 7 đấy. Tuy rằng không thể xem như siêu xe gì, tính tổng giá chỉ hơn 2 triệu thôi. Thiên hữu nhà tôi còn ngại nó thường quá, định chừng 1-2 năm nữa sẽ đổi một chiếc tốt hơn. Ferrari hay gì cũng được. Lữ thiên hữu lúc này hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào cho rồi, mất mặt chết đi được. Nhưng chỉ có thể gượng cười gật đầu trước lời khen của ba Tống. Xe ngon ấy à? Mẹ nó, đợi thằng nhóc thư hàng kia tốt nghiệp thì nhất định phải bảo nó đi kiếm tiền cho nhanh vào. Chừng đấy đừng nói là BMW, ông đây mua hẳn một con Ferrari luôn, bao nhiêu tiền cũng kệ, để xem ông còn huênh hoang được nữa không. Hừ, thôi bỏ đi, kiếm tiền nào dễ như thế. Đây, lão Tống à, lần này tôi đến thăm ông, không tặng thứ gì khác. Tôi tặng ông một pho tượng đây, nghe bảo ông thích sưu tầm thứ này, tôi phải vất vả tìm người làm được bức tượng này đấy. Năm đó bức tượng gốc kia gây nên sóng gió lớn trên mạng luôn. Tiếc là tôi không lấy được bức tượng gốc, chỉ có thể làm một bản sao thôi, lão Lữ lộ ra vẻ tiếc nuối, vẫy tay gọi con trai mình, bảo hắn đưa quà lên. Mặt của Lữ Thiên Hữu co giật, cố gắng giữ nguyên nụ cười sáng láng, dè dặt đưa pho tượng tới. Ba Tống đẩy mắt kính một cái, nhận lấy pho tượng, mẹ nó, thứ mà lão Lữ này tặng nhất định không phải thứ gì tốt lành cho cam. Mà nặng thật đấy, có rát đồng à. Sau đó, ba Tống xốc mảnh vai bọc của bức tượng lên. Để lộ ra bức tượng tinh xảo bên trong. Đó là một thiếu nữ có dáng người uyển chuyển, có tư thế tĩnh tọa, chỗ đầu gối của cô có đặt một quyển sách đang mở. Thiếu nữ nọ hơi ngẩng đầu lên, có một chú chim bồ câu đang giương cánh muốn bay lên trong bàn tay cô. Pho tượng này trông cũng không tệ, cảnh ý cũng tốt, thiếu nữ nọ trông cũng rất sống động. Đầu tiên ba Tống hơi ngẩn ra, lấy làm khó hiểu, lẽ nào lão Lữ đổi tính rồi à, nên mới tặng một món quà hợp mắt tới cho ông. Ha ha ha, không tệ đúng không? Pho tượng này tuyệt lắm đấy. Lão Lữ cười ha hả, xem kỹ chưa, thiếu nữ vừa đọc sách, vừa chơi chim, đây là pho tượng, đọc sách làm được cái buổi gì, vô cùng nổi tiếng năm đó đấy. Tôi đã chuẩn bị cả năm trời rồi, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội tặng nó cho ông. Trả thù một cách trắng trợn. Lão Lữ đây là đang trả thù vụ năm ngoái, ba Tống dắt Tống thư hàng đến nhà ông ấy khoe khoang. Dù thư hàng nhà ông học giỏi thì làm được cái quần gì, con tôi nghỉ học mà vẫn kiếm được nhiều tiền đây. Học cho lắm cũng đi tắm cởi chuồng, làm được cái buổi gì. Đây là tiếng lòng của lão Lữ lúc này. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, ba Tống nghiến răng nghiến lợi, kêu liền ba chữ tốt, tôi sẽ nhận món quà này. Tôi sẽ, giữ gìn, nó thật kỹ. Ba Tống quyết định phải giữ gìn pho tượng kia thật tốt. Đợi sau này Tống thư hàng có tiền đồ rồi. Ông có thể lấy pho tượng này đi đánh thẳng vào mặt của lão Lữ. Nếu như ngày sau Tống Thư Hàng không làm nên cơm cháo gì, ông sẽ dùng pho tượng này để đánh mặt Tống Thư Hàng cũng được. Lúc này mẹ Tống đang ở dưới bếp thầm lắc đầu, bà cảm giác hai người này đúng là hết thuốc chữa rồi. Hai người này mà không đâm chọt đối phương thì sẽ thấy khó chịu đây mà. Ha ha ha, giữ kỹ nhé, đây là tấm lòng của tôi đấy, lão Lữ thỏa mãn vô cùng, ông đã nhịn cả năm rồi. Rốt cuộc cũng xả được cục tức này, chẳng dễ dàng gì. Thấy lão Tống nghiến răng nghiến lợi nhận lấy món quà này xong, lão Lữ cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng, toàn thân vô cùng thoải mái, sướng nói không nên lời. Hai ông đấy, không sợ bọn nhỏ nó cười cho. Đừng nói nữa, tiểu hữu, mau ngồi xuống ăn cơm đi, mẹ Tống bước ra, bưng món ăn cuối cùng lên, sau đó lại sới cho mỗi người một chén cơm. Em dâu này, có rượu không, đem lên một chút được không? Lão Lữ nhìn mâm cơm trước mặt, hít một hơi rồi hỏi, bây giờ trong lòng ông vô cùng thoải mái, hận không thể nốc luôn một chai rượu mạnh. Mẹ Tống liếc mắt nhìn ông, bụng rỗng không được uống rượu, ăn xong đi rồi hãy uống. Đúng, nhà tôi dạo gần đây toàn là ăn cơm xong mới uống.
thể trạng của lão Lư ông bây giờ, một chén thì không đủ đâu, ít nhất cũng phải ăn ba chén thì mới đủ. Ba Tống nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ông thôi đi, ăn cơm thì ăn cơm, ăn no rồi thì tôi sẽ chuốc ông gục luôn. Lão Lư bưng chén cơm lên, lùa cơm lia lịa. Lữ Thiên Hữu cười khổ, ngồi xuống bên cạnh cha mình, cảm ơn mẹ Tống xong thì bắt đầu ăn cơm. Đúng rồi, lão Tống này, thư hàng nhà ông đâu rồi, sao còn chưa về nữa? Đã nghỉ hè chưa? Lão Lư ăn vài đũa xong thì lên tiếng hỏi thăm. Lần trước nó gọi về, bảo là bạn nó mời về nhà chơi, mà chắc là cũng sắp về rồi đấy, ba Tống thuận miệng đáp. Bây giờ ông chẳng mong Tống Thư Hàng về chịu tội chút nào, với cái mồm thối của lão Lữ, nếu như Tống Thư Hàng mà ở nhà thì chắc chắn sẽ bị ông ta nói đều đủ đường, chậc chậc. May mà bạn của Thư Hàng mời nó đến nhà, may quá. Ha ha, thế à, tiếc thật đấy, lão Lữ lại lùa hai đũa cơm, mà phải nói, Thư Hàng nhà ông cũng tới tuổi học lái xe rồi nhỉ. Thế nó đã học chưa? Nó từng bảo với tôi rồi, mà không biết đã học chưa, ba Tống thuận miệng đáp. Nếu như nó vẫn chưa học thì đợi khi nào nó về tôi dạy nó lái bằng chiếc BMW này cũng được. Dù sao thì tôi cũng từng làm giáo viên dạy lái xe mà. Lão Lữ vỗ ngực nói. Khóe miệng của ba Tống giật giật, kỹ thuật tổ lái của lão Lữ khét quá, không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng con mẹ nó, đợi sau này Thư Hàng nhà tôi lái siêu xe về đi, xem tôi có khoe khoang gấp đôi luôn hay không. Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã hơn 2 giờ. Trên đường, Tống Thư Hàng lại bỏ thêm dầu vào cho xe máy kéo, lẽ nào Hoàng Sơn Chân Quân đã sớm đoán được Bạch Tôn Giả sẽ chọn dùng máy kéo đưa mình về nhà, nên mới chuẩn bị sẵn cả dầu đấy. Lúc đầu Bạch Tôn Giả chơi máy kéo rất phấn khích, quẩy rất nhiệt tình. Nhưng lái hơn 2 giờ thì hình như hắn cũng hơi chán rồi. Thư Hàng, còn chưa tới nhà ngươi nữa à? Bạch Tôn Giả hỏi. Sắp đến rồi, với tốc độ của chúng ta bây giờ thì chừng 1 giờ nữa là tới, Tống Thư Hàng cảm thán. Cũng chỉ có Bạch Tôn Giả mới có thể lái được máy kéo với tốc độ của ô tô mà thôi. Còn những 1 giờ à, Bạch Tiền Bối thầm thở dài, nhưng hai mắt đột nhiên sáng lên, nói, Thư Hàng này, đổi người, người lái nhé. Ta lái á, nhưng ta không biết lái máy kéo. Khóe miệng của Tống Thư Hàng co giật. Không có gì, dễ lắm, ta dạy ngươi, Bạch Tôn Giả tìm một đoạn đường không có người, từ từ dừng xe kéo lại. Ngừng lại xong rồi thì hắn nhảy xuống khỏi máy kéo, ưỡn eo một cái. Tống Thư Hàng đành phải tiếp nhận tay lái của máy kéo. Bạch Tôn Giả đổi sang ngồi ở chỗ của Tống Thư Hàng, co ro lại một cục, ngồi bên cạnh Tống Thư Hàng dạy hắn lái máy kéo. Tống Thư Hàng cũng nhanh chóng học được cách lái. Brum brum brum, máy kéo lại phả khói đen, chạy bon bon trên đường. Chỗ khác của Hoa Hạ. Vân Vũ đạo trưởng ngồi xếp bằng trên độn quang do kiếm hoàn biến thành. Nhàn nhã bay lượn trên không trung. Cũng tới lúc nên về không không đạo môn rồi, tên Hoàng Sơn kia gà muốn chết, tới giờ vẫn không tới bắt ta. Uổng công mấy hôm nay ta còn cẩn thận sợ hắn đột kích, đúng là chẳng để làm gì, Vân Vũ đạo trưởng đứng dậy, vươn vai một cái. Bởi vì đề phòng Hoàng Sơn chân quân, nên sau khi thoát ra từ Ngũ Chỉ Sơn phong ấn pháp tới nay, hắn vẫn không dám liên lạc với đệ tử của không không đạo môn, sợ bị Hoàng Sơn chân quân túm được. Chương 239, mau cầu nguyện với sao băng thôi. Nghe nói ở thành phố Văn Châu có rất nhiều đồ ăn ngon. Vậy thì đi đến đó xem thử mới được, ăn xong rồi lại về không không đạo môn sau, Vân Vũ đạo trưởng nghĩ thầm trong lòng. Bị phong ấn 200 năm, sau khi thoát ra, hắn cảm giác thời đại này đúng là thiên đường hưởng thụ. Có internet, có rạp chiếu phim, nhà hát, có đủ loại đồ chơi mới lạ. Ngay cả hoàng đế cổ đại cũng không hưởng thụ bằng bây giờ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có tiền. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là khoa học kỹ thuật phát triển khiến cho môi trường bị ô nhiễm nặng hơn. Nhưng không sao cả, chút việc nhỏ ấy không đáng kể chút nào đối với tu chân giả. Vân Vũ đạo trưởng là cường giả đã ngưng tụ được kim đan, dù cho hoàn cảnh trên trái đất có ác liệt hơn gấp trăm lần nữa thì cũng không thể ảnh hưởng gì tới hắn. Cho nên, mặc kệ là mấy món quà ăn vặt ở vệ đường, đồ chiên xào, hay là mấy loại thức ăn có hại cho sức khỏe, chỉ cần ăn ngon thì Vân Vũ đạo trưởng đều ăn thả cử. Vi trùng vi khuẩn gì đó, không ảnh hưởng gì tới hắn hết. Ví như lần trước, sau khi ăn hết 50 xiên thịt dê nướng xong, Vân Vũ đạo trưởng cảm giác bụng mình hơi khó chịu, nhưng thân thể của hắn lại tự động sinh ra phản ứng, dễ dàng hóa giải mấy con vi khuẩn và chất độc đã xâm nhập vào cơ thể. Lại nói, rốt cuộc thịt dê nướng kia là thứ gì mà có thể khiến cho thể chất của hắn hiện tại mà ăn vào lại cảm thấy khó chịu chứ?
nhưng mùi vị thì đúng là rất tuyệt, nhớ lại thôi đã thấy thèm. Lần sau có cơ hội thì nhất định phải ăn thêm lần nữa. Đi thôi, để xem thành phố Văn Châu có món gì ngon, trò gì vui. Vân Vũ đạo trưởng vui vẻ đứng lên kiếm quang, vèo một cái, bay về phía thành phố Văn Châu. Bay được một lúc, Vân Vũ đạo trưởng đột nhiên nhíu mày. Kỳ lạ, sao mình cứ cảm giác như có nguy cơ sắp ập tới thế này? Lại còn càng lúc càng nặng nữa chứ, Vân Vũ đạo trưởng thì thào. Có phải lúc sáng mình rời giường với tư thế không đúng không nhỉ, hay là tư thế đi tắm hôm qua không đúng? Cảm giác nguy cơ này Vân Vũ đạo trưởng cũng chẳng lạ gì, từ khi hắn thoát ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn phong ấn pháp thì hắn đã cảm giác loáng thoáng sắp có nguy hiểm giáng xuống rồi. Hắn còn tưởng là Hoàng Sơn chân quân để lại bẫy dập hay để lại chiêu ngầm gì đó, hắn đã nghĩ rất nhiều cách giải rồi, nhưng vẫn không thành công. Nhưng hôm qua, cảm giác nguy hiểm này đột nhiên biến mất. Nhưng sao bây giờ cảm giác này lại xuất hiện thế này? Rốt cuộc là thứ gì đây, dù có chết thì cũng phải cho ta thống khoái đi chứ, Vân Vũ đạo trưởng nghĩ thầm trong lòng. Im lặng một lúc, Vân Vũ đạo trưởng cắn răng. An toàn tính mạng quan trọng hơn, hủy bỏ kế hoạch đi thăm thú thành phố Văn Châu, trực tiếp đi ngang qua thành phố Văn Châu để về không không đạo môn đi vậy. Đợi quay về tông môn rồi, có đại trận thủ hộ của tông môn, không cần phải sợ bất kỳ thứ gì nữa. Trên một con đường lớn đi về phía thành phố Văn Châu. Brum brum brum, xịch xịch xịch. Tiếng máy kéo kêu đều đều bên tai, hai tay của Tống Thư Hàng vịn tay lái, toàn thân run lên theo nhịp của máy kéo. Hắn, lái rất hăng say. Thật ra ấy mà, nếu như người khác không nhìn thấy bộ dạng của ngươi lúc lái xe máy kéo thì lái nó cũng tuyệt lắm. Đầu xe nặng thật nặng, lúc chạy thì có cảm giác run run, giống như lời Bạch Tôn Giả đã nói, cảm giác rất tuyệt. Đặc biệt là cỗ xe máy kéo này lại có thể chạy với tốc độ như bay 100 km, thậm chí là 150 km/h, cảm giác này quả thực vô cùng tuyệt vời, chạy lâu sẽ gây nghiện, cứ muốn chạy mãi thôi. Aha, Bạch tiền bối, chừng nửa giờ nữa là chúng ta có thể tới thành phố Văn Châu rồi, sau đó sẽ tới nhà của ta ở đường Bạch Kình ngay thôi, Tống Thư Hàng nói với Bạch Tôn Giả. Hắn sợ Bạch tiền bối đột nhiên nhàm chán mà thất thần thì sẽ phiền to, cho nên trên đường đi, hắn luôn tìm cớ nói chuyện với Bạch Tôn Giả. Nhưng lần này hỏi xong, chờ mãi không nghe thấy Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng vội vàng quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện Bạch tiền bối đang nhắm mắt, người thì co ro lại thành một cục. Ngủ rồi à? Chẳng lẽ vì sáng nay giúp mình và giáo viên Tiểu Lý điều trị thương thế, tiêu hao quá nhiều linh lực, cho nên mệt rồi? Hay là... Tống Thư Hàng từ từ giảm vận tốc của máy kéo xuống, đỗ lại ở ven đường. Sau đó, hắn giơ tay hơ hơ trước mặt Bạch tiền bối. Bạch tiền bối vẫn không hề có phản ứng gì, hô hấp của hắn, không có hô hấp. Bởi vì tới được cảnh giới của Bạch tiền bối thì đã không cần phải hít thở làm gì nữa rồi. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc, lấy một thứ ra từ trong túi. Đó là một cây tiêu nhỏ, tên là Thiên Lý Truyền Âm Tiêu, do Hoàng Sơn chân quân đưa cho hắn lúc đi đón Bạch Tôn Giả xuất quan. Dùng thứ này thì có thể liên lạc với Bạch Tôn Giả. Hắn thử thổi Thiên Lý Truyền Âm Tiêu lên. Rất nhanh, bên trong cây tiêu phát ra giọng nói nhu hòa của Bạch tiền bối. Xẹt xẹt, xin chào. Tống Thư Hàng nhìn Bạch Tôn Giả, thấy hắn vẫn không động đậy chút nào. Trong lòng đã đoán được lý do. Xẹt xẹt, xin chào, đây là nơi A Bạch bế quan, cách lúc bế quan chấm dứt còn 2 ngày 3 giờ 02 phút, xin hãy kiên nhẫn chờ. Bên trong Thiên Lý Truyền Âm Tiêu, giọng nói của Bạch Tôn Giả vẫn ôn tồn như thế. Đúng vậy. Bạch tiền bối bế quan rồi. Bế quan cuồng nhân Bạch Tôn Giả, bởi vì ngồi trên xe cảm thấy chán quá. Mà chán không có gì làm thì cứ bế quan thôi. Bế bao lâu đây nhỉ? Dù sao cũng phải bế quan, vậy thì bế ít ít 2 ngày trước đi. Vậy nên Bạch Tôn Giả liền bế quan 2 ngày luôn. Tống Thư Hàng ôm chán. Tiền bối, ngài có thể bế quan ít hơn được nữa không? Ngài thế này bảo ta đưa ngài về nhà rồi phải sắp xếp kiểu gì bây giờ? Nếu như Bạch tiền bối chỉ bế quan có nửa ngày thôi thì Tống Thư Hàng còn có thể bịa chuyện, à đây là bạn của con, đi đường mệt quá nên buồn ngủ, cứ để cho hắn ngủ cho đẫy giấc đi đã. Nhưng bây giờ bế quan những 2 ngày, hắn phải giải thích với ba Tống và mẹ Tống kiểu gì đây? Bạn con từ bé đã thích ngủ rồi, ngủ một giấc phải 1-2 ngày, ba mẹ cứ yên tâm đi. Yên tâm cái con khỉ, có ai mà ngủ một giấc những 2 ngày chứ? Người thực vật chắc. Tới lúc đó... Ba Tống nhất định sẽ lo lắng sốt vó, lập tức đưa Bạch Tôn Giả đến bệnh viện ngay.
Làm sao bây giờ, hay là mình tìm khách sạn nào gần đây rồi để Bạch Tiền Bối ở trong đó nhỉ? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Nhưng vừa mới nghĩ ra thì hắn đã lập tức gạt phức suy nghĩ này đi rồi. Nói đùa gì thế, bỏ Bạch Tiền Bối ở lại trong khách sạn một mình à? Lỡ như trong lúc Bạch Tiền Bối bế quan mà mở ra cái sa mạc thực tại ảo kia, khiến cho tất cả mọi người ở trong khách sạn bị thiếu niên áo xanh kia ngược đãi chết đi sống lại, ngỏm củ tỏi luôn thì sao bây giờ? Dù không xuất hiện thực tại ảo đi nữa, nhưng dựa vào bộ dạng tuấn mỹ và giá trị mị lực của Tống Thư Hàng, nói không chừng sau khi hắn bỏ Bạch Tôn giả lại trong khách sạn thì một phút sau sẽ có rất nhiều thổ hào dẫn đàn em tới cướp Bạch Tiền Bối đi mất. Việc này chưa chắc là không thể xảy ra, bởi vì đã có tiền lệ rồi. Lúc trước khi hắn đi đón Bạch Tôn giả xuất quan, đã có mấy tên thổ hào vì muốn cướp pho tượng của Tôn giả mà đánh nhau to luôn. Thôi vậy, cứ về nhà mình trước đi. Sau đó lại tìm Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng kia về, lại bảo Đậu Đậu bố trí một cái kết giới ở trong phòng của mình cũng được, Tống Thư Hàng xoa trán. Về phần phải giải thích với ba Tống và mẹ Tống thế này thì cứ đi được bước nào hay bước ấy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu không được thì cứ bảo Bạch Tôn giả là người thực vật cũng được. Tống Thư Hàng thở dài nặng nề, ngồi lại trên ghế lái, chuẩn bị khởi động máy kéo. Tiếng máy kéo nổ ầm ầm vang lên, khói đen bốc lên. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị khởi động máy kéo thì bất chợt có một ngôi sao băng xinh đẹp lướt ngang qua bầu trời. Dù là ban ngày, nhưng ánh sao băng kia vẫn sáng ngời chói mắt. Sao băng à? Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực, miệng mấp máy cực nhanh, hy vọng Tô Thị A Thập Lục có thể nhanh chóng khỏe lại, hy vọng vấn đề trí nhớ của Bắc Hà Tiền Bối, Tam Lãng Tiền Bối và Cổ Hồ Quan Tèn Bối cũng có thể được giải quyết. Nói tới đây, hắn lặng lẽ hí mắt nhìn sao băng kia. Sao băng vẫn còn lướt ngang trên bầu trời, còn đủ thời gian để cầu nguyện tiếp. Hy vọng lần này mang Bạch Tiền Bối về nhà có thể thuận lợi, đừng xảy ra việc gì. Hy vọng Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng đừng có chạy loạn nữa mà sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, hắn lại hí mắt ra dòm tiếp. Sao băng hãy còn đó, hơn nữa càng sáng chói hơn. Nguyện vọng cuối cùng, hy vọng con đường tu hành của ta có thể thuận lợi hơn nữa, hy vọng ta cũng sẽ may mắn hơn. Việc ngu ngốc như kiểu cầu nguyện với sao băng này, trước kia chắc chắn Tống Thư Hàng sẽ không làm, khi đó hắn không tin vào mấy việc này. Tuy rằng bây giờ hắn vẫn không tin, nhưng kể từ sau khi biết rõ giới tu sĩ thật sự tồn tại, thì hắn cảm giác như số mệnh thật sự vô cùng huyền diệu. Bởi vì bên cạnh hắn có một Bạch Tiền Bối may mắn tới mức tà môn luôn. Tuy rằng cầu nguyện với sao băng có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng cũng có thể cầu an tâm. Nói không chừng tâm trạng tốt hơn thì vận khí cũng sẽ tốt theo. Sau khi cầu nguyện xong, Tống Thư Hàng lại mở to mắt nhìn ngôi sao băng kia. Ủa, có phải mình bị ảo giác không nhỉ? Sao mà ngôi sao băng này càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn thế này? Mẹ ơi, ngôi sao băng này đang lao tới chỗ mình. Tống Thư Hàng cảm giác bàng quang của mình ẩn ẩn căng cứng. Hắn lập tức nhớ tới một cảnh tượng mà thiếu chút nữa đã bị hắn quên bén đi. Khi đó, hắn bị cảnh mạch đà chủ của Vô Cực Ma Tông đuổi giết, nên thi triển vạn lý phi độn thuật, đâm sầm vào lưng của lãnh diễm kiếm bay tới chỗ Bạch Tôn giả. Sau đó hắn tận mắt nhìn thấy Vân Vũ đạo trưởng thoát ra từ trong ngũ chỉ sơn phong ấn pháp. Lúc ấy, Bạch Tôn giả đột nhiên nhắc tới một khối thiên ngoại kỳ thạch với Hoàng Sơn chân quân, nghe nói khối kỳ thạch kia có thể khiến cho tu sĩ nhất phẩm đứng cạnh nó có thể đả thông lục thiếu dễ dàng hơn. Sau cùng, Bạch Tiền Bối còn thuận miệng nói một câu, nếu như Thư Hàng ngươi có thể tìm được một khối kỳ thạch như thế. Lúc ấy, Tống Thư Hàng bị dọa sợ hết hồn. Hắn sợ một ngày nào đó sẽ đột nhiên có một khối thiên thạch giáng xuống từ trên trời, nện trúng người hắn. Nên mấy ngày sau hắn vẫn luôn giữ nguyên cảnh giác. Cũng may, có vẻ như lời Bạch Tiền Bối thuận miệng nói ra lúc ấy cũng không biến thành lời chúc của Bạch Tôn giả. Nên hắn cũng bình an vượt qua mấy ngày. Vậy nên, dần dà hắn cũng không để chuyện này ở trong lòng nữa. Nhưng không ngờ, thứ nên tới rốt cuộc vẫn tới. Khối thiên thạch này rốt cuộc vẫn giáng xuống chỗ hắn. Tống Thư Hàng thở dài, nhìn chằm chằm vào khối thiên thạch này, trong lòng bắt đầu tính toán địa điểm mà khối thiên thạch này có thể rơi xuống. Nếu như phát hiện ra thì hắn vẫn có thể tránh được. Chương 240, Vân Vũ đạo trưởng, trời ơi lại chuyện gì nữa đây? Thiên thạch trên trời dường như đã nhắm trúng Tống Thư Hàng rồi khởi động hình thức định vị mục tiêu, nó lao xuống càng lúc càng gần. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào thiên thạch, trong đầu nhanh chóng tính toán địa điểm nó sẽ rơi xuống. Đột nhiên, hắn trừng to mắt.
Mình nhìn nhầm à? Tống Thư Hàng day day mắt, trong lúc mơ hồ, dường như hắn nhìn thấy dưới tảng thiên thạch kia có một bóng người. Hắn trợn mắt, kích hoạt khí huyết chi lực trong nhãn khiếu để thị lực của mình nâng cao một bậc. Không, hắn không nhìn lầm, bên dưới thiên thạch quả thực có người. Hơn nữa, đó còn là người quen. Tống Thư Hàng vừa mới nghĩ tới hắn xong, người này chính là Vân Vũ đạo trưởng bị Hoàng Sơn chân quân nhốt trong cấm địa Ngũ Chỉ Sơn phong ấn pháp. Vân Vũ đạo nhân lúc này đang ở trong tư thế nằm nghiêng, nửa người bị thiên thạch đè nặng làm cho nửa bên mặt sưng lên. Toàn thân hắn đầy những vết thương, cả người bị bao phủ trong ngọn lửa thiêu đốt trên thiên thạch làm cho quần áo sắp cháy sạch sành xanh. Quái lạ, theo miêu tả của Hoàng Sơn chân quân thì Vân Vũ đạo nhân đã là cường giả ngưng tụ kim đan cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm. Sao hắn không bay ra khỏi thiên thạch mà lại đi khiêng nó thế kia nhỉ? Hắn đang làm cái gì vậy? Tống Thư Hàng nghi hoặc trong lòng. Chẳng lẽ tảng thiên thạch đó là một bảo bối hay sao? Tống Thư Hàng lại hiểu lầm rồi. Không phải Vân Vũ đạo nhân không muốn bay ra khỏi đáy thiên thạch mà là hắn không bay được. Hắn đã ngất đi rồi. Đường đường là cường giả ngưng tụ kim đan linh hoàng ngũ phẩm, thế mà Vân Vũ đạo nhân lại bị một tảng thiên thạch đập vào mặt đến ngất lịm đi á. Chuyện này quả thực nực cười y như việc một ông chú to cao đi qua đi lại, rồi đột nhiên bị một con kiến trên cây rơi xuống nền ngất vậy. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Vậy thì phải quay lại thời điểm hơn 10 phút trước. Lúc đó, vì áp lực của nguy cơ sắp ập tới đè xuống đầu càng lúc càng lớn, nên Vân Vũ đạo nhân phải từ bỏ kế hoạch tới thành phố Văn Châu ăn uống vui chơi, định bay thẳng qua bầu trời Văn Châu để tới tổng bộ không không đạo môn. Ai ngờ đúng lúc hắn đến gần thành phố Văn Châu thì tự nhiên thấy trên đầu mình xuất hiện một cái bóng khổng lồ, một luồng nhiệt nóng rực đang bay vọt về phía hắn. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thì ngây cả người ra. Cách đỉnh đầu hắn hơn 10 mét là một tảng thiên thạch dài 5 mét, rộng 7 thước. Tảng thiên thạch ấy đốt lên một ngọn lửa ngùn ngụt, tốc độ thì nhanh đến mức chẳng gì sánh bằng. Điều kỳ lạ hơn là hắn không hề phát hiện ra tảng thiên thạch này đang rơi xuống. Cứ như nó đột phá hạn chế không gian mà xuất hiện từ hư không vậy. Theo lý thuyết, với cảnh giới kim đan linh hoàng ngũ phẩm của mình, Vân Vũ đạo nhân phải lập tức ra tảng thiên thạch này ngay từ khi nó xuất hiện cách hắn cả vạn mét mới đúng. Thế mà tảng thiên thạch chết tiệt này im lặng ập tới, thậm chí còn hoàn toàn chặn đứng cả cảm ứng và trực giác của hắn. Mãi đến khi nó chỉ còn cách hắn có hơn 10 mét, hắn mới phát hiện ra. Chết tiệt! Chẳng lẽ là tên đại ngốc Hoàng Sơn chân quân kia dùng pháp thuật ám hại ta sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Hoàng Sơn chân quân. Một tảng thiên thạch to tổ chẳng tiếp cận gần sát mà mình không hề có cảm ứng gì, chắc chắn là có người thi triển pháp thuật làm ảnh hưởng tới cảm ứng của mình rồi. Thế nhưng tên đại ngốc Hoàng Sơn chân quân kia quá coi thường ta rồi. Chỉ một tảng thiên thạch thôi mà, hãy xem lão phu dùng một kiếm đâm vụn nó đây. Mấy năm bị phong ấn hắn đều vất vả tu luyện. Cho dù không có tài nguyên đan dược nhưng vẫn dựa vào chính mình mà ngưng tụ ra kim đan, trở thành kim đan linh hoàng ngũ phẩm. Tuy rằng tốn thời gian vô cùng lâu nhưng thắng ở chỗ căn cơ vững chắc, hắn còn mạnh hơn đám tu sĩ dùng đan dược thăng lên linh hoàng ngũ phẩm nhiều lắm. Hắn chỉ cần vung một kiếm là dễ dàng phá tan thứ thiên thạch tầm thường này ngay. Kiếm khởi, Vân Vũ đạo nhân quát lớn một tiếng, chân đạp hư không, kiếm dưới chân hắn bay lên ngưng tụ thành một luồng kiếm khí khổng lồ dài hơn 10 mét. Kiếm khí hung hãn chém thẳng về hướng thiên thạch. Ầm, kiếm khí đâm vào thiên thạch. Tảng thiên thạch khổng lồ tức thì bị chém cho chia năm xẻ bảy. Vân Vũ đạo nhân nở nụ cười đắc ý. Thế nhưng nụ cười chưa kịp nở tươi, thì có một đạo kiếm khí mai phục trong mảnh thiên thạch nhỏ cuối cùng bị kích phát ra, hướng thẳng chém về phía Vân Vũ đạo nhân. Đạo kiếm khí kia đáng sợ tới cực điểm. Vân Vũ đạo nhân chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe lên rồi hơi né người đi. Sau đó, không còn sau đó nữa, bởi vì hắn ngất lịm đi rồi. Trước khi rơi vào hôn mê, trong lòng Vân Vũ đạo nhân chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, tiên sư thằng cha Hoàng Sơn đại ngốc, ngươi dám dở trò. Vân Vũ đạo nhân té xỉu, kiếm hoàn có linh tính tự bay về hộ thể bên cạnh hắn. Sau đó, thiên thạch vô tình nện lên người hắn, đập cho hắn rớt xuống từ không trung. Hoàng Sơn chân quân bị Vân Vũ đạo nhân hiểu lầm giờ đang trợn mắt há mồm nhìn một tấm gương trước mắt mình. Tấm gương này nối tiếp với ấn ký ẩn trên người Vân Vũ đạo nhân, có thể thể hiện tất cả từng nhất cử nhất động của hắn. Nhìn thấy Vân Vũ đạo nhân bị một tảng thiên thạch bất ngờ trên trời rơi xuống nện ngất rồi đâm dụng, Hoàng Sơn chân quân không khỏi âm thầm nuốt ực một ngụm nước miếng. Hắn cực kỳ ấn tượng với thứ thiên thạch đột nhiên rớt xuống, im lặng không một tiếng động, tốc độ vèo vèo,
lực sát thương cao, đủ kiểu quái dị này. Đó là chuyện từ mấy trăm năm trước khi hắn vẫn chỉ là một tên nhóc trẻ tuổi, nhận được nhiệm vụ đi đón Bạch Tiền Bối khi đó mới là chân quân xuất quan. Sau đó hắn vừa đi cùng Bạch Tiền Bối trên đường vừa giới thiệu với ngài về những biến thiên của thời đại, đang đi thì có một tảng thiên thạch rụng xuống ngay sát bên người hắn, suýt chút nữa đã đập chết hắn luôn. Tảng thiên thạch mém nện chết hắn cũng hệt như tảng thiên thạch này đây, nó lặng lẽ tiến đến như một tên thích khách. Ngươi chưa kịp phản ứng thì đã tiến vào phạm vi công kích của nó rồi. Tút tút tút. Sau đó màn hình tối sầm lại. Ấn ký ẩn mà Hoàng Sơn chân quân để lại trên người Vân Vũ đạo nhân bị tảng thiên thạch và đạo kiếm khí quái dị kia hủy mất. Hắn mất dấu Vân Vũ đạo nhân. Vân Vũ đạo nhân chắc sẽ không chết chứ. Hoàng Sơn chân quân nhủ thầm. Hắn vất vả chơi cùng người này lâu như vậy, lập nhiều clone cho người này lội group lâu như vậy, nếu cứ thế mà chết mất luôn thì trong lòng hắn ít nhiều cũng sẽ tiếc nuối lắm đó. Cuối cùng tảng thiên thạch đậu xuống ở vị trí cách Tống Thư Hàng hơn 1 mét, tạo nên trên mặt đất một cái hố thật to. Phụt, Vân Vũ đạo nhân đang cơn hôn mê há mồm phun ra một ngụm máu rồi lại ngất lịm. Tống Thư Hàng nhìn vị đệ tử không không đạo môn đáng thương nọ, ngất rồi à? Hình như mấy đệ tử của không không đạo môn mà hắn gặp đều rất bi đát thì phải. Vị Vân Vũ đạo nhân trước mắt hắn đây ngày xưa trộm đồ xong còn khoe khoang chế giễu Hoàng Sơn chân quân, cuối cùng bị Hoàng Sơn chân quân bắt được, giam lại 200 năm trời. Bây giờ vất vả lắm mới trốn thoát ra được thì lại bị thiên thạch nện ngất. Số mệnh là một thứ huyền diệu khó mà giải thích được. Thế nhưng việc nó tồn tại là không thể nghi ngờ, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong bụng. Nếu nói Bạch Tôn giả là đại diện của may mắn S, thì vị Vân Vũ đạo nhân này chắc chắn là may mắn loại E. Tống Thư Hàng nhìn quanh bốn phía, đây là một con đường hiếm dấu chân người, xuyên qua một vùng hoang sơ đất vàng mênh mông chưa ai khai phá, trên đường chẳng có một ai. Vì thế, Tống Thư Hàng đi tới bên cạnh tảng thiên thạch nọ. Thiên thạch bị Vân Vũ đạo nhân đánh vỡ giờ chỉ còn một mảnh cỡ chiếc bàn bát tiên. Vân Vũ đạo nhân bị đè dưới mảnh thiên thạch này. Tống Thư Hàng vươn tay nắm lấy mảnh thiên thạch, sau đó toàn lực phát động khí huyết chi lực trong tâm khiếu và nhãn khiếu để nâng nó lên. Ồ, nhẹ hơn mình tưởng tượng nhiều, Tống Thư Hàng lẩm bẩm, rồi rời mảnh thiên thạch lên máy kéo của mình trước đã. Đây là thiên thạch từ vũ trụ rơi xuống đấy, mặc kệ có phải là bảo bối hay không thì cứ mang về ắt là đúng chứ không sai. Lại nói, may mà Bạch Tiền Bối nổi hứng lái cái máy kéo ra đây, chứ hôm nay mà lái xe khác đến thì đã không lôi được mảnh thiên thạch này đi rồi. Tuy chiều rộng và chiều dài của nó chỉ bằng cái bàn bát tiên nhưng mà lại cao tới gần 1 mét cơ đấy. Sau khi ném thiên thạch lên máy kéo, Tống Thư Hàng phủi phủi tay. Hình như vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng khí tức của Bạch Tôn giả trên tảng thiên thạch này thì phải. Mình vừa bốc tảng thiên thạch lên rồi để lại khí tức đó à? Tống Thư Hàng gãi đầu. Sau đó hắn lại xoay người khiêng cả Vân Vũ đạo nhân chuyển lên máy kéo. Tuy rằng Vân Vũ đạo nhân này có hơi khờ khờ. Thế nhưng cũng coi như có duyên gặp mặt một lần, mình cứu được thì cứu vậy. Nếu không xong thì để Hoàng Sơn chân quân mang hắn đi cũng được. Thanh kiếm trong lòng Vân Vũ đạo nhân khẽ động, thế nhưng dường như nó cũng cảm giác được Tống Thư Hàng không có ác ý nên lại bình ổn lại ngay. Sau khi thu thập xong hết thảy, Tống Thư Hàng ngồi vào ghế điều khiển máy kéo. Rầm rầm rầm, khục khục khục. Máy kéo bốc khói đen, tiếp tục bon bon đi trên đường rộng thênh thang. Đường Bạch Kinh, thành phố Văn Châu, nhà Tống Thư Hàng. Ba Tống và Lão Lã đã ngà ngà say, bắt đầu chém gió bay nóc, chém từ việc mình ngày xưa giỏi giang ra sao đến đánh nhau một chọi ba ngầu thế nào, từ con trai mình thế này rồi bà xã mình thế khác, khí thế vô cùng. Chém đến mức Lã Thiên Hữu ngồi bên cạnh cũng không đỡ nổi nữa. Mẹ Tống ở trong bếp lại làm thêm một vài món nhắm cho hai người. Bà nói vọng về phía Lã Thiên Hữu. Thiên Hữu à? Con đừng để ý đến hai người kia. Con cứ vào phòng nghỉ cho khách nghỉ một lát đi, giao hai người này cho cô là được. Vâng ạ, Lã Thiên Hữu nở nụ cười cứng còng, sửa sang lại bát đũa của mình trên bàn rồi đi vào phòng cho khách. Sau đó thở phào một cái thả mình xuống sofa. Đi với ông già mình sang nhà Tống Thư Hàng đúng là một sai lầm nghiêm trọng mà. Ba Tống và Lão Lã chẳng hề tự hiểu lấy, hai người uống đến mức đỏ gay mặt mày, líu cả lưỡi lại. Đúng lúc đó thì điện thoại của ba Tống reo vang. Ông Lục tìm trong túi mãi hồi lâu mới lấy được di động ra. Không nhìn xem ai gọi tới, ông vừa nhấc máy đã quát lên. Alo, ai đấy? Ba, con đây,
giọng nói của Tống Thư Hàng vang lên trong điện thoại, ba uống rượu đấy à? Hả, à, cha lã mất nết chạy đến nhà mình làm khách, ba uống với ổng mấy chén thôi. Con có chuyện gì thế hả? Ba Tống nói oang oang. Con đang trên đường về, 10 phút nữa là con đến nhà rồi, Tống Thư Hàng cười nói. Gì cơ, con sắp về ấy hả? Ba Tống ra sức day huyệt thái dương. Sao sớm không về, muộn không về, lại nhằm đúng lúc này mà về thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 240.